Tu chân Liêu Thiên Quần chương 516, tin, chúc mừng ngài đã nhận được bộ đồ điện gia dụng hỏng, là do vận khí sao? Bạch Ngọc Sư Tử tứ tu hỏi một cách vô thức. Không có thiên phú đặc biệt nào của tu sĩ, lại bỏ lỡ mất độ tuổi hoàng kim để tu luyện, bắt đầu với cấp bậc khó khăn cỡ này mà vẫn có thể thăng cấp nhanh như thế, nhất định phải vận khí cường đại mới được. Lại thêm việc trong nhóm cửu châu số 1 đã có một bạch tôn giả mang số mệnh nghịch thiên rồi, cho nên tứ tu lập tức nghĩ ngay theo hướng kia, có lẽ vậy. Thất tu tôn giả cười ha ha nói, dạo gần đây, hắn online khá ít, nhưng dù như vậy thì cũng có thể nhìn ra được từ trong nhật ký nói chuyện của nhóm cửu châu số 1, trong một khoảng thời gian ngắn, Tống Thư Hàn đã hòa nhập vào trong nhóm cửu châu số 1, có được sự thừa nhận của phần lớn các đạo hữu. Chỉ riêng chuyện này thì không đơn thuần chỉ là may mắn được, có trả giá thì mới được báo đáp. Tống Thư Hàn có được sự thừa nhận của các đạo hữu, thì đương nhiên cũng phải nỗ lực trả giá cho tương xứng. Hơn nữa, ngay đến cả bạch đạo hữu cũng chiếu cố cho vị tiểu hữu này rất nhiều. Thất tu tôn giả nói thêm, vận khí trên người bạch tôn giả đã đạt đến tình trạng vô cùng quỷ dị, mà hắn lại bất giác chiếu cố đến Tống Thư Hàn nhiều như thế, việc này rất thú vị. Ở một bên khác, sau khi Tống Thư Hàn bị đám người khổng lồ quạt bay đi mấy lần, cuối cùng hắn cũng dần dần thích ứng được với trọng lực cấp 3 này, cũng từ từ nắm vững được kỹ xảo chiến đấu với người khổng lồ. Đám người khổng lồ mà thất tu tôn giả hiện hóa ra có cơ thể cực kỳ to lớn, lực lượng uy mãnh, tuy nhiên so ra thì có vẻ hơi ngốc nghếch. Sau khi Tống Thư Hàn thích ứng được với trọng lực này, cố gắng phát huy ưu thế của quân tử Vạn Lý Hành, cuối cùng mượn sự sắc bén của bảo đao bá toái, giải quyết được một người khổng lồ cao 5 mét, xong đứa thứ nhất. Tống Thư Hàn lẩm bẩm. Trong lúc chiến đấu, thể chất của hắn không ngừng tăng lên, dù sao thì tu luyện rèn luyện cơ thể hàng ngày, sao có thể so với việc đề thăng thể chất lúc chiến đấu được kia chứ. Lại thêm việc chỗ này tràn đầy vật chất và năng lượng thần bí, quả thực là nơi thích hợp nhất cho việc rèn luyện tăng cường thể chất. Ngoài ra, Tống Thư Hàn cũng phát hiện ra lúc đám cự nhân do thất tu tôn giả lưu lại tấn công thì thỉnh thoảng sẽ thi triển điện quang quyền, đây là một loại quyền pháp nhị phẩm. Nghe tên đã có cảm giác nó là công pháp tu chân cùng cấp bậc với hỏa diễm đao, mấy người khổng lồ không cách nào sử dụng lực lượng chân khí. Lúc quyền pháp đánh ra chỉ có cái vỏ chứ không có mang theo lôi điện, vì vậy lại mang đến cơ hội cho Tống Thư Hàn học tập chiêu thức của điện quang quyền. Đương nhiên, học được chiêu thức xung thì cũng chẳng ích gì. Còn cần có khẩu quyết của quyền pháp phối hợp cùng thì mới được, vậy thì... Liệu có phải khẩu quyết quyền pháp của điện quang quyền cũng bị thất tu tôn giả cất giấu ở một nơi nào đó không? Tống Thư Hàn nghĩ thầm trong lòng. Thất tu tôn giả cười ha ha nói, xem ra, Tống Thư Hàn tiểu hữu đã phát hiện ra bố trí của ta rồi. Sau đó, hắn lại nhìn về phía tứ tu, đã tìm thấy người kia chưa? Mấy ngày nay, Bạch Ngọc Sư Tử tứ tu vẫn luôn tìm kiếm một người ở các khu lân cận. Đó là một vị kỳ môn tu sĩ của giới tu chân. Trước khi chưa tìm ra hắn thì không được nhắc đến tên của hắn. Nếu không, trong phạm vi cảm ứng của người đó, một khi nghe thấy có người nhắc đến tên mình thì chỉ trong chớp mắt hắn sẽ viễn độn ra xa ngàn vạn dặm, biến mất tâm mất tích. Tứ tu liếc mắt, nói, làm gì có chuyện tìm ra được người kia dễ dàng như thế, nếu như hắn không muốn thì dường như không ai có thể tìm thấy hắn, bất quá vẫn có một vài manh mối. Không phải là gần đây có rất nhiều tu sĩ tứ phẩm, ngũ phẩm đang truy đuổi một pháp bảo tên là Phệ Hồn Yêu Hồ hay sao? Thất tu tôn giả gật gật đầu, nói, có liên quan đến cái hồ lô này sao? Trên hồ lô này có vương một tia khí tức của người đó. Hay nói cách khác, rất có khả năng cái Phệ Hồn Yêu Hồ kia đã từng tiếp xúc với người kia ở khoảng cách rất gần. Tứ tu liếm láp móng vuốt, nói, Phệ Hồn Yêu Hồ kia có lai lịch thế nào? Thất tu tôn giả hỏi, vấn đề này thì, nói không chừng ngươi phải hỏi vị Tống Thư Hàn tiểu hữu này thử xem sao. Hôm qua cái tên Linh Hoàng tóc đỏ kia tìm đến Tống Thư Hàn tiểu hữu cũng là vì manh mối của Phệ Hồn Yêu Hồ đấy. Bạch Ngọc Sư Tử duỗi móng, chỉ về phía Tống Thư Hàn. Thất tu tôn giả chắp tay sau lưng, cười phá lên, cho nên, chuyện tìm người kia, cũng có liên quan với Tống Thư Hàn tiểu hữu đây sao. Quả nhiên trên người Tống Thư Hàn tiểu hữu có điểm gì đó rất thú vị. Trong lúc thất tu tôn giả và Bạch Ngọc Sư Tử tứ tu đang nói chuyện với nhau, thì tình hình chiến trận bên dưới lại xảy ra biến hóa. Tống Thư Hàn tiểu hữu nằm chèm bẹp rồi. Hắn tính sai một bước nên kết quả đã bị đám người khổng lồ bao vây lại. Sau đó là rất nhiều nắm đấm rơi xuống như mưa, trực tiếp đánh Tống Thư Hàn bị lọt xuống lòng đất luôn. Trong lúc nguy cấp, trên người Tống Thư Hàn hiện ra một tầng hộ thuẫn màu vàng, đỡ lấy những đòn công kích còn lại.
Hộ thuẫn màu vàng này là hộ thuẫn mà thất tu tôn giả đã để lại trên người Tống Thư Hàn. Khi hộ thuẫn này xuất hiện thì cũng có nghĩa là Tống Thư Hàn đã chết một lần rồi. Trên mặt Tống Thư Hàn lộ ra vẻ buồn bực. Sau 10 phút nghỉ ngơi, Tống Thư Hàn tiến vào hình thức thi lại. Chỗ thành cổ bị phá đổ đã liền lại như cũ, mà người khổng lồ bị Tống Thư Hàn giết chết cũng được bổ sung lại. 100 người khổng lồ được sắp xếp lại ở bên ngoài thành cổ, bắt đầu thi lại. Nếu không đủ điểm sẽ phải bước vào hình thức thi lại tuần hoàn sau khi chết. Ở một bên khác, trong không gian của mặt trăng bên cạnh, lúc Tống Thư Hàn đang bù đầu dây dưa với 100 tên người khổng lồ thì ở trong không gian gần đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như, đám tu sĩ vốn đang đuổi theo Phệ Hồn Yêu Hồ, đột nhiên phát hiện ra kiếm quang thần kỳ kia vậy mà không chỉ có một đạo. Trong lúc bọn họ đang đuổi theo không biết mệt mỏi, thì đột nhiên kiếm quang chở theo Phệ Hồn Yêu Hồ ở phía trước lại biến thành hai thanh. Có rất nhiều tu sĩ ngu người đơ mặt ra, không biết nên đuổi theo đạo kiếm quang nào mới đúng. Không chỉ có vậy, nghe các tu sĩ gần đây thường tháo nhau rằng trông thấy kiếm quang cường đại bay qua bay lại khắp nơi trong không gian. Mà ngay buổi sáng hôm nay, rốt cuộc có một đội tu sĩ liên thủ, may mắn hạ được một đạo kiếm quang. Sau khi mấy vị tu sĩ này liên thủ phong ấn kiếm khí trên kiếm quang xong, lúc bọn họ mừng rỡ như điên muốn gỡ bảo vật trên kiếm quang xuống để chia nhau thì lại trừng mắt to tới mức muốn lọc tròng. Mẹ nó, đây là cái gì? Thứ nằm trên kiếm quang căn bản không phải là pháp bảo, cũng không phải là Phệ Hồn Yêu Hồ, mà là một cái tivi màn hình lớn. Bên trên nó còn có dòng chữ Maya in China rất bắt mắt, cả đám người bọn họ cố sống cố chết, thậm chí còn bỏ ra phù bảo phong ấn loại cực kỳ trân quý, cuối cùng chỉ lấy được một cái tivi màn hình lớn thôi sao? Hơn nữa, cái tivi màu này còn bị hỏng nữa chứ. Một vị tu sĩ tứ phẩm trong nhóm liên thủ nọ lập tức lệ rơi đầy mặt, để bắt được đạo kiếm quang này, hắn thực sự đã tiêu hao mất phù bảo phong ấn có giá trị tương đương với 16 viên linh thạch ngũ phẩm. Bây giờ thì mất sạch cả chì lẫn chài mất rồi, trông thấy cái tivi tàn tạ này, trong ít hầu đội tu sĩ hợp tác liên thủ này như nghẹn một búng máu. Không phun ra thì không chịu nổi, cuối cùng, bọn họ lại đặt ánh mắt kỳ vọng vào đạo kiếm quang có uy lực rất lớn nọ, biết đâu nó sẽ là một thanh phi kiếm rất cường đại thì sao, nói không chừng bán thanh phi kiếm rồi thì có thể bù lại một chút cho tổn thất của bọn họ. Nhưng ngay sau đó, cục máu nghẹn trong cổ họng của đám tu sĩ liên thủ kia cuối cùng cũng được phun ra khí thế như nước tràn bờ ao. Bản thể của đạo kiếm quang này, cư nhiên lại là một thanh kiếm gỗ, lại còn là cái loại tùy tay đẽo thành nữa chứ, chơi đẽo bố mày thế này à. Giống như hiệu ứng quân bài domino, sau khi đạo kiếm quang thứ nhất bị chặn lại, thì lại có liên tiếp 2-3 thanh nữa bị đám tu sĩ khác liên thủ chặn lại được. Sau đó, đám tu sĩ liên thủ kỳ vọng mở kiếm quang ra, lúc nhìn vào bảo vật được che phủ ở trong kiếm quang, tiên. Chúc mừng ngài đã nhận được lò vi sóng hỏng. Phục, đội ngũ tu sĩ liên thủ thứ hai thổ huyết, tiên. Chúc mừng ngài đã nhận được tủ lạnh sau khi bị nổ. Tủ lạnh sau khi bị nổ tặng thêm 2 bộ phun sướng. Phục, nhóm tu sĩ liên thủ thứ 3 phục máu, tiên. Chúc mừng ngài đã nhận được tivi bị hỏng, điều hòa bị nổ, các mảnh vỡ của tủ lạnh, bộ lò vi sóng hỏng. Phục, nhóm tu sĩ liên thủ thứ 4 hộc máu, có lẽ hôm nay mọi người dân trên trái đất sẽ được trông thấy một cảnh tượng trăng máu vô cùng hiếm có. Thời gian trôi qua, 3 giờ chiều, trong một chỗ tu sĩ tụ tập ở mặt trăng. Một nhóm tu sĩ khá đông tập hợp ở đó với ánh mắt đờ đẫn. Trên gương mặt của bọn họ đều mang theo vẻ chẳng lưu luyến gì cuộc sống nữa. Lại có người quay lại rồi, nhìn biểu cảm của bọn họ cũng là đạo hữu đã thành công bắt được kiếm quang đây. Cũng không biết thứ mà bọn họ lấy được là gì nhỉ. Ta nghe nói nhóm tu sĩ quay về lần trước lấy được một cái tivi với một cái tủ lạnh. Bây giờ có vị tu sĩ trẻ còn chưa chịu thông suốt, ông lấy cái tivi kia về nhà phá ra nghiên cứu. Còn nói với vẻ chắc nịch rằng nhất định trong chiếc tivi kia cất giấu báu vật nữa, không chỉ vị tu sĩ trẻ kia thôi đâu. Ta nghe nói, có rất nhiều đạo hữu đều như thế, ai cũng mang mấy cái như là điều hòa này, tủ lạnh này, lò vi sóng này về nhà đấy. Mất hết cả vốn gốc như thế, đổi lại là ta chắc cũng sẽ phát điên mất thôi. Ta đoán chừng bây giờ bọn họ chỉ muốn dệt cả thế giới thôi. Trong lúc đang nói chuyện thì lại có một nhóm tu sĩ đến, cũng ánh mắt đờ đẫn như thế, cũng không lưu luyến cuộc sống như thế. Trong nhóm, chỉ có một tu sĩ tóc dài có vẻ mặt tức tối đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sau khi vị tu sĩ tóc dài này tiến vào nơi tập hợp, thì chắp tay quay sang hỏi dò mọi người, đạo hữu, có ai biết nơi nào trên mặt trăng có mấy cô nàng quyển yêu xuất hiện không? Hả? Lẽ nào tiểu huynh đệ có thu hoạch gì sao?
tu sĩ ở chỗ tập hợp lập tức hỏi với vẻ tò mò. Lẽ nào đã lấy được bảo vật gì mà chỉ có Khuyển Yêu mới có thể dùng hay sao? Ha ha ha. Tu sĩ trẻ tuổi cười tiêu sái, giơ ngón cái lên, hôm nay ta nhất định phải đi đệt cẩu một lần mới được. Hôm sau, thứ hai ngày 9 tháng 7, đạo hiệu hôm nay, Kim Cương Quân Tử Đao. Hôm qua, ở dưới tầng hầm có trọng lực gấp 3 kia, Tống Thư Hàn bị 100 tên khổng lồ giày xéo cả một ngày, hành hạ mãi đến rạng sáng. Cuối cùng, Sở Sở và Lý Âm Trúc cũng được nô bộc của Thất Tu Tôn Giả dẫn đến, đứng vây xem cảnh tượng Tống Thư Hàn quần nhau với 100 người khổng lồ. Sáng ngày hôm nay, lúc Tống Thư Hàn ngủ dậy thì cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời. Con đường tu chân, kết hợp giữa vất vả và nhàn hạ. Vì thế, Thất Tu Tôn Giả khuyên Tống Thư Hàn ra ngoài đi dạo một vòng, hiếm khi đến được mặt trăng. Đúng lúc bên cạnh động phủ của Tôn Giả là chỗ tụ tập của tu sĩ, bên trong có một cái chợ nhỏ. Vì thế, Tống Thư Hàn dẫn Lý Âm Trúc, Sở Sở, Ngư Kiều Kiều lên thuyền tiên của Thất Tu Tôn Giả đi về phía các tu sĩ tụ tập để mua sắm, xem trong chợ có những thứ gì. Đương nhiên, xem là đủ rồi, Tống Thư Hàn nghèo đến nỗi trên người một xu không dính túi, cũng không có linh thạch để mua bất cứ thứ gì. Sau khi lên thuyền tiên, đoàn người Tống Thư Hàn đến cửa vào chỗ tập hợp, Tống Thư Hàn trông thấy gần cửa vào chất một đống lớn các đồ điện gia dụng, lò vi sóng này, tủ lạnh này, tivi màu này, là ảo giác sao? Tại sao cứ cảm thấy đống tủ lạnh, tivi màu, lò vi sóng này lại quen mắt đến lạ thế nhỉ? Có lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi, mấy thứ đồ như tủ lạnh này cũng đều là mặt hàng sản xuất hàng loạt cả, thỉnh thoảng trông thấy một vài thứ giống nhau y như đúc cũng không có gì là lạ mà. Tống Thư Hàn nghĩ thầm trong lòng, nghĩ như vậy, Tống Thư Hàn dẫn đám người Lý Âm Trúc tiến vào trong chợ, chuẩn bị mua sắm một chút để thư giãn. Lúc đi dạo trong chợ, Tống Thư Hàn nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của mấy chủ sạp. Phần lớn nội dung mà họ đang nói đều là về chuyện ngày hôm qua. Hôm qua, có nhiều tu sĩ liên thủ truy bắt kiếm quan ở quanh mặt trăng, muốn lấy được bảo vật trên kiếm quan. Sau đó, rất nhiều tu sĩ đều thành công bắt được kiếm quan. Theo lý mà nói, đây là chuyện đáng mừng. Nhưng tu sĩ bắt được kiếm quang thì lại mất hết cả chì lẫn chài, lỗ hết sạch vốn liếng, bởi vì toàn bộ các thứ trên kiếm quang đều là đủ loại đồ điện gia dụng đã hỏng hóc. Nghe nói hôm qua có một vị tu sĩ tóc dài không chịu nổi cú sốc, đã thực sự đi tất cẩu, đệt chó. Còn rất nhiều tu sĩ bị lỗ vốn thi nhau khóc ngất trong nhà vệ sinh. Không cần phải nói nữa, đống đồ điện gia dụng ở cửa vào kia đều là chiến lợi phẩm mà những tu sĩ liên thủ truy đuổi kiếm quang thu được. Tống Thư Hàn nghe đến đây thì mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng, có muốn ngừng lại cũng không được, chẳng trách hắn cứ cảm thấy đống đồ điện gia dụng kia trông quen mắt thế. Hóa ra đó chính là đống đồ mà Bạch Tôn Giả tống lên trời, đúng là trùng hợp quá mà. Lại nói, những phi kiếm này chẳng phải đã bị tống vào nơi sâu trong vũ trụ rồi sao? Tại sao lại vòng về thế này? Phù văn vạn lý phi độn thuật trên người hắn cường đại đến như thế sao? Có thể hút những phi kiếm dùng một lần từ nơi xa như thế quay về sao? Không biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác có lỗi với quần chúng nhân dân. Trong lúc Tống Thư Hàn đang suy nghĩ, trong chợ có tu sĩ có tin tức linh thông, lớn tiếng kêu lên, tin tức mới nhất đây. Thiên Nham Tản Nhân dẫn một nhóm bao gồm Khung Quỷ Tản Nhân, Yến Vô Hoang cùng với đại yêu hình người mặt nhiễm liên thủ với nhau, cuối cùng cũng đã bắt được kiếm quang mang theo Vệ Hồn Yêu Hồ rồi. Bây giờ, tiểu đội của Thiên Nham Tản Nhân đang hộ tống Vệ Hồn Yêu Hồ cùng với kiếm quan quay về. Vệ Hồn Yêu Hồ kia, cuối cùng bị người ta lấy được rồi sao? Mỗi thành viên trong tiểu đội Thiên Nham Tản Nhân đều có thực lực cao cường, là tu sĩ Linh Hoàng Kim Đan ngũ phẩm nổi tiếng trong chỗ tập hợp này. Đan văn của mỗi người đều từ ngũ long văn trở lên, nhưng từ tin tức này thì dường như đến cả thành viên của tiểu đội này cũng không hề hàng phục được Vệ Hồn Yêu Hồ kia, mà là vận chuyển cả nó lẫn đạo kiếm quan kia về cùng thì phải. Đáng ghét, bị bọn chúng nhanh tay trước một bước, Thiên Nham Tản Nhân đúng là dẫm phải cất chó mà, ta không cam lòng. Tại sao chúng ta liên thủ mà chỉ lấy được có một cái tủ lạnh thôi? Thật không cam lòng, đám người Thiên Nham Tản Nhân vận chuyển cả Vệ Hồn Yêu Hồ với kiếm quang về cùng chứ không tự mình hàng phục như thế là vì muốn đấu giá đấy à? Ai mà biết được, nhưng hành động đuổi theo Vệ Hồn Yêu Hồ cuối cùng có thể lắng xuống rồi. Mọi người cũng không cần đi bắt mấy món đồ điện gia dụng hỏng hóc lừa người đó nữa. Lắng xuống sao? Ta cảm thấy rằng không đơn giản như vậy đâu. Có người cười ha ha lên, hành động trước kia, vì để tranh đoạt Vệ Hồn Yêu Hồ này, đã có biết bao nhiêu người tán gia bại sản chứ. Còn có rất nhiều cường giả kim đan trong các thế lực cường đại,
đã coi phệ hồn yêu hồ này là vật trong tay của mình. Mọi người cho rằng những người này sẽ bỏ qua như thế hay sao? Chỉ cần tiểu đội thiên nham tản tu kia không hàng phục phệ hồn yêu hồ đó thì chuyện này vẫn chưa thể xem là kết thúc được. Không biết có bao nhiêu con mắt đang dõi theo tiểu đội của thiên nham tản nhân đây. Nói không chừng còn chưa đợi tiểu đội của thiên nham tản nhân quay về thì đã có người đi cướp cái yêu hồ kia rồi. Hồ lô kia rốt cuộc cũng bị người ta bắt được rồi. Tống Thư Hàn cười mỉm, hắn không để ý chuyện hồ lô bị người ta bắt được lắm. Cái hồ lô đó cũng không phải là của hắn, huống hồ gì hắn cũng không đủ thực lực để tham gia vào việc tranh đoạt hồ lô. Đối với Tống Thư Hàn, hồ lô này bị người ta bắt được cũng là việc tốt, đỡ cho lại nhảy ra thêm một linh hoàng tóc đỏ, linh hoàng tóc đen, gì gì đó. Phát giác được mối liên hệ giữa vạn lý phi độn thuật trên người hắn và kiếm quang, sau đó lại muốn vây bắt hắn, ép hắn giao ra bảo vật gì gì đó, nghĩ thôi cũng thấy đủ phiền phức, không muốn mà lại được. Tống Thư Hàn dẫn theo ba người Lý Âm Trúc tiếp tục đi dạo ở trong chợ. Không hổ là chợ của tu sĩ, đủ các loại kỳ trân dị bảo, cần cái gì là có cái ấy. Dưỡng Nhan đang ở trong thế tục có tiền vàng bạc triệu cũng khó mà cầu được, nhưng ở đây thì chỉ cần linh thạch nhị phẩm là có thể mua được một lọ, 30 viên. Tống Thư Hàn còn trông thấy linh mễ được bán lẻ, giá của một bao cư nhiên đến tận 2 viên linh thạch nhất phẩm, giá cao gấp đôi, thế nhưng gói chứa linh mễ lại nhỏ hơn một cỡ. Đúng là đồ gian thương, ngoài ra thì còn có các loại linh thú, đan dược, linh thực. Thứ khiến cho Tống Thư Hàn đặc biệt thích là một tiệm bán pháp bào, bên trong có nho sam văn nhã, đạo bào cực bách, cùng với áo khoác ngoài theo phong cách hiện đại trông vô cùng ngầu lòi. Tống Thư Hàn rất muốn mua một chiếc, nhưng đành bấm bụng do túi tiền eo hẹp. Tống Thư Hàn có chút kích động muốn móc cái áo cà sa ngọc bích của mình ra để đổi lấy một cái đạo bào, nhưng cuối cùng, hắn vẫn dằn lòng nén cơn xúc động được. Bởi vì áo cà sa ngọc bích kia thật sự rất thực dụng, hiệu quả phòng ngự còn mạnh hơn những pháp y được sản xuất hàng loạt ở trong cửa tiệm pháp bào này rất nhiều. Tống Thư Hàn là một người thực tế, không thể vì phong độ mà trả giá bằng chỉ số an toàn tính mạng của mình được. Ngoài cửa hàng pháp bào và cửa hàng phi kiếm ra thì còn có vài nơi bán công pháp tu sĩ, cũng rất thu hút Tống Thư Hàn. Các loại công pháp như hỏa diễm đao, thổ linh côn, ngự hỏa quyết, kiếm thuật trúc cơ căn bản, giá cả mỗi loại cũng khác nhau. Những công pháp tu luyện này đều là những mặt hàng bình thường chẳng đặc sắc gì, rất nhiều thứ còn bị khiếm khuyết nữa. Những công pháp này, chỉ cần mua về thì nó đã trở thành vật sở hữu của bạn, có thể truyền dạy đệ tử tùy theo sở thích của bạn. Sau khi đi xem xét kỹ một lượt, Tống Thư Hàn thầm thở dài một hơi. Giá cả của công pháp rất đắt, công pháp trúc cơ rẻ nhất cũng phải tốn một viên linh thạch tam phẩm trở lên. Sở dĩ chúng đắt như vậy là vì mỗi quyển công pháp đều dùng cách đặc biệt để sao chép lại. Đều có yêu cầu riêng với giấy viết và bút mực. Hơn nữa, phần lớn trên bí tịch công pháp cấp thấp đều mang theo chức năng không gian ảo thuật cấp thấp. Cũng không phải mỗi một quyển công pháp đều được chế tác tỉ mỉ, sử dụng văn tự bài bản, hình vẽ tạo thành không gian ảo thuật truyền thừa giống như kim cương căn bản quyền pháp. Phần lớn các bí tịch công pháp giá rẻ chỉ là tăng thêm chút năng lực ảo thuật trên bí tịch một cách thô bạo, sử dụng nó cũng bị hạn chế số lần. Đợi lần sau quay lại mà ta đã có tiền rồi thì không có tiền nửa bước cũng khó đi, chính là cái đạo lý này đây. Sau khi đoàn người Tống Thư Hàn đi dạo khá lâu, Lý Âm Trúc lại bắt đầu mệt mỏi buồn ngủ. Hai ngày nay, thời gian cô ngủ lại ngày càng dài, hàn khí trên người cũng ngày càng mạnh hơn. Có lẽ, không bao lâu nữa cô lại phải bước vào trạng thái đóng băng. Tống Thư Hàn cảm thấy bất lực trước hàn bệnh của cô. Chỉ có thể đợi sau này, sau khi thăm dò cái cấm địa trong ký ức của Lý Thiên Tố với Bạch Tôn Giả, để xem trong đó có cách nào giúp chữa khỏi bệnh của Lý Âm Trúc hay không. Buồn ngủ. Lý Âm Trúc kéo kéo góc áo của Tống Thư Hàn, ngáp một cái, một tầng nước mỏng dâng lên trong đôi mắt màu bạc của cô. Trông cực kỳ đáng yêu, Tống Thư Hàn khom lưng, thuần thục bế Lý Âm Trúc lên. Lý Âm Trúc cũng thuần thục dựa lên trên vai của Tống Thư Hàn, tìm một chỗ thoải mái rồi nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai người bọn họ cực kỳ ăn ý, Tống Thư Hàn bế Lý Âm Trúc nói với Sở Sở, Sở Sở cô nương, chúng ta cũng quay về thôi. Sở Sở khẽ gật đầu, cô đi dạo một vòng cũng không muốn mua thứ gì. Lần ra ngoài này, lão tổ Sở gia có cho cô một ít linh thạch, nhưng cô không nỡ tiêu bậy. Số linh thạch này, phải dùng cho đáng, không thể lãng phí được. Một nhóm ba người, cộng thêm cả Ngư Kiều Kiều lại lên thuyền tiên của Thất Tu Tôn Giả một lần nữa, quay về động phủ của Thất Tu Tôn Giả. Thuyền tiên do hai nô bộc của Thất Tu Tôn Giả điều khiển, không cần đến mấy người Tống Thư Hàn phải hao tâm tổn trí. Ba người an tọa,
Tống Thư Hàng cẩn thận ôm lấy Lý Âm Trúc nằm ngang ở trong lòng, hàn khí trên người Lý Âm Trúc khi ở trong trạng thái ngủ say lại càng nghiêm trọng hơn, khiến cho Tống Thư Hàng có ảo giác giống như mình đang ôm lấy một khối băng ở trong lòng vậy. Kiên trì thêm một chút nữa, kiên trì đến khi thăm dò cấm địa kia xong, nói không chừng lại có chuyển biến. Tống Thư Hàng lẩm bẩm, lúc ôm Lý Âm Trúc, hắn có cảm giác như đang vào vai của Lý Thiên Tố, coi cô như con gái mình. Trong tâm khiếu của hắn, linh quỷ khẽ cười, cộng hưởng ý niệm với Tống Thư Hàng. Thuyền tiên bay lên, tốc độ ổn định, từ từ bay về phía động phủ của Thất Tu Tôn Giả. Tống Thư Hàng, hôm nay, nhất định phải hoàn thành khiêu chiến 100 tên khổng lồ kia. Chiến đấu cùng với mấy người khổng lồ kia khiến cho hắn thu được khá nhiều lợi ích. Chiến đấu cả ngày hôm qua, tuy rằng thân thể và tinh thần có mệt mỏi nhưng thể chất thật sự đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ, chân khí trong đan điền của hắn đã dần trở lại bình thường, cảm giác căn phòng đã bị đẩy lùi đi rất nhiều. Tinh thần lực ở mi tâm cũng vậy, không còn đau đớn như trước nữa. Thuyền tiên tiếp tục bay đi. Trong quá trình bay, nô bộc khống chế phía bên phải của tiên tru đột nhiên đứng bật dậy. Hắn đưa tay ra bắt lấy một vật có hình dạng cái gậy dài, rồi nhẹ nhàng kéo một cái. Có lẽ đây chính là hệ thống phanh xe. Sau khi kéo vật kia, tốc độ bay của thuyền tiên chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Xảy ra chuyện gì thế? Tống Thư Hàng hỏi. Nô bộc còn lại xoay đầu lại thưa với Tống Thư Hàng. Xin Thư Hàng đạo trưởng và Sở Sở tiên tử cứ yên tâm. Chỉ là khu vực phía trước có tu sĩ đang chiến đấu. Tốt nhất chúng ta nên lách qua khu vực chiến đấu, để tránh khỏi bị cuốn vào. Thuyền tiên là pháp khí rất quý giá, nếu chẳng may bị hư hại thì việc sửa chữa cũng rất phiền phức. Cho nên, gặp phải các tu sĩ đang đánh nhau như thế, tránh được thì cứ tránh. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, hắn ngước mắt lên nhìn, thì thấy hai đội tu sĩ đang giao chiến với nhau. Khung cảnh giao chiến rất lóa mắt, phi kiếm xoay xung quanh, kiếm quang nổ bung ra, chói mắt như mặt trời mới mọc, khiến mắt người ta không cách nào nhìn thẳng vào đó. Lại có đao khí tung hoành ngang dọc, hóa thành thác nước chảy đổ xuống. Bá đạo cuốn phăng tất cả những vật thể trắng ở trước mặt nó, còn có cả phù văn xoay xung quanh, che kín toàn bộ không gian chiến đấu. Số lượng phù văn này e là phải trên cả hàng ngàn tờ. Hai bên giao chiến, đều là những tu sĩ cao thủ thực thụ. Lúc này, một thanh âm dữ tợn vang lên từ trong cuộc chiến, Thiên Nham Tản Nhân, nếu thức thời thì hãy giao nộp Phệ Hồn Yêu Hồ ra đây ngay, bằng không hôm nay bản tọa sẽ khiến ngươi thân tử đạo tiêu, cũng sẽ tra tấn linh hồn ngươi ngày đêm. Hừ. Có ngon thì cứ nhào vô đi, ta sợ ngươi chắc. Nói khoác thì ai mà chẳng nói được cơ chứ. Ngươi cho rằng Thiên Nham ta sợ Vô Cực Ma Tông các ngươi thật à? Một thanh âm lạnh lùng khác đáp lại, là cuộc chiến do Phệ Hồn Yêu Hồ gây ra. Trùng hợp chính là Tống Thư Hàng vẫn còn trông thấy hai gương mặt quen thuộc trong phe cánh của Vô Cực Ma Tông. Lúc Tống Thư Hàng vừa bước vào không gian, đã gặp phải hai đệ tử mặc áo đen của Vô Cực Ma Tông. Có điều bây giờ, hắc bào pháp y trên người họ đã không còn thấy đâu nữa rồi, thay vào đó là hai chiếc pháp y ngắn màu trắng nhìn qua là biết thấp kém hơn rất nhiều. Hơn nữa pháp kiếm trong tay của bọn họ cũng không có, lúc đánh nhau, xa thì dùng đạo thuật, gần thì dựa vào nắm đấm, nhìn qua có vẻ cực kỳ thê thảm. Chúng ta là nhóm đòi nợ chuyên nghiệp. Vẻ mặt tự hào lắm lắm của vị đội trưởng to con trong đội đòi nợ thuê kia lại xuất hiện trong đầu của Tống Thư Hàng. Không phải là cái đội tu sĩ đòi nợ cơ bắp cuồn cuộn kia đã lột luôn cả pháp y màu đen của hai tên này luôn đấy chứ. Lúc này, tu sĩ của Vô Cực Ma Tông và Thiên Nham Tán Nhân đang cuốn lấy nhau, sau thi nhau nói xong những lời oai phong lẫm liệt thì lại tiếp tục bắt đầu giao chiến. Các loại ánh sáng giống như trong phim ảnh tiếp tục nổ ra. Đạo thuật, phù bảo, kiếm quang bao trùm lấy thân ảnh của cả hai bên ở bên trong. Mà cái phạm vi bị phá vỡ này đang được mở rộng ra không ngừng. Nếu không rời đi nữa thì sẽ bị cuốn vào mất. Hơn nữa, trong lòng Tống Thư Hàng còn đang lo lắng chuyện khác hơn. Nhớ lại tin tức trong chợ tu sĩ, thì hình như thành viên của tiểu đội Thiên Nham Tán Nhân không thể lấy Phệ Hồn Yêu Hồ được, cho nên đã mang cả hồ lô và kiếm quang cùng về, cả kiếm quang lẫn hồ lô. Cho nên nếu như khoảng cách giữa hắn và kiếm quang quá gần thì liệu kiếm quang có mang theo hồ lô bay qua đây không nhỉ? Mẹ nó, nếu thế thật thì hơi phiền toái một chút, Tống Thư Hàng nói. Chúng ta mau vượt qua đám tu sĩ đang giao chiến kia đi, không thành vấn đề, Thư Hàng đạo trưởng. Hai nô bộc của Thất Tu Tôn Giả thản nhiên nói. Sau đó, hai tên nô bộc điều khiển thuyền, lái một vòng, tránh ra khỏi vòng chiến đấu giữa Vô Cực Ma Tông và Thiên Nham Tán Nhân. Lại nói, được người khác gọi là Thư Hàng đạo trưởng như thế đúng là cảm giác là lạ một chút, nhưng không phải là Thư Hàng đại sư là được rồi. Cũng may, chuyện mà Tống Thư Hàng lo lắng không hề xảy ra.
Tiểu đội của Thiên Nham tán nhân không hổ là những tản tu tiếng tăm lừng lẫy ở chợ tu sĩ, thủ đoạn phong ấn rất mạnh, phong ấn kiếm quan kia cứng ngắc, không để nó thoát ra được. Thuyền tiên chở mấy người Tống Thư Hàn về đến động phủ của thất tu tôn giả một cách thuận lợi, về rồi, thuận lợi về đến nhà rồi. Trong lòng Tống Thư Hàn như trút được gánh nặng, hôm nay hắn không gặp chuyện suối quẩy gì, thật là tốt quá. Hắn bế Lý Âm Trúc lên, đi về phía động phủ của thất tu tôn giả, cẩn thận đấy. Thư Hàn đạo trưởng, mau tránh đi. Bỗng phía sau truyền đến thanh âm của hai tên nô bộc lái thuyền tiên, Tống Thư Hàn nhảy vọt sang bên cạnh một cách vô thức, trốn tránh nguy cơ sắp đến, hóa ra cái suối quẩy của ngày hôm nay lại mai phục ta ở cửa nhà hả? Đồng thời, Thư Hàn nghi hoặc ngoảnh đầu lại, muốn xem hai tên nô bộc hét lên, cẩn thận, là cái gì, bởi vì hắn không hề cảm ứng được bất cứ nguy hiểm gì. Lúc này, hắn trông thấy trong không trung có một vật đang bắn về phía hắn. Đó là một đạo kiếm quang, rất chói mắt và cũng rất quen. Mẹ kiếp, đây không phải là ánh sáng trên phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả hay sao? Nói ra thì, đây là kiếm quang duy nhất mà Tống Thư Hàn có thể nhận ra bằng mắt thường. Lẽ nào kiếm quang chở theo đồ điện gia dụng khác trong không gian lại bay về phía mình rồi sao? Nếu là như thế thì y vẫn còn may. Cùng lắm là thu dọn rác thải trong không gian một chút mà thôi. Nhưng vẫn còn một khả năng khiến người ta đau đầu hơn. Đó chính là kiếm quang chứa vệ hồn yêu hồ bị Thiên Nham tán nhân phong ấn kia đã thoát khỏi phong ấn và bay về phía mình. Nhóm người Thiên Nham tán nhân lựa chọn vận chuyển cả kiếm quang và vệ hồn yêu hồ về, không chỉ là vì bọn họ không có cách nào hàng phục được con yêu hồ này, thậm chí rất có khả năng là bọn họ không có cách nào tách vệ hồn yêu hồ ra khỏi kiếm quang. Cho nên, rõ ràng bọn họ biết kiếm quang rất cường đại, bất cứ lúc nào cũng có thể phá phong ấn mà tẩu thoát. Nhưng bọn họ vẫn chỉ có kiên trì vận chuyển cả kiếm quang và vệ hồn yêu hồ cùng về mà thôi. Trong lúc đang suy nghĩ, thì Ngư Kiều Kiều ở trên vai Tống Thư Hàn lên tiếng nói, hình như ở trên kiếm quang có ẩn giấu một cái bóng hồ lô. Tống Thư Hàn ôm trán, sợ cái gì thì cái đó tới. Vèo, tốc độ của kiếm quang cực nhanh, trực tiếp cắm thẳng xuống trước mặt Tống Thư Hàn. Trước khi bắn tới người Tống Thư Hàn, kiếm quang chợt khựng lại cực, lặng lẽ lơ lửng trong không trung. Một tay Tống Thư Hàn ôm chặt lấy Lý Âm Trúc, tay còn lại đưa ra bắt lấy, dễ dàng tóm được thanh phi kiếm dùng một lần kia. Thanh kiếm quang đến hàng trăm tu sĩ cũng không làm gì được, lúc này lại ngoan ngoãn nằm trong tay của Tống Thư Hàn. Sở Sở chớp chớp mắt, thứ mà nhiều tu sĩ tứ phẩm, ngũ phẩm trong không gian này liều sống liều chết để tranh đoạt như thế, lại tự động bay đến trước mặt Tống Thư Hàn như thế hay sao? Úi trời, đằng sau có người đuổi tới rồi kìa. Ngư Kiều Kiều lại nói, trên bầu trời có hai tốt người trông có vẻ bản lĩnh cao cường, đang bay về phía này. Đúng là tu sĩ của Vô Cực Ma Tông và tiểu đội Thiên Nham tán nhân khi nãy vừa mới đánh nhau khí thế ban nãy. Vệ hồn yêu hồ là của bọn ta. Mấy tên tán nhân hèn mọn này, nếu còn dám quấy rầy nữa thì đừng trách Vô Cực Ma Tông bọn ta không tha cho các ngươi. Vô Cực Ma Tông, người cần phải cẩn thận là các ngươi mới phải. Bị Tô Thị A Thất liên tiếp hủy diệt 10 phân bộ rồi, vậy mà còn dám kiêu ngạo như thế. Nếu như chọc giận chúng ta, mấy huynh đệ bọn ta liên thủ lại thì cũng không yếu hơn Tô Thị A Thất là bao đâu. Mấy tên tạp chủng các ngươi, cũng có thể so được với Tô Thị A Thất sao? Các ngươi dám xông đến, Vô Cực Ma Tông chúng ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn ngay lập tức. Kiếm quang ở bên dưới đã dừng lại rồi. Tên tiểu tử kia là ai? Hắn cầm được kiếm quang và vệ hồn yêu hồ rồi. Đáng chết, giao nộp hồ lô ra mau. Hả? Là tên tiểu tử đó à? Hai đệ tử mặc áo bào đen của Vô Cực Ma Tông mở to hai mắt, tên tiểu tử ở bên dưới kia, đúng là Thư Sơn Áp Lực Đại Đạo Nhân, người đã khiến công tử Hải bị thiệt thòi lớn. Thế nhưng, tại sao kiếm quang lại rơi xuống bên cạnh của Thư Sơn Áp Lực Đại Đạo Nhân chứ? Hơn nữa, trong bộ dạng kiếm quang lại ngoan ngoãn như thế, quả thực giống hệt như là sủng vật do Thư Sơn Áp Lực Đại Đạo Nhân nuôi dưỡng vậy. Đợi chút, hóa ra là như thế. Tất cả đều là âm mưu của vị Thư Sơn Áp Lực Đại này. Cái gã này sách toán vô song như khiến công tử Hải sư huynh vậy mà vẫn liên tục bị thiệt, đúng là một người đàn ông âm hiểm, đáng sợ. Nhưng, hắn chỉ là một tên tu sĩ nhị phẩm thấp kém mà thôi, vậy mà cũng dám giỡn mặt với linh hoàn cường đại như thế, đây là tự tìm đường chết mà, chơi với lửa cũng sẽ có ngày chết cháy. Hai vị tu sĩ mặc áo bào đen nghiến răng nói, trong hai nhóm, Thiên Nham tán nhân và Bảo Bình phong chủ của Vô Cực Ma Tông có thực lực cường đại nhất lóe lên vài cái, rồi đồng thời chợt lóe lên nhắm về phía vị trí Tống Thư Hàn đang đứng, giao vệ hồn yêu hồ ra đây.
Hai tay Bảo Bình Phong chủ chấp lại tạo thành một hình tròn như miệng thùng, giữa hai tay có một đạo sương mù được bắn ra, cuốn về phía hồ lô trong tay Tống Thư Hàn. Hồ lô là của ta, tên tiểu tử đáng chết nhà ngươi, đừng có hòng cướp hồ lô của ta. Thiên Nham Tán Nhân giận dữ hét lên, rõ ràng là người của tiểu đội bọn họ đã phong ấn được kiếm quang, lấy được bảo vật, con vịt đã quay chính rồi thế mà còn bay mất. Trong miệng Thiên Nham Tán Nhân phục ra một đạo hồng quang, cuốn về phía Tống Thư Hàn. Tên to gan lớn mật. Nô bộc của thất tu tôn giả nhìn lên hai vị linh hoàng kim đang xông ra từ trên bầu trời kia, lẩm bẩm nói, nhưng nơi đây lại là động phủ của thất tu tôn giả đó nha. Hùng hổ xông vào động phủ của người khác, là điều kiêng kỵ của tu sĩ. Gặp phải người tính tình nóng nảy, thì dù có giết hết những người hùng hổ xông vào động phủ đi nữa, cũng là do những người xông vào đó đuối lý. Đồng thời, nô bộc này vươn tay ra chặn, trên bầu trời động phủ xuất hiện một tầng kết giới phòng ngự, chặn mấy đòn công kích của Thiên Nham Tán Nhân và Bảo Bình Phong chủ lại. Sau đó, một nô bộc khắc mỉm cười với Tống Thư Hàn và Sở Sở rồi nói, Thư Hàn đạo trưởng, xin hãy tiến vào trong động phủ. Tống Thư Hàn cảm giác cơ thể mình bị một lực vô hình nâng lên, đưa vào trong động phủ của thất tu tôn giả. Sở Sở ở bên cạnh hắn cũng được đưa vào động phủ ngay sau hắn, khởi động kết giới phòng ngự. Nô bộc của thất tu tôn giả tiếp tục nói. Nói xong, trước cửa động phủ mọc lên từng cột thạch trụ, nhìn qua là một vài căn cơ của kết giới phòng ngự. Những thạch trụ này đã khởi động một hệ thống phòng ngự khổng lồ. Ha ha ha! Chỉ dựa vào cái kết giới ở trình độ này mà cũng đòi ngăn cản được ta sao? Thiên Nham Tán Nhân giận dữ hét lên, cho dù là hùng hổ xông vào động phủ của tu sĩ khác cũng được, nhưng nhất định phải đoạt vệ hồn yêu hồ của hắn lại. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, phòng ngự ở trước động phủ này rất bình thường, chỉ mới ở trình độ tứ phẩm. Phòng ngự ở trình độ này thì Thiên Nham Tán Nhân chỉ cần dùng một tay cũng có thể dỡ xuống. Trong nháy mắt, trên người hắn bắn ra vô số mũi kim nhọn. Mỗi một kim nhọn đều bắn chính xác vào phía thạch trụ ở cửa động phủ. Chỉ riêng cái năng lực điều khiển linh lực bằng một tay cũng đã cho thấy trình độ khống chế linh lực cường đại của Thiên Nham Tán Nhân. Những kim nhọn tinh tế này, cư nhiên có thể xuyên qua kết giới phòng ngự của động phủ thất tu tôn giả, trực tiếp bắn vào bên trong hệ thống phòng ngự. Phập, 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 những thạch trụ ở cửa động phủ lần lượt bị bắn vỡ, hóa thành đá vụn. Phòng ngự của thất tu tiền bối yếu đến thế sao? Tống Thư Hàn cảm thấy nghi hoặc, đây là động phủ của tôn giả cơ mà. Bình thường thôi, những cấm chế phòng ngự kia là do ta bố trí, có thể mạnh đến đâu được cơ chứ. Lúc này, Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu xuất hiện ở bên cạnh Tống Thư Hàn, nói với vẻ dương dương đắc ý, hả? Là Tứ Tu ngươi bố trí hả? Tống Thư Hàn lại nhìn về phía ngoài động phủ, hệ thống phòng ngự sụp đổ, đối phương đã phá trận mà vào rồi, không vấn đề gì đấy chứ, không vấn đề gì. Đúng lúc gần đây đang thiếu mấy tên cường tráng có thể đào quặng. Nếu như có ngũ phẩm đổ lên là tốt nhất, Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu cười nói, gần đây, thất tu vừa mới tìm ra được một tinh cầu rất xinh đẹp, trên đó có một mỏ linh thạch có chất lượng không tồi. Chỉ có điều, trên tinh cầu đó có thứ dơ bẩn, tu sĩ linh hoàng ngũ phẩm trở xuống ở trên đó lâu rồi cũng sẽ bị biến thành một con quái vật không có lý trí. Cho nên, phải bắt vài tên công nhân cường tráng đi đào mỏ sao? Sở Sở lẩm bẩm hỏi. Trong giới tu sĩ linh hoàng ngũ phẩm cũng được xếp ở vị trí cao cao tại thượng, vậy mà phải bị bắt đi làm công nhân mỏ sao? Đột nhiên, một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở bên tai Tống Thư Hàn, buông ra. Sau đó, một đôi chân ngọc trắng nõn hiện ra, một cước đá bay Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu. Đá bay rồi kìa, Tống Thư Hàn ngẩng đầu nhìn theo đôi chân trắng nõn như ngọc kia, lại trông thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trên đó điểm mấy con hồ điệp, cái váy xẻ tà đến chỗ bắp đùi. Kết hợp giữa gợi cảm và tao nhã, cô gái có mái tóc dài màu vàng kim, giống như tơ vàng đúc ra từ vàng ròng, phát ra ánh sáng lóa mắt. Trên mắt cô đeo một cái màn che mắt màu đen, che khuất nửa khuôn mặt lại. Sau khi đá bay tứ tu đi, cô gái tóc vàng tao nhã bước đi về phía cửa động phủ kiểu cắt quát, vị này là ai thế? Tống Thư Hàn hỏi, nữ tu tóc vàng này là đạo lữ hay là đệ tử của thất tu tôn giả à? Không đúng. Bất luận là đạo lữ hay là đệ tử đều không thể một cước đá bay phân thân, tứ tu của thất tu tôn giả đi như thế mới đúng chứ. Cho dù là có thân phận đạo lữ hay là đệ tử thì như thế cũng quá thất lễ rồi. Một kẻ mà ta cực kỳ ghét. Tứ tu bò từ dưới đất lên, liếm liếm móng vuốt của mình. Tuy mặt nó buồn bực nhưng lại không có vẻ gì tức giận, dường như, sớm đã thành quen rồi. Tống Thư Hàn, lúc này,
nữ tu tóc vàng kia đã đến cửa động phủ. Đám tạp nham xông vào động phủ nhà người khác kia, bây giờ, ta cho các ngươi thời gian một giây, mau cút hết đi cho ta. Thân hình cao ráo mảnh mai của cô, đứng yên lặng ở cửa động phủ, cho dù trên mắt cô mang bịt mắt nhưng dường như tất cả mọi người đều có thể trông thấy trong mắt cô tràn đầy ánh nhìn, khinh miệt, miệt thị, ngay cả màn che mắt dày cui cũng không ngăn được ánh nhìn khinh bỉ kia. Kỹ năng trào phúng của nữ tu tóc vàng đã đạt đến level cao nhất rồi. Ngoài ra, cho dù đối mặt với kẻ thù có nhân số đông gấp đôi, cô cũng không thèm mở màn che mắt ra, lẽ nào là vì cô đã tu luyện đồng thuật đặc biệt gì rồi chăng? Ví dụ như vừa mở màn che mắt ra một cái thì sẽ phóng ra sóng hóa thạch, khiến toàn bộ quân địch hóa thạch chẳng hạn. Một tu sĩ của Vô Cực Ma Tông tức giận nói, một tiểu nha đầu còn chưa mọc đủ lông cánh, đừng có mà kiêu ngạo quá. A, à, một mũi tên màu vàng đâm xuyên qua bụng của tu sĩ Vô Cực Ma Tông này, bắn rơi hắn từ trên không trung xuống, nhẹ nhàng như bắn một con chim nhỏ. Sau khi vị đệ tử của Vô Cực Ma Tông kia rơi xuống đất, Tống Thư Hàn mới trông thấy mũi tên ở phần bụng của hắn có nguyên hình là một lọn tóc màu vàng, giống y hệt những lọn tóc màu vàng như đúc từ hoàng kim ở trên đầu nữ tu nọ, lấy tóc của mình để làm vũ khí bắn ra sao, nếu như thế thì lẽ nào cô không sợ bị hói đầu hay sao, hay là cô ta cũng giống như tạo hóa pháp vương, có năng lực khiến cho tóc mọc lại suông dài, sáng bóng hay sao, tực. Trong không trung, tất cả tu sĩ của Vô Cực Ma Tông, thành viên của tiểu đội Thiên Nham Tán Nhân, toàn bộ đều âm thầm nuốt nước miếng, bởi vì vị tu sĩ vừa bị bắn rơi xuống của Vô Cực Ma Tông là một vị linh hoàng ngũ phẩm. Linh hoàng ngũ phẩm, thế mà lại bị bắn rơi xuống từ trên trời một cách dễ dàng như thế. Không hề có khả năng chống cự giống như một con chim nhỏ thực sự vậy. Thực lực của nữ tu sĩ tóc vàng này, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi đây? 1, 2, 3, 6, 10, 13. Tổng cộng 13 linh hoàng kim đan, số lượng hơi ít. Nhưng gom lại cũng dùng được đấy. Nữ tu tóc vàng lên tiếng, mái tóc dài trên đầu cô không gió mà vẫn bay, mau tản ra, cẩn thận cô ta tấn công. Bảo Bình Phong chủ hét lớn, người con gái trước mắt này, tuyệt đối là cường giả cấp linh hoàng ngũ phẩm trở lên, lẽ nào cô ta là chân quân lục phẩm hay sao? Nhưng, Bảo Bình Phong chủ vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt đã có 13 đạo kim quang xẹt qua trong không trung. Phập, 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 13 tên linh hoàng kim đang rơi xuống như sung rụng trên không trung. Bao gồm cả tên mạnh nhất là Thiên Nham Tán Nhân và Bảo Bình Phong Chủ. Sau đó, có mấy tên nô bộc của thất tu tôn giả nối đuôi nhau chạy ra từ trong động phủ, trong tay bọn họ cầm một dây xích rất dài, trói hết 14 tên linh hoàng kim đan lại, kéo vào trong động phủ. Loại hành vi bắt cóc này, đám nô bộc lại làm rất thuần thục, giống như không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Mấy tên tu sĩ tứ phẩm còn lại trên trời bị dọa sợ mất mật, đám tu sĩ ở trên trời chỉ có cấp bậc tứ phẩm, tạm thời không có tác dụng. Cho nên các ngươi rất may mắn đấy. Cút đi. Nữ tu tóc vàng thản nhiên nói, đáng chết. Vô Cực Ma Tông chúng ta sẽ không, một vị tu sĩ tứ phẩm kêu lên, nhưng lời hắn nói mới nói ra được một nửa thì lại ngừng lại rồi. Chỉ thấy nữ tu tóc vàng thuận tay vung lên một cái, trên động phủ có một chiêu bài bị bụi bẩn bám kín hiện rõ ra. Thất tu phủ, ba chữ to, vàng rực, sáng lóa mắt. Thất tu phủ, Tống Thư Hàn có thể cảm giác ra được, thanh âm của tu sĩ tứ phẩm kia trở nên run rẩy. Xem ra, cái tên thất tu này thật sự rất nổi tiếng trong giới tu sĩ đấy nhỉ. Cũng đúng, nếu như không có tên tuổi, trong sự kiện linh hoàng tóc đỏ trước kia, thất tu tôn giả cũng sẽ không mở miệng để người ta cho lão phu mặt mũi được. Nữ tu tóc vàng thản nhiên nói, thừa dịp ta vẫn chưa đổi ý thì mau cút hết khỏi nơi này cho ta. Nếu còn lại gần nữa thì ta sẽ bắn rơi hết toàn bộ các ngươi, đầy đến linh thú viên nuôi lợn đấy. Những tu sĩ tứ phẩm kia bay lật đật bay đi khỏi thất tu phủ thật nhanh. Ngay cả câu kiểu ta sẽ quay lại báo thù cũng không dám để lại, giống như chim sợ cành công vậy. Hừ. Nữ tu tóc vàng hừ lạnh một tiếng. Lại bước những bước cắt quắt tao nhã quay trở về trong động phủ. Lúc đi qua người Bạch Ngọc sư tử tứ tu, cái chân trắng nõn như ngọc của cô lại nhấc lên một lần nữa. Trầm, một cái đá tứ tu bay đi. Tên tứ tu ngu ngốc này, lần sau trước khi mang phiền phức đến thì trước tiên phải chọn lựa thời gian phù hợp đi đã. Đừng có làm phiền lúc ta đang ngủ, ta đã mất ngủ những 20 năm rồi, khó khăn lắm mới ngủ được đấy, hiểu chưa hả? Cô gái tóc vàng lạnh lùng nói. Nói xong, cô lại kéo cái màn che mắt màu đen, ta đi ngủ tiếp đây, đừng có làm phiền ta nữa đấy.
cái màn che mắt màu đen hóa ra chỉ là cái bịt mắt cô đeo lên để đảm bảo chất lượng giấc ngủ mà thôi. Cộc cộc cộc, đôi chân trắng ngọc ngà của cô gái tóc vàng lại đi về chỗ sâu trong động phủ, biến mất không còn thấy bóng dáng nữa. Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu khóc không ra nước mắt, nhưng mà, phiền phức lần này không phải là ta dẫn đến mà. Rõ ràng là phiền phức lần này là do Tống Thư Hàng mang đến nhé. Nằm thôi mà cũng trúng đạn nữa là sao? Thật vất vả lắm mới tự moi được mình ra từ trong vách tường. Sau đó Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh Tống Thư Hàng. Tầm mắt của hắn nhìn chăm chú vào cây phi kiếm dùng một lần trong tay Tống Thư Hàng, cùng với Phệ Hồn Yêu Hồ ở trên đó nữa. Ngày hôm qua, hắn còn đang nói với Thất Tu Tôn Giả về chuyện Phệ Hồn Yêu Hồ. Hôm nay, cái hồ lô này đã lại rơi vào trong tay Tống Thư Hàng rồi. Là ngẫu nhiên hay là trùng hợp đây? Hay có lẽ đây là lựa chọn của Phệ Hồn Yêu Hồ này chăng? Bởi vì hồ lô này và người kia đã từng tiếp xúc với nhau ở cự ly gần. Có lẽ, chưa biết chừng người kia đã lưu lại cái gì đó trên hồ lô rồi. Là một thương nhân thần bí nhất trong truyền thuyết giới tu chân, dường như có thể mua được bất cứ bảo vật gì đã biết trong vũ trụ từ chỗ hắn, thậm chí là rất nhiều tài liệu và bảo vật thượng cổ đã bị tuyệt tích. Chỉ cần ngươi có thể trả ra một cái giá lớn tương xứng thì cái gì hắn cũng bán. Trong giới tu sĩ, rất có khả năng vô số người đang tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng, thời gian và địa điểm mỗi lần hắn xuất hiện lại không cách nào dự đoán được. Phép thần toán, bói toán cũng không có bất kỳ tác dụng nào đối với hắn. Mà bây giờ, manh mối để tìm thấy thương nhân lại đang ở trên hồ lô kia của Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiểu hữu, bây giờ ngươi có rảnh không? Tứ Tu cất tiếng hỏi, Tứ Tu tiền bối có chuyện gì sao? Tống Thư Hàng hỏi, thế này, là Thất Tu tìm ngươi có việc. Dạo gần đây Thất Tu đang tìm một người, cần tới sự giúp đỡ từ phía Thư Hàng tiểu hữu. Tứ Tu cười nói, không thành vấn đề, ta đưa Lý Âm Trúc quay về phòng trước đã. Tống Thư Hàng đáp lời, đúng rồi, Thư Hàng, nếu như có cơ hội thì thời gian này ngươi tích góp nhiều linh thạch một chút. Tứ Tu liếm lát móng vuốt nói, tích góp linh thạch ư? Lời của Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu tựa như đâm trúng chỗ đau của Tống Thư Hàng. Con rối ngân long cần có linh thạch thì mới có thể hoạt động được, hắn vẫn còn nợ Bạch tiền bối linh thạch kia kìa, tính ra thì, sử dụng kim cương lệnh để đến chỗ Thông Huyền Đại Sư lĩnh ngộ công pháp kế tiếp của kim cương căn bản quyền pháp, cần phải dùng đến linh thạch, tương lai muốn học được hỏa diễm thế thân pháp, từ chỗ Thất Tu Tôn Giả cũng cần phải dùng đến linh thạch. Hơn nữa, từ sau khi hắn tấn thăng lên cảnh giới nhị phẩm thì những lúc cần dùng đến linh thạch ngày càng nhiều hơn. Quả thật phải tích góp một ít linh thạch mới được. Tống Thư Hàng thử dò hỏi, Tứ Tu tiền bối, có cách nào có thể tích góp được nhiều linh thạch trong thời gian ngắn không? Bạch Ngọc Sư Tử suy nghĩ hồi lâu, nếu không thì, ngươi đến vùng lân cận tìm một mỏ linh thạch rồi đào thử xem sao. Tu sĩ nhị phẩm mỗi ngày đào quặng linh thạch thô thì nhận được tiền công là 300 viên linh thạch tam phẩm. Hơn nữa, quá trình đào quặng ở mạch khoáng cũng là một biện pháp tu luyện khá tốt đấy. Trong mạch khoáng linh thạch cũng phát ra lượng linh khí lớn. Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi, Thất Tu Tôn Giả có mỏ quặng ở gần đây sao? Không có, những mỏ quặng còn lưu lại ở gần đây đều là những mỏ linh thạch cấp thấp, thuộc loại mỏ bỏ đi, không đáng để Thất Tu Tôn Giả bỏ công sức đi khai phá. Bạch Ngọc Sư Tử liếm láp móng vuốt của mình, bắt đầu dùng móng vuốt quào mặt, ngươi là mèo đấy à? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mỗi ngày 5 viên linh thạch tam phẩm đấy, hay là đi đào quặng nhỉ? Trong lòng Tống Thư Hàng bắt đầu rụt rịch, tuy rằng 5 viên linh thạch tam phẩm là không nhiều lắm, nhưng thử nghĩ mà xem, một quyển công pháp tu chân căn bản như Thổ Linh Côn, Khai Lãng Chưởng, cũng chỉ cần 2 viên linh thạch tam phẩm là mua được. Nói cách khác, chỉ cần có thể vào mỏ quặng linh thạch làm công nhân khai thác quặng, một vị tu sĩ nhị phẩm chịu khó một chút, linh thạch kiếm được trong một ngày đào quặng đủ để mua một quyển công pháp căn bản. Quyển công pháp căn bản này mà giao cho người thường thì chính là tiên duyên rồi. Không đúng, nâng cao thể chất mới là việc quan trọng nhất của hắn bây giờ, làm gì có thời gian để mà đi đào quặng chứ. Sau đó, Tống Thư Hàng mang Lý Âm Trúc về phòng của cô ấy, rồi hắn và Bạch Ngọc Sư Tử cùng nhau đi gặp Thất Tu Tôn Giả. Ở bên kia, tại nơi tập trung các tu sĩ, tin tức Phệ Hồn Yêu Hồ bị người của Thất Tu Phủ lấy đi đã được truyền ra. Đồng thời tin tức truyền ra còn có 14 linh hoàng kim đan trong tiểu đội của Thiên Nham Tán Nhân và Vô Cực Ma Tông, Bảo Bình Phong chủ xông vào Thất Tu Phủ thất bại, bị người của Thất Tu Phủ bắt đi đào quặng rồi. Tuy nhiên, bị bắt đi đào quặng nói không chừng cũng là một cơ duyên, bởi vì đó là mỏ quặng của Thất Tu Tôn Giả, tu luyện ở trong mỏ quặng cũng là một chuyện làm ít được nhiều. Nói đi cũng phải nói lại,
Nếu như phệ hồn yêu hồ đã vào thất tu phủ rồi thì những người khác cũng đành phải từ bỏ ý định tranh cướp phệ hồn yêu hồ này mà thôi. Đây chính là động phủ của một vị tôn giả, trừ phi là chán đời hoặc bị úng não, muốn đi đào quặng với đám người thiên nham tán nhân, nếu không thì ai lại muốn xông vào động phủ của tôn giả cơ chứ. Cứ như thế, những tu sĩ tập trung đến quanh mặt trăng vì sự kiện yêu hồ đã bắt đầu lũ lượt trở về trái đất. Sau khi những tu sĩ đi tìm bảo vật rời khỏi, những tu sĩ bày rạp bán hàng cũng không buôn bán được, vì thế nên cũng lần lượt rời đi. Chỉ trong thời gian vẻn vẹn nửa ngày, mặt trăng ồn ào suốt mấy ngày qua chớp mắt một cái chỉ còn lại bóng dáng của mười mấy tu sĩ mà thôi, nhìn có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Nhóm Cửu Châu số 1, Hiến Công cư sĩ, có đạo hữu nào tìm thấy tin tức của Long Ma chưa? Bắc Hà tán nhân, Bắc Hà tán nhân, Hiến Công tiền bối, gần đây có tin tức có vài con ngoại vực thiên ma sắp xuất hiện, nhưng đều là cốt ma và bạch ma, không thấy có dự báo Long Ma sẽ đáp xuống. Cảm ơn Bắc Hà tán nhân, vất vả cho vị đạo hữu đó của ngươi rồi. Hiến Công cư sĩ gửi kèm theo một y con thở dài. Cư sĩ lại nói, vậy thì, có ai có tin tức của Long Ma chi huyết không? Ta có thể trả giá cao để mua lại. Đúng rồi, bây giờ có ai đang ở trung tâm giao dịch tu sĩ không? Ta định treo cái nhiệm vụ máu Long Ma đây. Bắc Hà tán nhân, ta sẽ để ý thay Hiến Công tiền bối một chút, nếu như có máu của Long Ma thì ta sẽ báo cho tiền bối. Ngoài ra, ta gửi cho tiền bối trang internet giao dịch của tu sĩ nhé, có thể đăng ký một tài khoản rồi thử rao mua máu của Long Ma ở trên đó xem sao. Cảm kích vô tận. Hiến Công cư sĩ nói, sau khi Hiến Công cư sĩ tán phét không lâu thì Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử online, nick chat của cô ấy biến thành Vũ Nhu Tử, Cơ Nguyệt Tiên Tử, Linh Điệp tôn giả. Thật sự bắt đầu đặt cho con gái mỗi ngày một đạo hiệu sao? Vũ Nhu Tử, Cơ Nguyệt Tiên Tử, các tiền bối, hôm nay bọn ta lại chỉnh trang lại chờ xuất phát, đi vào di tích đó lần nữa, hôm nay ta sẽ cố gắng nỗ lực hết mình. Bắc Hà tán nhân, Vũ Nhu Tử, chúc các ngươi may mắn. Vũ Nhu Tử, Cơ Nguyệt Tiên Tử, xin Bắc Hà tiền bối hãy gọi ta là Cơ Nguyệt Tiên Tử, cảm ơn lời chúc tốt lành của tiền bối, chúng ta nhất định sẽ may mắn, sau đó thu hoạch thật nhiều thì mới ra. Bắc Hà tán nhân, Bạch Tôn Giả, Vũ Nhu Tử, chuẩn bị xuất phát rồi, mọi người đều ở dưới lầu chờ, chỉ còn chờ ngươi nữa thôi đấy. Vâng, Bạch Tôn Giả, ta xuống lầu ngay đây. Vũ Nhu Tử, Cơ Nguyệt Tiên Tử, nhanh chóng trả lời lại. Bạch Tôn Giả, y con mỉm cười. Đúng rồi Lưu Huỳnh Tiên Tử, Thư Hàng tiểu hữu đã vào trong vũ trụ rồi à. Đúng vậy, tiền bối. Lưu Huỳnh Tiên Tử xuất hiện, nói, hai ngày trước, ta đã đưa Tầm Đạo thư sinh vào trong vũ trụ rồi, hoàn thành nhiệm vụ, vất vả cho tiên tử rồi, đồng thời cũng chúc tiên tử may mắn. Bạch Tôn Giả cười nói, mấy ngày nay, Lưu Huỳnh tiên tử đang làm một chuyện rất quan trọng, là chuyện riêng, cảm ơn lời chúc phúc của Bạch tiền bối. Lưu Huỳnh tiên tử cười đáp, đúng lúc này, Kim Cương quân tử đao ngoi lên, vị tiền bối nào vừa nhắc đến ta thế, Tống Thư Hàng đã cài đặt hàng loạt những từ quan trọng liên quan đến hắn như Thư Hàng, Tống Tiểu Hữu, Thư Sơn áp lực đại, và bảy cái đạo hiệu ở trong nhóm. Cho nên, cứ mỗi lần các vị tiền bối trong nhóm nhắc đến hai chữ Thư Hàng, hắn liền bị tan vào. Lướt lại lịch sử trò chuyện, Kim Cương quân tử đao, Bạch tiền bối, mọi người lại định đi thám hiểm di tích đó nữa à. Bạch tôn giả, các vị đạo hữu chỉ bị thương ngoài da, đã hồi phục rồi, vì thế hôm nay lại vào di tích lần nữa, ngươi đã thích ứng được với cuộc sống trên vũ trụ chưa? Không thành vấn đề. Tuy rằng có chút chuyện. Còn nữa, hiện ta đang ở quý phủ của thất tu tiền bối, đang trong quá trình cường hóa thể chất. Tống Thư Hàng đáp, đồng thời, Tống Thư Hàng đang nghe truyện trên TV audio CV lại nghĩ đến một số chuyện. Kim Cương quân tử đao, đúng rồi, Bạch tiền bối. Ta muốn hỏi một chút, ngoài việc đào quặng ra thì có cách kiếm linh thạch nào phù hợp với ta không? Tốt nhất là có thể kiếm được linh thạch trong thời gian ngắn ấy. Bạch tôn giả. Biện pháp nhanh nhất trong thời gian ngắn chính là đi vay linh thạch của các tiền bối. Ta có thể cho ngươi vay, Tống Thư Hàng. Những tiền bối khác trong nhóm hình như cũng không có đề nghị nào khác, những phương pháp kiếm linh thạch bọn họ biết đều không phù hợp với Tống Thư Hàng. Ví dụ như cách của dược sư hay của phủ chủ thất sinh phù đều là tuyệt học độc môn. Bắc Hà tán nhân thì thật sự đang suy nghĩ phương pháp kiếm linh thạch phù hợp với Tống Thư Hàng, vẫn còn đang trong quá trình sắp xếp. Vì vậy Kim Cương quân tử đạo hữu đổi chủ đề khác. Đúng rồi, Bạch tiền bối. Lúc ở ngoài vũ trụ, ta đã gặp phi kiếm dùng một lần mà ngươi bắn lên trước kia. Không biết tại sao, bọn chúng đều bay trở lại rồi.
Tống Thư Hàn đoán rằng có thể là vì hộp gỗ chứa vạn lý phi độn thuật của mình đã hấp dẫn toàn bộ phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn Giả, khiến cho chúng bay hết về phía của hắn. Bất quá! Có một số phi kiếm dùng một lần đã bay vào vũ trụ gần một tháng rồi kia mà. Với tốc độ của phi kiếm dùng một lần thì chắc là phải bay tới mấy hành tinh khác ở bên ngoài hệ mặt trời rồi mới phải. Tại sao chúng vẫn còn quay vòng vòng quanh mặt trăng là sao? Tất cả phi kiếm dùng một lần đều quay lại à? Bản thân Bạch Tôn Giả cũng tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Sau khi hắn phóng mớ phi kiếm đó vào trong không gian xong thì không để ý tới chúng nữa. Dù sao thì bình thường ai lại đi để ý tới mấy thứ đã bị mình ném đi cơ chứ? Bạch Tôn Giả suy ngẫm một lúc rồi nói, có lẽ là thế này đây, 10 ngày trước, lúc mà ta đưa các ngươi tới Sở Gia để theo dõi cuộc chiến đoạn tiên tài đó, không phải trong lúc bay hoài bay mãi thì ta đột nhiên bế quan tu luyện 2 ngày sao? Lần bế quan đó, ta đã sáng chế ra một kiếm trận rất thú vị, kiếm trận này có liên quan tới nhân quả. Chắc là vì cái kiếm trận nhân quả này đã triệu hoán toàn bộ phi kiếm dùng một lần có liên quan tới ta về đấy. Lúc ngủ, à không, là bế quan chừng 2 ngày thì tạo ra được một kiếm trận nhân quả sao? Bạch Tôn Giả ngài trâu bò như vậy thì chúng ta biết chịu thế nào được đây? Nhưng những phi kiếm có thể triệu hoán về chắc đều là mấy phi kiếm dùng một lần mà ta mới phóng ra gần đây thôi, ha ha. Bạch Tôn Giả cười gượng 2 tiếng. Số phi kiếm mà Bạch Tôn Giả phóng ra ngoài hơn 100 năm trước không thể nào bị triệu hồi về được nữa. Kim Cương Quân Tử Đao Thành thật nói, đúng là chỉ toàn số phi kiếm dùng một lần mới được phóng ra gần đây thôi, nhưng số lượng hình như nhiều hơn so với tưởng tượng của ta dữ lắm. Có thể khẳng định rằng, sau khi đã tháo banh chành toàn bộ mớ đồ điện ở chỗ của dược sư xong, Bạch Tiền Bối còn phá thêm một mớ đồ điện gia dụng không biết lấy được ở đâu ra nữa. Ha 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 ha, cứ kệ xác mớ phi kiếm dùng một lần này đi. Hơn nữa qua 10 ngày thì chắc là lực ảnh hưởng của kiếm trận nhân quả kia chắc cũng sẽ biến mất. Khi ấy chúng sẽ tự mình rời khỏi. Không nói nhiều nữa, bọn ta lại tiếp tục tổ đội đi thăm dò cái di tích kia tiếp đây, khi nào quay lại thì nói tiếp nhé. Bạch Tôn Giả gửi lên một cái icon vẫy tay, tạm biệt Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàn đáp, sau đó, ngay khi Tống Thư Hàn chuẩn bị cất điện thoại di động thì trong nhóm lại có một vị tiền bối khác online, Tô Thị A Thất. Thư Hàn tiểu hữu có online không thế, ngươi còn nhớ cái bọc đồ mà ta giao cho ngươi khi bắt được tên Cảnh Mạch đà chủ của Vô Cực Ma Tông kia làm tù binh không? Lúc ấy, Tống Thư Hàn dùng phi kiếm dùng một lần để đâm xuyên qua Bán Hồ đạo nhân, sau đó lại bị Cảnh Mạch đà chủ ép phải dùng tới vạn lý phi độn thuật. Kết quả Cảnh Mạch vẫn đuổi theo không buông, thề phải bắt cho bằng được Tống Thư Hàn. Đuổi theo một đường, cuối cùng đuổi tới chỗ của Bạch Tôn Giả, chấm dứt cuộc đời suối quẩy đáng thương của mình. Sau đó bảo vật trên người hắn bị Tô Thị A Thất lột sạch sẽ, phong ấn lại giao cho Tống Thư Hàn, trên những vật phẩm này có mang theo ấn ký cá nhân, nếu như không xử lý thì cho dù Tống Thư Hàn có cầm cũng không thể nào dùng được. Lúc ấy A Thất tiền bối có dặn dò Tống Thư Hàn, đợi chừng 1-2 tháng sau, hắn xử lý tên Cảnh Mạch kia xong thì Tống Thư Hàn có thể mở phong ấn, lấy mấy vật phẩm bị phong ấn ở bên trong, cái túi kia ta vẫn còn đang giữ đây, bây giờ có thể mở ra được rồi à. Tống Thư Hàn hỏi thử, Tô Thị A Thất nói, ừ, Cảnh Mạch đã bị Tô Thị gia tộc xử lý xong xuôi rồi. Hơn nữa, dưới tác dụng của cái phong ấn do ta lập ra, những ấn ký cá nhân của hắn trên mớ đồ đó đã bị lau đi rồi, ngươi cứ yên tâm mà dùng. Vâng, tiền bối. Tống Thư Hàn trả lời, Tô Thị A Thất, ngoài ra, cảm ơn mớ long cốt khô đằng của tiểu hữu ngươi đã đưa lần trước nhé, thương thế của A Thập Lục đã ổn định hơn nhiều, hoàn toàn vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Thế thì tốt quá. Tống Thư Hàn nghe thấy thế thì trong lòng cũng an tâm hơn phần nào. Rốt cuộc thì sự cố gắng của hắn cũng không lãng phí. Chắc là vẫn còn cơ hội gặp lại Tô Thị A Thập Lục rồi nhỉ. Tống Thư Hàn vừa nhanh tay gõ lóc cốc trên màn hình di động, vừa đi theo tứ tu. Lúc này, phía trước lại truyền tới giọng của thất tu tôn giả. Tiểu hữu đang nói chuyện với đạo hữu ở trong nhóm Cửu Châu số 1 đấy à. Tống Thư Hàn ngẩng đầu lên, chợt thấy tứ tu Bạch Ngọc Sư đã dừng lại. Đang liếm láp móng vuốt của mình, ở trước mặt hắn là một sân bóng đá rất lớn. Sau đó, thất tu tiền bối đang phơi pháp bảo, không phải bày pháp bảo ra để chụp ảnh đăng lên mạng sống ảo, mà là thật sự đang bày hết bảo vật ra phơi nắng. TB xắn tay áo lên, chuyển một đống bảo vật kỳ lạ ra từ trong động phủ của mình, bày chúng ra la liệt trên bãi đất trống. Có vô số cây trượng gỗ có tạo hình kỳ quái, mấy thứ vật phẩm có hình tháp với đủ mọi kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, các loại gương với đủ chất liệu. Mấy chục cái pháp bào treo lủng lẳng trên sào, vô số rương lá bùa, trên mỗi món vật phẩm đều có sóng linh lực cường đại,
những vật phẩm này đều là pháp bảo ngũ phẩm đổ lên cả. Pháp bảo cấp bậc tầm này, với tu vi của Tống Thư Hàn bây giờ, chỉ cần giơ tay rờ nhẹ lên chúng một cái thôi cũng sẽ bị phản vệ nặng. Đủ loại pháp bảo có hình dạng khác nhau, Thư Hàn nhìn mà hoa hết cả mắt. Thất Tu Tôn giả đặt một khối tượng đá phượng hoàng xuống cái đùng rồi phủi hai tay. Tiền bối, ngài đang làm gì thế? Tống Thư Hàn hỏi, không phải là đang phơi pháp bảo thật đấy chứ? Chẳng lẽ pháp bảo của tu sĩ cũng phải thường xuyên lấy ra phơi nắng để chống nổi mốt à? Thì như ngươi thấy đấy, ta đang sửa sang lại bảo khố của mình, xem có thứ gì có thể bán lại cho người ta hay không. Lâu lắm rồi ta không sửa sang lại bảo khố của mình rồi, giờ phát hiện ra có rất nhiều thứ không dùng được nữa. Đúng lúc có thể soạn hết chúng ra, đem đi đổi linh thạch. Thất Tu Tôn giả nói, Thất Tu Tôn giả cũng không thiếu linh thạch, hắn là người đàn ông đang nắm trong tay rất nhiều mỏ linh thạch. Mỗi giây trôi qua đều đút túi mấy trăm vạn viên linh thạch có phẩm chất cao cấp đây. Bởi vì thế cho nên hắn không hề thiếu linh thạch, số linh thạch hắn có hoàn toàn đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tu luyện của hắn hàng ngày. Nhưng tiếp theo hắn phải đi gặp cái tên thương nhân thần bí, có thể bán bất kỳ thứ nào kia. Nghe đồn rằng, nếu như có đủ linh thạch thì ngay cả thuốc bất tử cũng có thể mua được ấy chứ. Cái gọi là thuốc bất tử kia, không phải là loại ăn vào là có thể trường sinh bất tử. Trên đời này, ngoại trừ thiên đạo và những kiếp tiên thiên tài đã tạo ra được đạo của riêng mình, lĩnh ngộ ra được cảnh giới trường sinh thì không còn ai có thể bất tử cả. Mạnh như kiếp tiên cửu phẩm, tuổi thọ có thể đạt tới được ngàn vạn năm. Nhưng nếu như không thể nào kế thừa thiên mệnh, hóa thân thành thiên đạo, hoặc là tạo ra con đường của riêng mình, lĩnh ngộ được trường sinh thì vẫn sẽ chết mà thôi. Mà tác dụng của thuốc bất tử ấy chính là sống lại một kiếp, khiến cho thọ nguyên vốn đã khô cạn lại có thể lặp lại lần nữa. Tựa như cây khô gặp mưa xuân, hồi sinh sống lại. Nếu như vào lúc thọ nguyên sắp kết thúc mà kiếp tiên cửu phẩm ăn được một viên thuốc bất tử thì có thể sống khỏe mạnh thêm ngàn vạn năm nữa. Đáng tiếc chính là cái thứ này chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Bằng không, chỉ dựa vào việc cắn thuốc này thôi cũng có thể thật sự biến thành bất tử rồi. Chỉ cần có đủ linh thạch thì có thể mua được bất kỳ thứ gì. Đối mặt với một người có tiếng, cái gì cũng có như thế. Dù có chuẩn bị bao nhiêu linh thạch đi nữa thì đều cảm thấy không đủ dùng. Hơn nữa, bây giờ Thất Tu Tôn giả đang cần mua gấp một loại bảo bối. Loại này nghe đâu đã tuyệt chủng mất rồi, nhưng loại bảo vật này lại rất quan trọng đối với việc tấn cấp lên bát phẩm của hắn. Bây giờ cũng chỉ ở chỗ của cái gã thần bí, cái gì cũng có này thì mới có hy vọng mua được loại bảo vật đó. Lúc này Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu đang lăn qua lăn lại ở trên một món pháp bảo được làm từ da thú, vừa lăn vừa nói, Thất Tu, Thư Hàn tiểu hữu đã giành được một cái phệ hồn yêu hồ đấy. Ồ, chính là cái hồ lô đó à? Thất Tu Tôn giả nhìn về chỗ tay của Tống Thư Hàn, trong tay Tống Thư Hàn còn đang cầm thanh phi kiếm dùng một lần bản 004, bên trên có một cái hồ lô màu đỏ sẫm đang phát ra ánh sáng màu đỏ lập lòe. Thông qua bộ dạng của hồ lô, Tống Thư Hàn có thể khẳng định rằng đây chính là cái hồ lô nằm trong tay của gã bán hồ đạo nhân lúc trước đã bị Tống Thư Hàn đâm xuyên người. Bất quá, thi thể của bán hồ đạo nhân trê phi kiếm đã biến đâu mất tâm, vị trí mà chiếc hồ lô nằm cũng khác chứ. Có khi nào là bởi vì lúc đám người thiên nham tán nhân đuổi theo kiếm quan đã tiện tay xử lý thi thể của bán hồ đạo nhân luôn rồi nhỉ? Hoặc có lẽ là trong lúc cái hồ lô này trôi dạt trong không gian đã làm rất mất thi thể của bán hồ đạo nhân. Tiền bối đang tìm kiếm cái hồ lô này sao? Tống Thư Hàn giơ cả phi kiếm dùng một lần lẫn cái hồ lô về phía Thất Tu Tôn giả, cái hồ lô này có lai lịch đến thế kia á? Ngay cả tôn giả mà cũng đi tìm nó sao? Thất Tu Tôn giả vươn tay đón lấy vệ hồn yêu hồ, rồi giải thích, không phải là ta đang tìm cái hồ lô này, mà là đang tìm một người đã từng tiếp xúc với cái hồ lô này trong khoảng thời gian gần đây, sau đó hỏi mua một thứ mà ta muốn ở trong tay của người đó. Sau khi đón lấy cái yêu hồ xong, Thất Tu Tôn giả cười nói, hóa ra đây là series phi kiếm dùng một lần của Bạch Đạo Hữu đây à, chẳng trách mớ phi kiếm kia lại bay bu lại quanh Thư Hàn tiểu hữu như thế. Bạch tiền bối nói có thể là vì một cái kiếm trận nhân quả mà hắn vừa mới lĩnh ngộ ra được vào 10 ngày trước gây nên, thế cho nên sắp tới, số phi kiếm mà hắn đã bắn vào vũ trụ cũng sẽ quay lại. Tống Thư Hàn đáp, Thất Tu Tôn giả ho nhẹ một cái hồ lô này cũng là do Bạch đạo hữu đưa vào trong vũ trụ đấy à, không phải, cái này là do ta đưa vào trong vũ trụ. Tống Thư Hàn nói xong thì lại kể một lượt chuyện giữa mình về bán hồ đạo nhân, giải thích cho Thất Tu Tôn giả hiểu. Thất Tu Tôn giả vỗ nhẹ lên thanh kiếm gỗ, chuyện này đúng là hữu duyên với Thư Hàn tiểu hữu, cái hồ lô của bán hồ đạo nhân là do Tống Thư Hàn đưa vào trong vũ trụ,
Lúc hồ lô bay lên không gian thì lại tiếp xúc với cái tên, cái gì cũng bán được, kia. Sau đó, hình như cái hồ lô này sinh ra biến dị, sau đó lại quay về trong tay của Tống Thư Hàn. Đây cũng không phải chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Như thế, nếu như có thể tìm được cái kẻ được gọi là cái gì cũng có thể bán kia, thì nếu đưa Tống Thư Hàn tiểu hữu theo thì chắc sẽ có thêm thu hoạch gì đó. Thư Hàn tiểu hữu này, tạm thời cho ta mượn cái hồ lô này nghiên cứu một quãng thời gian có được không? Thất Tu Tôn giả hỏi, không thành vấn đề. Tống Thư Hàn đáp, dù sao thì thứ này vốn cũng có phải của cô đâu, Thư Hàn tiểu hữu thật sảng khoái. Thất Tu Tôn giả cười ha ha, tay phải ấn một cái, một đạo phù văn phong ấn phủ lên hồ lô, phong ấn nó lại, để vào bên trong trang bị không gian. Tiểu hữu, hôm nay còn muốn chiến đấu với 100 người khổng lồ nữa không? Đương nhiên rồi, ta phải nhân cơ hội nhanh chóng nâng cao thể chất mới được. Tống Thư Hàn gật đầu nói, Thất Tu Tôn giả hỏi, nói về thể chất, ta nhớ, Thư Hàn tiểu hữu ngươi có tu luyện kim cương bản bản quyền pháp và nguyên bộ bất động kim cương thân, đúng không? Đúng vậy, Thất Tu Tôn giả nói, nếu như ngươi đã luyện bất động kim cương thân rồi thì ta nhớ là có một bộ công pháp rất hợp với ngươi, công pháp này có thể nâng cao thể chất tu sĩ. Khuyết điểm duy nhất chính là trong lúc tu luyện sẽ tiêu hao lượng lớn chân khí để cường hóa thân thể. Như vậy sẽ làm liên lụy đến tốc độ tiến giai của tu sĩ. Ừm, nhưng thật ra lại tương đối phù hợp với ngươi lúc này. Bởi vì bây giờ chân khí của ngươi đang tăng vọt, mà thể chất thì lại yếu. Phần giới thiệu của Thất Tu Tôn giả về bộ công pháp này, khiến cho Tống Thư Hàn nghĩ ngay đến tuyệt học trấn phái, chiến Phật chân thân của đấu chiến Phật Tông mà Tạo Hóa Pháp Vương đã dùng. Tạo Hóa Pháp Vương dựa vào thân thể cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm, mà có thể lột đồ chống chọi với huyết ma lục phẩm. Tiền bối, đó công pháp gì vậy? Tống Thư Hàn hỏi, Thất Tu Tôn giả đáp, Cương Thủ. Tống Thư Hàn, tên của công pháp đó là Cương Thủ, tu sĩ có phẩm cấp nhị phẩm là có thể tu luyện được rồi. Một khi tu luyện thành công, thể chất của tu sĩ có thể tăng lên một đoạn, đặc biệt là đôi tay có thể trở nên cứng rắn hơn, thủy hỏa bất xâm, song chưởng có thần lực. Có thể dùng tay không chống lại các loại pháp bảo nhị phẩm, Thất Tu Tôn giả nói, đừng xem thường công pháp Cương Thủ này, tuy rằng tên của nó nghe hơi cùi bắp thật, nhưng nó là công pháp bắt buộc của đệ tử Huyền Trọng Phái, một đại tông thượng cổ chuyên chế tạo vũ khí đấy, thì ra là thần kỹ của tuyệt kỹ rèn sắt của tông môn luyện khí. Sau khi đệ tử của Huyền Trùng Phái học được Cương Thủ, thì sư phụ rốt cuộc cũng sẽ không bao giờ phải lo lắng tương lai đệ tử sẽ bị ế chổng môn nữa. Cho dù đoạt cũng phải đoạt được một đạo lữ về. Ngươi có muốn học không? Thất Tu Tôn giả cười ha hả nói. Tống Thư Hàn cắn răng nói, muốn. Cương Thủ thì Cương Thủ, nghe hay hơn mấy cái tên như Kim Trung Tráo, Thiết Bố Sam gì nhiều. Hơn nữa, công pháp này có lợi cho hắn, tội gì mà không học chứ? Tiền bối, học Cương Thủ này cần bao nhiêu linh thạch? Chỉ là một môn công pháp nhị phẩm mà thôi, coi như là thù lao ngươi cho ta mượn hồ lô nghiên cứu đi. Thất Tu Tôn giả cười khẽ nói, công pháp nhị phẩm, đối với Thất Tu Tôn giả mà nói đã là chuyện của dĩ vãng xa lắc xa lơ rồi. Dứt lời, Tôn giả giơ tay điểm nhẹ lên không trung, trong mắt hắn lóe lên tia sáng màu vàng. Tia sáng màu vàng này từ trong mắt Tôn giả chiếu vào hư không, hóa thành một phần khẩu quyết công pháp, tứ tu ở bên cạnh há miệng, phun một quyển giấy trắng ra. Ngón tay của Tôn giả sờ lên trang giấy trắng đó, khẩu quyết công pháp trong hư không cũng lập tức rơi xuống bên trên tờ giấy trắng. Đây là khẩu quyết và công pháp của Cương Thủ, tu luyện rất đơn giản lắm, có chỗ nào không hiểu thì cứ việc hỏi tứ tu. Thất Tu Tôn giả nói, vậy thì xin cảm ơn tiền bối, ta sẽ không khách khí nữa. Tống Thư Hàn nhận tờ giấy trắng này, mặc dù nó chỉ là công pháp có phẩm cấp nhị phẩm, nhưng cũng không phải là thứ mà mấy loại công pháp tầm thường như Khai Lãng Chưởng và Thổ Linh Côn có thể sánh bằng. Giá trị của bộ công pháp này ít nhất cũng phải cỡ chừng vài viên linh thạch ngũ phẩm. Thậm chí còn cao hơn nữa, hắn cứ cảm giác gần đây mình không khách khí với các vị tiền bối hơi nhiều nên nhân tình mà hắn nợ cũng tăng lên một mớ. Sau đó, tứ tu dẫn Tống Thư Hàn đến sân tu luyện của động phủ, tiếp tục khiêu chiến cái phó bản 100 người khổng lồ nọ. Sở Sở và Ngư Kiều Kiều cũng đang bắt đầu tu luyện ở đây. Trên đường, Tống Thư Hàn tìm cơ hội mở gói hàng Tô Thị A Thất nhắc đến, bảo vật của cảnh mạch đà chủ không có bao nhiêu. Dù sao thì không có mấy thứ như trang bị không gian và túi thu nhỏ một tấc, đồ mà cảnh mạch đà chủ có thể mang theo bên người cũng không nhiều lắm. Đầu tiên là một thanh phi kiếm màu đen nhánh, đây là phi kiếm chung của Vô Cực Ma Tông. Miễn cưỡng cũng đạt tiêu chuẩn tứ phẩm, tốc độ phi hành bình thường,
nhưng hiệu quả đánh lén thì lại rất tốt. Phước đến môn phái nhỏ bé như Hư Kiếm Phái cũng có thể trở thành bảo vật trấn tông. Một pháp khí phi hành dạng vân vụ, chỉ cần tới cảnh giới tứ phẩm là có thể sử dụng. Tốc độ của pháp khí phi hành này cũng rất tốt, lúc ấy Cảnh Mạch chính nhờ có nó mà đuổi theo sát lúc Tống Thư Hàn đang trong trạng thái vạn lý phi độn, nhưng Tống Thư Hàn không dùng nó được. Con rối ngân long của hắn có ngoại hình đẹp mắt, tốc độ còn nhanh hơn nữa có thể sử dụng ngay bây giờ luôn. Sau khi đến tứ phẩm, Tống Thư Hàn có thể ngự kiếm phi hành, càng không cần đến cái thứ này, có lẽ có thể bán nó đi để đổi lấy chút linh thạch chăng. Tiếp theo, trong cái gói còn một ít đan dược, đều dùng để chữa trị các vết thương, cuối cùng còn có linh thạch, hơn nữa còn là linh thạch cấp bậc tứ phẩm nữa. Tổng cộng có 12 viên, trong đó có một viên đã được sử dụng để tu luyện, linh lực bên trong chỉ còn lại khoảng phân nữa. Nếu như trả nợ 9 viên linh thạch hắn đã vay của Bạch Tiền Bối thì sẽ còn dư lại 3 viên. Đúng là đáng mừng. Sau khi Tống Thư Hàn đi vào sân tu luyện, tứ tu khởi động hình thức tu luyện của hắn, thành cổ to lớn lại xuất hiện lần nữa, 100 người khổng lồ với đủ kích thước lớn nhỏ khác nhau cũng được triệu hồi ra. Tống Thư Hàn hít sâu một hơi, hét to lên, bắt đầu chiến đấu một trận mới với mấy người khổng lồ. Hôm nay hắn đã nhanh nhẹn hơn hôm qua nhiều, thân ảnh của hắn di chuyển qua lại giữa những người khổng lồ. Thân pháp Quân Tử Vạn Lý Hành được thi triển phát huy đến cực hạn. 10 phút sau, xoạt, đao quang hiện lên, chỉ là vận dụng đao pháp cơ bản bình thường thôi, nhưng bảo đao bá toái sắc bén chém rách tầng phòng ngự của người khổng lồ, chém vào nhược điểm trí mạng trên người nó, máu tươi phun trào, người khổng lồ ngã xuống ầm ầm. Con thứ 18, Tống Thư Hàn thở hồng hộc, thân hình chạy nhảy lên trên tường thành, mượn độ cao của tường thành. Hắn đột nhiên nhảy vọt lên, bảo đao bá toái chém vào đỉnh đầu người khổng lồ thứ 19. Sau khi trải qua một ngày tôi luyện, Tống Thư Hàn đã tiến bộ thần tốc, ngày hôm qua hắn còn mệt mỏi gắng sức chống đỡ người khổng lồ, hôm nay đã có tiến bộ vượt bậc, cho dù trong tình huống bị người khổng lồ bao vây, hắn vẫn có thể tìm được khe hở, chui ra khỏi vòng bao vây, thậm chí lúc đột phá vòng vây, còn có thể tiện tay giết luôn một người khổng lồ. Hơn nữa, trên người hắn còn mang theo ngộ đạo thạch, mỗi lần linh quang lóe lên trong lúc xuất đao, trải qua một lần được ngộ đạo thạch tăng cường xong sẽ biến thành một phần lĩnh ngộ. Điểm kinh nghiệm đao pháp đang tăng lên vèo vèo, áp lực lớn bao nhiêu, thì tiềm lực bị ép ra cũng được bấy nhiêu, lời này quả thực không sai. Thư Hàn tiểu hữu tiến bộ nhanh thật đấy, Bạch Ngọc sư tử tứ tu cười lớn nói, như vậy tiếp theo, ta sắp sửa tăng trọng lực rồi đấy nhé. Trọng lực trực tiếp tăng lên gấp 5, ta tin ngươi có thể làm được mà, gì cơ? Trọng lực gấp 5 á? Tống Thư Hàn lập tức gào lên, tứ tu tiền bối, ngươi đừng có làm bậy, vừa dứt lời. Hắn đã cảm thấy thân thể của mình nặng hơn, thân thể vừa nhảy lên giữa không trung thì đột nhiên rơi phịch xuống dưới, ngã lăn quay trên mặt đất, đau quá, đằng sau còn có cơn đau dữ dội hơn đang chờ hắn, 10 người khổng lồ nhân cơ hội bao vây Tống Thư Hàn, bàn chân của 10 người khổng lồ kia giáng xuống từ trên trời, hung hăng dẫm nát người Tống Thư Hàn, cứ đè đầu hắn ra mà đánh, không bao lâu, hộ thuẫn trên người Tống Thư Hàn sáng lên, khiêu chiến thất bại, Tống Thư Hàn nằm trên mặt đất như cá ương. Không thể động đậy, cho dù là ai đi chăng nữa, bị 10 người khổng lồ hung hăng dẫm đạp một trận, cũng không thoải mái được. Hơn nữa, không biết có phải Tống Thư Hàn bị ảo giác hay không, hình như mấy người khổng lồ này đều bị thối chân cả. Lúc Tống Thư Hàn cực khổ tu luyện, thông nương trên người hắn cũng đang vất vả tu luyện. Cô có thể cảm nhận được, mình vẫn còn thiếu chút năng lượng nữa mới có thể hóa thân thành hình người được. Nhưng bây giờ vấn đề rất đổi nghiêm trọng mà thông nương đang lo lắng nhất chính là sau khi biến thành hình người rồi, ngộ đạo thạch sẽ ở chỗ nào trên người cô đây? Sẽ không phải biến thành sỏi trong người cô đấy chứ? Ở trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàn, một viên linh thạch tứ phẩm chạm vào con rối hình người tinh xảo mà Tống Thư Hàn lấy được ở sâu bên trong hang động dung nham nọ. Lúc linh thạch tiếp xúc với con rối hình người kia thì giống như tảng đá rơi xuống nước, dung nhập vào trong cơ thể của con rối hình người. Con rối hình người của Mặc Môn cần phải có nguồn năng lượng truyền vào để khởi động. Con rối càng mạnh, thì lại càng cần nhiều linh thạch hơn để có thể khởi động được nó. Con rối hình người này, sau khi hấp thụ một viên linh thạch tứ phẩm xong, thì chỉ có mỗi mình hai đôi mắt của nó hơi sáng ngời, sau đó lại lắng xuống. Một viên linh thạch tứ phẩm đủ để cho con rối ngân long phi hành một tháng không ngừng nghỉ rồi, nhưng lại không đủ để khởi động được con rối hình người này. Con rối hình người này, rất cường đại, nó vẫn cần thêm rất nhiều linh thạch nữa. Ở trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàn, vẫn còn lại 11 viên linh thạch tứ phẩm. Con rối hình người không cách nào động đậy,
nhưng lúc Tống Thư Hàn vận động đánh nhau kịch liệt với người khổng lồ, 11 viên linh thạch tứ phẩm còn lại, tất cả đều có lúc va vào nó, chỉ cần chạm nhẹ vào một cái thôi thì linh thạch đều bị nó hấp thu vào. Mà lúc này, toàn bộ tâm trí của Tống Thư Hàn đều tập trung vào việc đấu với người khổng lồ trong điều kiện trọng lực tăng gấp 5 lần, nên vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường trong túi thu nhỏ. Không biết sau khi kết thúc huấn luyện, trong túi của Tống Thư Hàn có thể còn thừa lại được mấy viên linh thạch nữa đây. Thời gian trôi qua cực nhanh, mới đó mà đã hết nửa ngày. Hơn nửa ngày trời phải đấu với người khổng lồ trong điều kiện trọng lực gấp 5 thế này, khiến cho cả người Thư Hàn rã rời. 8 giờ tối tính theo giờ Hoa Hạ, trong phòng của Thư Hàn, trong tay hắn mở quyển bí tịch cương thủ ra, nhân lúc buổi tối rảnh rỗi, chuẩn bị học môn tuyệt học này. Mà bên cạnh Thư Hàn, ba người Lý Âm Trúc, Sở Sở và Ngư Kiều Kiều thì đang ngồi chơi bài. Buổi sáng Lý Âm Trúc đã ngủ nửa ngày rồi, bây giờ là lúc cô tỉnh táo nhất. Sau khi cô tỉnh ngủ thì lập tức chạy ngay sang phòng của Thư Hàn, không chịu rời đi. Sở Sở vì chăm sóc cô nên cũng phải đi theo. Ngư Kiều Kiều thì vẫn luôn ở cùng một chỗ với Tống Thư Hàn. Sau đó, ba cô gái nhàm chán, bắt đầu chơi bài với nhau, cũng không biết mấy cô này lấy bộ bài từ đâu ra. Các cô không phải chơi bài tú lơ khơ, mà là chơi kiểu bài cào, đếm nút xem ai lớn thì ăn, người thắng có thể búng vào trán hai người thua. Thực ra cách chơi rất bình thường, nhưng, hì hì hì, ta thắng rồi. Ngư Kiều Kiều đắc ý nói, Sở Sở mặt mày trắng bệch, cô đau khổ vén tóc phần tóc mái ngắn của mình lên. Sau đó, Ngư Kiều Kiều gập móng vuốt búng vào trán cô một cái, một tiếng tùng trong trẻo vang lên. A a a, Sở Sở hét toáng lên, cả người bị bắn bay ra ngoài. Tiếp theo là Lý Âm Trúc, hai mắt cô ngấn lệ, từ từ đưa trán về phía Ngư Kiều Kiều, tùng. A a a, Lý Âm Trúc cũng bị bắn bay ra ngoài. So với Sở Sở thì tình hình Lý Âm Trúc tốt hơn nhiều. Bởi vì cô cũng có cảnh giới tứ phẩm, thể chất tương đối mạnh, sở dĩ cô bị bắn văng ra là bởi vì cô đã bỏ hết phòng ngự, chơi lại. Sở Sở xoa cái trán của mình, bò quay lại, ừ. Lý Âm Trúc gật đầu thật mạnh, một lúc sau, a a a, Sở Sở lại kêu thảm, bị bắn bay ra, ha ha ha. Lần này, người bị búng khác là Ngư Kiều Kiều, cho dù cô chủ động buông lực phòng ngự xuống, nhưng cô là hậu duệ giao long, lực phòng ngự của thân thể cũng rất kinh người. Lý Âm Trúc búng mạnh một cái, nhưng với cô mà nói cũng chẳng khác nào gãi ngứa. Tống Thư Hàn ở bên cạnh lặng lẽ buông bí tịch cương thủ xuống, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đây là không muốn để cho người ta học bí tịch mà. Vô Cực Ma Tông là đại tông ma đạo của giới tu sĩ. Bên trong Mô Tông lại được chia làm ba đường. Mỗi một đường lại do rất nhiều phong chủ quản lý. Mỗi một đường chủ của ba đường đều đạt được tu vi cấp bậc chân quân lục phẩm. Lúc này, ở trong Cửu Nhãn Già Ma đường của nhị đường, tượng thần Cửu Nhãn Già Ma được thờ cúng ở giữa đại điện, dưới ma tượng còn có một ngọn lửa âm u. Xung quanh ma tượng có hơn 20 vị phong chủ ngồi vây thành vòng tròn, vây quanh tượng thần tựa như sao vây quanh mặt trăng. Đường chủ của Cửu Nhãn Già Ma đường ngồi xếp bằng trong ngọn lửa dưới tượng thần. Thân ảnh của hắn hư ảo, gần như hòa thành một thể với tượng thần Cửu Nhãn Già Ma ở đằng sau. Con ngươi của Già Ma đường chủ trầm xuống, nói, 8 vị linh hoàng kim đan đều bị bắt cả sao? Đó là 8 vị linh hoàng kim đan, chứ không phải 8 hạt đậu vàng. Cho dù là đại tông ma đạo như Vô Cực Ma Tôn, thì linh hoàng cũng là lực lượng trung kiên trong môn phái, mỗi một người đều cực kỳ quý báu. Nếu trong nháy mắt đã mất đi 8 vị linh hoàng kim đan thế này, sẽ khiến cho Cửu Nhãn Già Ma đường của hắn lập tức trở thành đường yếu kém nhất trong ba đường của tông môn. Nhất định phải cứu 8 vị phong chủ về, đường chủ của Già Ma đường trầm giọng nói, đối phương là thất tu tôn giả, nhân vật vô cùng cường đại cấp tôn giả. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn dây dưa với loại tu sĩ có cấp bậc thế này, nhưng hắn bắt buộc phải cứu 8 vị kim đan linh hoàng về. Đám phong chủ bên dưới nhỏ giọng nghị luận. Một lúc sau, có một vị phong chủ trả lời, đường chủ, theo tin tình báo của chúng ta đang ở mặt trăng truyền về, thì hình như thất tu tôn giả muốn sai 8 vị phong chủ đi làm thợ đào quặng. Nếu như vậy thì chúng ta có thể chặn cướp thuyền tiên ở giữa đường để cứu các vị phong chủ về. Đường chủ Già Ma đường gật đầu, nói, 3 tiếng sau, trình tin tình báo cáo lên quan lên đây. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tham gia kế hoạch cứu viện này, rõ. Tất cả các phong chủ bắt đầu hành động, vô số mệnh lệnh được truyền xuống. Bên trong ngọn lửa u ám, đường chủ âm thầm thở dài, hắn cần phải chuẩn bị cho kỹ càng mới được. Đồng thời lúc chuẩn bị kế hoạch cứu viện, hắn còn chuẩn bị thêm một số linh thạch nữa. Nếu như cứu viện thất bại,
thì cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn đi chuộc 8 vị phong chủ về, khi ấy nhất định phải trả một cái giá không nhỏ. Dưới cửu nhãn già ma đường, trên đỉnh ma hầu phong thứ 69, ở trên vách núi bị mây mù che phủ, hình nhân phân thân của công tử Hải đang đứng cùng một hình nhân khác. Từ sau khi lấy được huyết hải ngọc xong, bản thể của công tử Hải đã bắt đầu trùng kích cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm rồi, mà hình nhân phân thân này lại ở lại đại diện giải quyết những việc cấp bách thay cho công tử Hải lúc hắn bế quan. Mây mù bay bay, một đám mây đen từ trong biển mây chui ra, đây chính là phân thân của An Tri Ma Quân. Ma công của An Tri Ma Quân tu luyện rất kỳ lạ, hắn có thể phân thân ra được rất nhiều, những phân thân này đều có chung suy nghĩ với bản thể, phân tán khắp nơi ở Hoa Hạ, thu thập tình báo cho An Tri Ma Quân. Vừa mới nhận được tin này, cửu nhãn già ma đường của chúng ta có 8 vị phong chủ bị thất thu tôn giả bắt giữ. Phân thân của An Tri Ma Quân dừng lại chút, rồi nói tiếp, hơn nữa, nguyên nhân còn là vì Thư Sơn áp lực đại. Ma quân dùng phương pháp truyền âm nhập mật, để phòng ngừa người khác nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Hình nhân phân thân của công tử Hải hơi động, cũng dùng truyền âm nhập mật, lại là Thư Sơn áp lực đại à. Hắn có quan hệ với thất tu tôn giả sao? An Tri Ma Quân nói, quan hệ thân thiết hơn so với tưởng tượng của ta, sau khi Thư Sơn áp lực đại đi lên mặt trăng, thì vẫn luôn ở trong động phủ của thất tu tôn giả. Hình nhân của công tử Hải trầm mặt chốc lát, hình như còn suy nghĩ một vài vấn đề. Một lúc sau, công tử Hải lại hỏi, đường chủ chuẩn bị xử lý những phong chủ bị bắt làm tù binh thế nào? An Tri Ma Quân đáp, tất nhiên là định cứu 8 vị phong chủ đó rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hình nhân phân thân của công tử Hải nói, 8 vị phong chủ bị bắt. Đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt. Chúng ta cần nắm lấy cơ hội này, cho nên, không thể để cho 8 vị phong chủ kia quay về toàn bộ được. Trong Vô Cực Ma Tông, chỉ cần sau khi thăng lên phẩm cấp linh hoàng ngũ phẩm, thì có thể trở thành một vị phong chủ trong Ma Tông. Nhưng, phong chủ mới, cần phải tự tiêu hao tinh lực, đi gầy dựng nên một ngọn núi của riêng mình. Điều này cần phải đầu tư tinh lực, nhân lực và vật lực rất lớn. Tất nhiên, lúc xây dựng ngọn núi mới, Vô Cực Ma Tông cũng sẽ phát cho một chút tiền. Nhưng chút tiền đó quá ít, cùng lắm cũng chỉ đủ để làm lớp nền của ngọn núi mới. Kế hoạch của công tử Hải là trong thời gian ngắn, để ba người của mình trở thành cấp cao ở trong Vô Cực Ma Tông. Bọn họ không thể lãng phí thời gian, tinh lực đi xây dựng ngọn núi mới được. Vì vậy, nếu như có thể kế thừa ngọn núi của phong chủ khác, thì không còn gì tốt hơn, có thể tiết kiệm được rất nhiều sức người, sức của và tài nguyên. 8 vị phong chủ bị bắt đi, nếu không thể quay về đủ, thì sẽ có trống ra mấy vị trí phong chủ, mà chỉ cần 3 người bọn họ có thể kịp thời thăng cấp phong chủ, như thế thì có thể thuận nước đẩy thuyền. Tiếp nhận thế lực và ngọn núi của vị phong chủ cũ, quá trình tiếp nhận thế lực cũ, có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng dễ dàng hơn nhiều so với xây một ngọn núi mới. An Tri Ma Quân ngay lập tức hiểu ra ý của công tử Hải. Nói cách khác, 8 vị phong chủ kia, ít nhất phải để lại 3 người trong đó đi đào quặng cho thất tu tôn giả. Chúng ta phải làm như thế nào đây? Phân thân của An Tri Ma Quân cười gian, để ta suy nghĩ kỹ cái đã. Có lẽ chúng ta có thể xuống tay từ trên người của vị Thư Sơn áp lực đại đạo hữu kia. Hình nhân của công tử Hải xoa cằm nói, An Tri Ma Quân, ra tay thế nào? Tiết lộ kế hoạch của đường chủ cho Thư Sơn áp lực đại, sao? Không được, trực tiếp bán đồng đội rất dễ khiến chúng ta bị lộ. Hơn nữa, ngộ nhỡ sau khi thất tu tôn giả lấy được tin tình báo, đích thân ra tay, bắt luôn cả đường chủ đi đào quặng, thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta, công tử Hải đáp. Hắn phải nghĩ ra cách ổn thỏa nhất, để cho đường chủ chỉ có thể cứu viện được một nửa số phong chủ về. Khu Giang Nam, Hoa Hạ, ngón tay Cao Mổ Mổ đang lướt nhanh trên bàn phím ghi lại chuyến đi đến đảo Thổ Dân lúc trước, quá trình dạy đám Thổ Dân biết chữ, khiến cho linh cảm trong đầu Cao Mổ Mổ tuôn ra ào ào, khổ nổi trên đảo lúc ấy không có máy tính. Cậu ta cũng không có cách nào biến những linh cảm đó thành văn được. Hôm kia, đưa bạn gái Nha Y về nhà xong, sau đó, cậu ta ở trong lì phòng của mình suốt 3 ngày liên tiếp, liều mạng gõ chữ, khi trong đầu có linh cảm, hạ bút như có thần phù hộ, đặc biệt trôi chảy, đã quá. Một ngày 2 vạn chữ, 3 ngày viết được 6 vạn chữ. Sau đó một ngày đăng 6 vạn chữ, có thể đăng được 10 ngày. Ha 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 ha, Cao Mổ Mổ cười đắc ý, cậu ta lưu mấy chương mà mình đã viết mấy hôm nay vào trong thư mục hẹn sẵn, đặt trước giờ tự động đăng truyện luôn, có được nhiều bản thảo như vậy. Ngày mai có thể hẹn Nha Y đi chơi rồi. Lần này,
tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hỏng tuần trăng mật của mình và nha y nữa. Gì mà Gia Cát Nguyệt, Gia Cát Trung Dương, đều biến qua một nên. Ha 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 ha, chỗ để hưởng trăng mật cậu ta cũng đã chọn xong rồi, du lịch nghỉ mát sơn trang 3 ngày 3 đêm, mới nghỉ thôi đã cảm thấy kích động muốn chết rồi, lúc đầu muốn chọn đi biển, nhưng gần đây biển hay động mạnh, cho nên, thôi thì đổi lại thành đi rừng sâu núi thẳm thôi. Sau khi hẹn giờ đăng truyện xong, Cao Mổ Mổ mở phần mềm chat trên máy tính ra, tiện tay gửi cho ba người bạn phòng là Tống Thư Hàn, Thổ Ba, Lý Dương Đức mấy cái icon hỏi thăm ân cần. Sau khi không thấy ai online trả lời, thì cậu ta đóng phần mềm chat trên máy tính đi. Tiếp theo, Cao Mổ Mổ lại đăng nhập vào tài khoản chat chuyên dùng cho tác giả của cậu ta, cái tài khoản này cậu ta chỉ dùng để thêm mấy độc giả trung thành của mình, khá kín tiếng, không hề thêm bất kỳ người quen nào ở ngoài đời hết. Khi Cao Mổ Mổ mở tài khoản nói chuyện ra, tinh tinh tinh, đây là có người thêm hắn làm bạn tốt, hoặc nhắc nhở thêm vào nhóm, lại có bạn đọc thêm tôi à, Cao Mổ Mổ ấn mở tin nhắn thông báo ra, Long Nữ Ngư Kiều Kiều, xin thêm bạn làm bạn tốt. Tin nhắn kèm theo, thêm ta, mau thêm ta đi, Ngư Kiều Kiều, nhìn tên chắc là của em gái nào đấy nhỉ, Cao Mổ Mổ thầm nghĩ, thời gian cậu ta đăng nhập cái tài khoản không nhiều lắm. Hơn nữa tài khoản này cũng chưa từng công bố ra ngoài, những người thật sự tìm được tài khoản của cậu ta rồi thêm cậu làm bạn tốt, đều là độc giả đáng tin. Cho nên, chỉ cần là độc giả, cậu ta đều tiện tay thêm làm bạn. Cao Mổ Mổ tiện tay ấn đồng ý yêu cầu kết bạn, nhưng đối phương xin làm bạn vào mấy ngày trước, bây giờ hình như không online. Sau đó Cao Mổ Mổ tiện tay gửi một icon mặt cười qua, tiếp theo cậu lại mở nhóm bạn đọc của mình ra, bắt đầu tán phét buôn chuyện trong nhóm một lúc. Sau khi nói chuyện với trong nhóm xong, Cao Mổ Mổ mới cảm thấy mỹ mãn tắt phần mềm chat đi. Sau đó cậu ta bắt đầu gọi điện cho bạn gái nha y, bắt đầu một kế hoạch hẹn hò mới. Ngày hôm sau, thứ ba ngày 30 tháng 7, thời tiết không biết, bởi vì bây giờ Tống Thư Hàn đang ở trên mặt trăng. Đạo hiệu của hắn hôm nay là Bá Đao Tống Nhất, do Bạch Tôn Giả đặt cho. Buổi sáng, sau khi thức dậy, Tống Thư Hàn liền thử tu luyện công pháp Cương Thủ. Cương Thủ là công pháp cấp bậc nhị phẩm. Lúc tu luyện khó hơn, kim cương bản bản quyền pháp nhiều. Tống Thư Hàn thử suốt mấy chục lần, chỉ biết được sơ sơ. Lúc hắn đang tu luyện thì ở xa xa lại truyền đến giọng nói của Thất Tu Tôn Giả, Thư Hàn tiều hữu, chuẩn bị xong chưa? Có chuyện gì à Thất Tu tiền bối? Tống Thư Hàn cảm thấy nghi hoặc, không phải đã hẹn à, hôm nay cùng nhau đi thăm dò Lục Tu Tôn Giả chi mộ, Thất Tu Tôn Giả nói, suýt nữa thì quên, hôm trước hắn đã hẹn với Thất Tu tiền bối. Hôm nay sẽ đi thăm dò Lục Tu Tôn Giả chi mộ, chỉ vì hai ngày nay hắn luôn đánh nhau với người khổng lồ, đánh đến hoa mắt váng đầu quên hết mọi việc luôn, không thành vấn đề, tiền bối. Ta lúc nào cũng có thể xuất phát được, Tống Thư Hàn nói, hôm qua từ sau khi dùng trọng lực gấp 5 để đấu với người khổng lồ xong, thể chất của Tống Thư Hàn cũng đã tăng lên một bậc, bây giờ, cảm giác trướng đau trong đan điền của hắn đã giảm hẳn, đau đớn ở mi tâm cũng giảm đi rất nhiều. Chân khí đã có thể vận dụng. Hỏa diễm đao, nghịch lân đao pháp cũng đều có thể sử dụng rồi. Tinh thần lực thì còn cần phải làm dịu thêm một khoảng thời gian nữa, đợi sau khi thể chất tăng thêm một bậc, mới có thể tu luyện pháp môn minh tưởng bình thường được. Vì vậy, mấy loại đạo thuật cần kết hợp với tinh thần lực như chưởng tâm lôi thì vẫn không thể thi triển được. Thất Tu Tôn Giả, vậy dẫn theo nhóm người Sở Sở nữa, chúng ta xuất phát thôi. Từ sau khi một vị tu sĩ thượng cổ phát minh ra loại cổ mộ tu sĩ có thể di động này xong, những vị tu sĩ am hiểu định vị phong thủy thượng cổ kia lập tức rầu thúi ruột. Lúc đó, rất nhiều tu sĩ phong thủy tầm bảo rất khó để có thể xác định được vị trí cổ mộ, sau đó lúc chuẩn bị xong xuôi để đi vào mộ rồi, thì cổ mộ dưới chân không biết lại chạy đi đâu, làm cho người ta cảm thấy đặc biệt bực dọc phiền muộn. Nhưng, dù cổ mộ tu sĩ có tự di chuyển đi nữa thì cũng có cần phải chạy thẳng vào trong không gian thế này không? Sở Sở cô nương ở một bên đã sớm ngớ người ra, vừa rồi cô nghe thấy Lục Tu Tôn Giả chi mộ đúng không? Tiếp theo các cô phải đi thăm dò cổ mộ của một vị tôn giả. Loại chuyện này thế này, trước đây Sở Sở căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng từ sau khi tiếp xúc với Tống Thư Hàn, cô đã gặp được đến mấy vị tôn giả rồi. Còn sống cũng có, chết rồi cũng có. Sau khi thuyền tiên bay đi thật lâu, thì rốt cuộc cũng đã bắt đầu chậm lại. Thất Tu Tôn Giả chỉ vào một khối thiên thạch phát ra ánh sáng màu vàng kim chói lóa, nói, đến rồi, chính là ở đằng trước. Có nhìn thấy khối thiên thạch to phát sáng kia không? Chính là vị trí của Lục Tu Tôn Giả chi mộ đấy. Bên trong thiên thạch sao? Tống Thư Hàn lại muốn buộc mồm chửi thề lần nữa,
cổ mộ của một tu sĩ rốt cuộc là dùng cách nào để di chuyển thì mới có thể chui vào bên trong một khối thiên thạch ngoài vũ trụ chứ? Hơn nữa phát ra ánh sáng màu vàng kim chói lóa mù mắt này, lẽ nào các tu sĩ dạo chơi trong vũ trụ gần đây đều là đám mù à? Cứ nhiên không có bất kỳ ai phát hiện ra lục tu tôn giả chi mộ này. Thuyền tiên dừng lại cạnh thiên thạch, lúc này Tống Thư Hàng mới phát hiện, lớp ánh sáng màu vàng kim chói lóa kia là một tầng kết giới phòng ngự, thuyền tiên không cách nào tiến vào trong được. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, chân khí của ngươi đã có thể vận dụng được rồi chứ? Trước khi đi vào lục tu tôn giả chi mộ, đúng lúc ta muốn dạy ngươi một pháp thuật nhỏ, khi ở trong cổ mộ nhất định sẽ dùng đến. Thất tu tôn giả cười nói, tiền bối, pháp thuật gì vậy? Tống Thư Hàng hỏi. Chính là truyền âm nhập mật, trước đây ta hứa với ngươi, nếu ngươi đánh thắng trăm người khổng lồ kia thì ta sẽ truyền thụ cho ngươi đấy. Nói là pháp thuật, nhưng truyền âm nhập mật chỉ là một loại kỹ xảo vận chuyển chân khí đơn giản mà thôi, học nó nhanh lắm. Thất tu tôn giả nói, hả? Nhưng tiền bối, ta chưa đánh thắng được trăm người khổng lồ kia mà. Thất tu tôn giả cười nói, ha ha, thật ra, lúc tứ tu điều chỉnh tăng trọng lực lên gấp 5 lần thì đã tính ngươi qua cửa rồi. Trọng lực tăng gấp 3 lần, Tống Thư Hàng đã nắm vững được kỹ xảo giao chiến với sinh vật khổng lồ rồi, dựa vào địa thế đã có thể dễ dàng chém giết vào nhược điểm chí mạng của người khổng lồ. Lúc đó, nếu như tứ tu không tăng trọng lực lên gấp 5 lần, thì chắc chắn Thư Hàng sẽ có cơ hội giết hết toàn bộ 100 người khổng lồ kia. Cho nên, trước khi đi vào lục tu tôn giả chi mộ, thất tu tôn giả bắt đầu dạy Tống Thư Hàng sử dụng kỹ xảo truyền âm nhập mật. Truyền âm nhập mật chính là vận chuyển chân khí thành một đường, trực tiếp truyền lời mình muốn nói vào tai người khác thông qua đường chân khí đó. Rất bí mật, rất thực dụng. Đặc biệt là khi ở trong vũ trụ, khi không có cách nào truyền âm thanh, thì kỹ năng này quả thực vô cùng thần kỹ. Như lời tôn giả đã nói, học truyền âm nhập mật cũng không khó chút nào. Ngón tay của thất tu tôn giả điểm xuống. 5 phút sau, Tống Thư Hàng cũng đã nắm giữ được đại khái kỹ xảo truyền âm nhập mật này. Tuy lúc sử dụng, âm thanh hơi đứt quãng, còn có cảm giác cứng ngắc như giọng người máy. Nhưng ít nhất, thì người khác có thể nghe hiểu, như vậy đủ rồi. Sau khi đợi Tống Thư Hàng học truyền âm nhập mật xong, thất tu tôn giả lại nói, như vậy tiếp theo, chúng ta phải nghĩ cách phá bỏ tầng kết giới này, nếu không chúng ta không thể đi vào lục tu tôn giả chi mộ được. Ngư Kiều Kiều hỏi, phá bỏ thế nào đây? Rất đơn giản, các ngươi nhìn chằm chằm vào kết giới màu vàng kia, có phát hiện ra cái gì không? Thất tu tôn giả chỉ cái kết giới màu vàng kia, nhóm người Tống Thư Hàng nhìn sang cái kết giới màu vàng đó, rất nhanh. Mọi người đã nhìn ra chỗ khác biệt ở trên kết giới. Trên kết giới màu vàng, thấp thoáng hiện ra hình dạng của một ô cửa sổ, mà trong ô cửa sổ đó, có thể nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang ngồi, hí. Tống Thư Hàng đột nhiên rùng mình, vừa mới nhìn thấy bóng dáng cô gái này thì hắn lập tức cảm thấy toàn thân rét run. Chuyện gì thế này? Chỉ là nhìn thấy bóng dáng của cô gái này thôi mà toàn thân đã lạnh run là sao? Đó là gì vậy? Thất tu tôn giả nói, ảnh của người chết, thứ thường thấy nhất trong cổ mộ của tu sĩ. Sau khi tu sĩ cường đại tử vong, thì trên người phát ra khí tức tử vong, sẽ liên kết làm một với tấm chế trên cổ mộ của mình, hóa thành một loại ảnh của người chết thế này. Mà nếu muốn đi vào kết giới của cổ mộ thì đầu tiên phải qua được cửa ảnh của người chết này. Lúc này, Sở Sở cũng lên tiếng nói, sao cứ cảm thấy vừa nhìn thấy ảnh người chết này thì toàn thân lập tức rét run thế này, không chỉ mình Thư Hàng cảm thấy toàn thân lạnh run. Tống Thư Hàng nhớ lại những ký ức có liên quan tới kết giới từ ký ức của gã tiên sinh Xá Lam của Thiên Thủ Môn kia, nhưng kết giới ở trong mơ đều bị xóa phông hết cả. Hơn nữa, trong ký ức của Xá Lam, khi thăm dò lục tu tôn giả chi mộ, lúc phá kết giới này thì hắn đã dùng tới cách khá bạo lực để mở. Mà ý tứ trong lời nói của thất tu tôn giả cho thấy không thể dùng bạo lực để phá giải cái kết giới màu vàng kim này sao? Thuyền tiên dừng lại, cửa thuyền mở ra. Thất tu tôn giả phóng quy tức thuật và trận pháp phòng ngự lên thân thể đám người Tống Thư Hàng, đảm bảo bọn họ có thể sống trong vũ trụ, không cần lo lắng vấn đề hít thở và áp lực hay phóng xạ gì. Toàn bộ đám người Sở Sở, Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều, Lý Âm Trúc đi xuống khỏi thuyền tiên, đáp xuống sát viền kết giới. Phải mở kết giới này như thế nào đây? Có muốn thử chút bí pháp của tộc chúng ta không? Giao Bá Chân Quân cha ta rất có kinh nghiệm phá giải phong ấn đấy, Ngư Kiều Kiều nói. Lúc nói chuyện, móng phải của cô ngoắt một cái, bên trên xuất hiện 5 quả bóng nước, bí pháp, Hắc Hà Thủy. Trong truyền thuyết, Thiên Phủ Thượng Cổ có một dòng Hắc Hà. Nước sông trong đó có thể rửa sạch tất cả phong ấn, phù văn.
cho dù là rơi vào trong pháp bảo mạnh thế nào, phù văn trên đó đều bị nước Hắc Hà tẩy sạch, cuối cùng biến thành vũ khí bình thường. Bí pháp Hắc Hà chi thủy của Giao Bá chân quân cũng có được công hiệu xóa bỏ phong ấn như nhau. Lúc móng phải của Ngư Kiều Kiều đang ra sức tìm hiểu, trên kết giới vàng kim kia, ảnh người chết đột nhiên di chuyển qua, từ bên trên kết giới nháy mắt đi đến trước mặt Ngư Kiều Kiều. Sau đó, cô ta giơ tay vỗ nhẹ lên phía trước một cái. Bí pháp Hắc Hà chi thủy của Ngư Kiều Kiều bị phá vỡ, thân thể của cô cũng bị ảnh của người chết đập bay đi. Thất tu tôn giả ở đằng sau nói, không thể cứng rắn được, đây là kết giới cổ mộ cấp bậc tôn giả, không dễ cưỡng chế mở ra đâu. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Sở Sở hỏi. Thất tu tôn giả, hay là thử giao lưu với ảnh của người chết trên kết giới vàng kim này xem sao, nói không chừng có thể nhận được gợi ý thì sao? Tống Thư Hàn, vì sao hắn lại cảm thấy giống như thất tu tôn giả là đang chỉ dẫn thám hiểm, hoặc là tiến công chiếm đóng thế nhỉ? Theo sự chỉ dẫn của thất tu tôn giả, Sở Sở thử giao lưu khai thông với ảnh của người chết trên kết giới màu vàng kim nọ, quả thật là thành công. Ảnh của người chế dễ dàng nói chuyện đến bất ngờ, sau khi cống hiến một viên linh thạch tứ phẩm, ảnh của người chết đưa ra chỉ dẫn, ở bên trên của kết giới cổ mộ có một cái giếng cạn, đào cái giếng cạn này lên, có thể lấy được một khối kim loại mảnh. Đó chính là chìa khóa để mở kết giới cổ mộ này. Tống Thư Hàn ra mặt giao một viên linh thạch tứ phẩm, sau khi giao viên linh thạch xong, hắn nghi hoặc không hiểu vì sao linh thạch của hắn chỉ còn có lại 11 viên. Quái lạ, sao tự dưng lại thiếu mất một viên? Chẳng lẽ mình nhớ nhầm sao? Không thể nào, hắn nhớ rõ ràng là có tổng cộng 12 viên linh thạch tứ phẩm, trong đó có một viên đã dùng hơn phân nửa. Viên linh thạch bị thiếu kia rớt đâu mất tiêu rồi, chỉ là bây giờ, không phải lúc để tìm hiểu linh thạch bị mất. Sau khi Tống Thư Hàn ngẫm nghĩ kỹ, bèn cầm linh thạch còn lại trong túi thu nhỏ một tấc ra, để vào túi áo bịt kín có khóa kéo. Sau đó, nhìn về phía miệng giếng cạn, dựa theo chỉ dẫn của ảnh người chết nọ, sau khi mấy người đào cái giếng đó lên, quả thật đã đào được một khối kim loại mỏng. Trên khối kim loại kia có khắc hai loại đồ án chim và cá. Cái chìa khóa này dùng thế nào? Tống Thư Hàn cầm tấm kim loại này lên, tò mò đưa tay chạm vào hình vẽ chim kỳ lạ trên đó. Két két két, kết giới màu vàng kia phát ra tiếng như người ta nghiến răng, cuối cùng mở ra đường vào cao 3 mét. Không chỉ có kết giới, mà trên thiên thạch to cũng xuất hiện một cửa vào, đây chính là cửa vào cổ mộ. Tống Thư Hàn lại thử ấn vào hình vẽ cá trên tấm kim loại nọ, ầm ầm ầm, cửa lớn của kết giới vừa mới mở và đường vào trên thiên thạch đều đóng lại, hai nút, một đóng một mở. Tống Thư Hàn, chìa khóa điều khiển từ xa à, rất nhiều kỹ thuật vô cùng hiện đại hóa, nhưng ở thời đại thượng cổ đã bị các tu sĩ cổ chơi chán rồi. Tống Thư Hàn lại ấn cái hình con chim nhỏ kia, kết giới mở ra, đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Sau khi đi vào thông đạo ở bên trong thiên thạch, bọn họ nhanh chóng đi tới cửa chính của cổ mộ, có một tấm bia mộ được dựng lên ở chỗ cửa vào, bên trên viết 6 chữ cổ lục tu tôn giả chi mộ, chỉ là trong 6 chữ cổ này lại ẩn chứa một cổ lực lượng vô cùng cường đại. Sở Sở cảm thấy chỉ hơi đến gần tấm bia mộ này một chút thôi, đã phải bị uy áp cực kỳ cường đại ảnh hưởng, tim đập càng ngày càng nhanh. Mãi khi đến được chỗ này rồi, hoàn cảnh xung quanh mới giống với cảnh trong mơ của Tống Thư Hàn, tiếp sau đây, mới thật sự bắt đầu nguy hiểm. Tống Thư Hàn nhớ rõ ràng, Xá Lam tiên sinh của Thiên Thủ Môn, dựa vào bí kỹ tinh xảo, một đường loại bỏ cạm bẫy đi sâu vào trong cổ mộ, nhưng còn chưa đến khu vực cổ mộ thật sự, thì đã bất cẩn dẫm phải bẫy, tứ chi bị chém lìa, biến thành nhân côn. Lúc này, Thất Tu Tôn giả nói, tiếp theo đây, mọi người phải cẩn thận, từ chỗ này là chính thức tiến vào phạm vi của cổ mộ lục tu tôn giả, rồi, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm đấy, đi vào thôi. Chính thức thể nghiệm kích thích khi đi thăm dò cổ mộ tu sĩ đi, đợi chút đã, Sở Sở cô nương. Đằng trước 10cm bên phải của cô có một cạm bẫy, đừng dẫm lên nó, Thư Hàn tiểu hữu, chú ý quan sát xung quanh. Tuy rằng đây chỉ là phần ngoài rìa của cổ mộ, nhưng xung quanh vẫn ẩn giấu rất nhiều thứ thú vị lắm đấy. Thất tu tiền bối, trình độ thấu hiểu của ngài về cổ mộ này đã đạt được đến đẳng cấp nắm rõ như lòng bàn tay luôn rồi đấy. Mặc dù từ sau khi biết về sự tồn tại của Ngũ Tu Chân Quân Chi Mộ và Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu, Tống Thư Hàn đã từng hoài nghi giữa Lục Tu Tôn Giả và Thất Tu Tôn Giả có quan hệ gì đó. Nhưng bây giờ, Thất Tu Tôn Giả thuộc như lòng bàn tay, chỉ dẫn mấy người Tống Thư Hàn đi vào trong cổ mộ thế này. Một đường chỉ dẫn tận tường, ở đây có bẫy này, chỗ kia giấu bảo vật đất. Đây là gì đây? Đây giống như chuẩn bị chơi một trò chơi kinh điển trên máy chơi game,
Chưa chơi thì đã xem xong hướng dẫn trước rồi, kết quả lúc bắt đầu chơi thật thì phát hiện trò chơi không còn thú vị chút nào nữa. Tình trạng của đám người Tống Thư Hàn chính là như vậy, vốn là một chuyến thám hiểm cổ mộ tu sĩ đầy kích thích và mạo hiểm, bây giờ lại biến thành du lịch ngắm phong cảnh, quỳ lạy cách gợi ý trò chơi của thất tu tiền bối luôn. Nhưng thật ra đám người Tống Thư Hàn cũng thu hoạch được ít thứ linh tinh, Sở Sở nhận được một mũi tên phá ma tiễn, giống như phù bảo vậy, một khi bắn ra thì có lực sát thương gần với cấp bậc ngũ phẩm. Ngư Kiều Kiều nhận được một viên quy châu thủy hệ, đeo lên người có thể duy trì độ ẩm cho cơ thể. Cái này giúp cho Ngư Kiều Kiều sống được ở trên đất liền trong môi trường khô hanh, có thể tiết kiệm chút pháp thuật thường dùng trong quá trình duy trì độ ẩm của thân thể, tiết kiệm được rất nhiều pháp lực. Lý Âm Trúc nhận được một vật có hình dáng giống quả bom, chỉ cần ném ra thì sẽ lan ra một luồng khói kịch độc. Những đồ vật này cũng không phải bảo vật thuộc về lục tu tôn giả chi mộ, nói thế nào thì cũng là một ngôi mộ của tôn giả. Bảo vật bên trong không thể nào là những đồ chơi cấp thấp như vậy được. Những bảo vật này đều là những tu sĩ thám hiểm trước đây mang vào, sau khi xảy ra sự cố trong cổ mộ, những đồ vật này cũng rơi vào trong cổ mộ. Còn Tống Thư Hàn thì nhận được một quyển bí tịch kiếm thuật. Bí thuật kiếm thuật mà hắn đã khát khao bấy lâu nay, không phải là cái loại bí tịch thông thường đâu. Nó có tên là Thánh Quang Kiếm Thuật. Nghe cái tên thì cảm thấy không phù hợp với phong cách của tu sĩ Hoa Hạ chút nào. Đây là một quyển bí thuật kiếm pháp không tồi, phong cách quang minh chính đại, uy lực chính diện khá tốt. Tổng cộng có 6 chiêu, nhị phẩm dùng đến lúc lên tới tứ phẩm cũng không có vấn đề gì. Đây là lời đánh giá của thất tu tôn giả về quyển bí tịch kiếm thuật này. Nhưng mà có một vấn đề nhỏ ở đây, bản Thánh Quang Kiếm Thuật này không phải là sản phẩm của tu sĩ Hoa Hạ, mà bản kiếm thuật này vốn là của kỵ sĩ Thánh Đường của phương Tây thời cổ. Sau khi lưu truyền đến Hoa Hạ, được một vị tu sĩ cao nhân sửa đổi mà thành, kiếm thuật vẫn lưu giữ lại phong cách và đặc sắc kiếm thuật của kỵ sĩ Thánh Đường phương Tây. Nói cho dễ nghe, thì kiếm thuật này gọi là kiểu Trung Tây kết hợp. Nhưng trên thực tế, loại phong cách kiếm thuật này không phù hợp với kiếm tu của Hoa Hạ. Khi Tống Thư Hàn mở trang thứ nhất của quyển Thánh Quang Kiếm Thuật ra, chiêu thứ nhất, Thánh Quang Trảm Ác Kiếm. Kiếm quyết, Thánh Quang, kẻ tà ác kia trông có vẻ đáng giá để đấu một trận. Tiếp tục mở trang thứ hai, chiêu thức thứ hai, Thánh Quang Thập Tự Kiếm. Kiếm quyết, đối thủ đáng kính, vì vinh quang mà chiến đấu. Cái đậu má, đây là thứ gì vậy? Có phải là quyển sách kiếm thuật này vào nhầm sang trường quay không vậy? Tống Thư Hàn có xúc động muốn xé nát bản kiếm thuật này ra cho rồi. Nhưng sau một phút suy nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn cất bản Thánh Quang Kiếm Thuật này vào. Dù sao thì nó cũng là một bản kiếm thuật, nếu thật sự rảnh rỗi không có gì làm, thì tập bừa cũng được. Hơn nữa, Thánh Quang Kiếm Thuật này cũng không tồi, ít nhất sau khi luyện thành kiếm pháp này thì có thể tăng cơ bắp, cơ cấp săn chắc hơn thì có thể nâng cao thể chất tu sĩ theo, cùng lắm coi nó là công pháp luyện thể thôi. Trên đường đi, trò gợi ý thức tu hướng dẫn thám hiểm cổ mộ diễn ra không ngừng, khiến cho đám người Tống Thư Hàn tránh thoát được phần lớn cạm bẫy, dễ dàng đi ra khỏi một mê cung, cách xa từng nguy cơ ẩn nấp. Quả nhiên, lục tu tôn giả chi mộ này là nhà ngài mở ra đúng không, thất tu tiền bối. Tống Thư Hàn dám bảo đảm, chỉ cần đi theo thất tu tiền bối thôi, một đường qua cửa đến chỗ sâu nhất trong cổ mộ thì sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng, trò chơi gợi ý này của thất tu tôn giả, không thể thuận lợi từ đầu đến cuối. Sau khi đi qua phía ngoài xa nhất của cổ mộ, lúc chính thức đi vào phạm vi cổ mộ thật, trước mặt đám người Tống Thư Hàn xuất hiện 7 đường đi. Sở Sở, có tới 7 lối rẽ sao? Ngư Kiều Kiều, chọn đường nào đây? Tống Thư Hàn nhìn thất tu tiền bối, đi thế nào đây? Khụ. Chim ưng non kiểu gì cũng phải rời tổ, vỗ cánh bay xa. Trên đường đời của mỗi con người, chúng ta không thể dựa vào trưởng bối mãi được, có lúc mình cũng phải tự lựa chọn nữa. Thất tu tôn giả nói với vẻ mặt nghiêm túc, Tống Thư Hàn nói, được rồi. Chúng ta chọn thế nào, bỏ phiếu hay ném cành cây đây? Sở Sở, ném cành cây đi, rút phiếu rất phiền, vì ở đây có 7 con đường mà. Ngư Kiều Kiều, đồng ý, ném cành cây đi. Ai may mắn, người đó sẽ đến ném. Lý Âm Trúc túm góc áo Tống Thư Hàn, không phát biểu ý kiến. Sở Sở đáp, ta cảm thấy vận khí của mình bình thường, không ném đâu. Tống Thư Hàn im lặng ngẩng đầu, ta thì thôi đi, hắn là chàng trai thường xuyên gặp phải xui xẻo. Có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ tích, ta nói này, tại sao mà nhất định phải ném cành cây? Nếu trước mắt có 7 con đường, lúc này không phải nên phân ra à, mỗi người chọn một đường thì sao? Thất tu tôn giả đứng ở một bên nhịn không được bèn nói,
Tống Thư Hàn là người tôn trọng ý kiến tiền bối, thế nên hắn nói với mọi người, tách ra đi nhé. Ngư Kiều Kiều, được rồi, tách ra đi. Sở Sở, vậy chúng ta tách ra đi đi, nhưng thật ra ta cảm thấy tách ra đi là hành động ngu ngốc, giống như nội dung phim kinh dị ấy, mỗi lần mấy diễn viên diễn tới cảnh nguy hiểm thì lúc nào cũng đưa ra đề nghị tách ra, rõ ràng đi cùng nhau thì sẽ tốt hơn mà. Có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tống Thư Hàn, Thất Tu Tôn Giả, cuối cùng đoàn người Tống Thư Hàn vẫn tách ra, mỗi người tự chọn một đường riêng. Dù sao thì đây cũng là đề nghị của người hướng dẫn Thất Tu Tôn Giả, mọi người đều biết Thất Tu Tôn Giả có quan hệ với Lục Tu Tôn Giả chi mộ, cho nên cần phải xem trọng ý kiến của hắn. Sở Sở chọn đường thứ 5, cô quay đầu lại nhìn Lý Âm Trúc sau đó chui đầu vào. Ngư Kiều Kiều chọn đường thứ 2, Lý Âm Trúc chọn con đường đầu tiên, trước khi đi vào cô nhìn Tống Thư Hàn với vẻ lưu luyến không rời. Tống Thư Hàn thì chọn con đường thứ 7, bóng dáng bốn người biến mất ở trong các con đường. Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu liếm móng vuốt nói, cả bốn người đều đã đi vào rồi. Thất Tu Tôn Giả nói, chúng ta cũng nên đi vào đi, Tứ Tu, chú ý chiếu cố mấy người Thư Hàn tiểu hữu nhé, đừng cho bọn họ chơi hăng quá mà gặp chuyện nhé. Lần trước ở trong Ngũ Tu Chân Quân chi mộ, Tam Lãng đạo hữu chơi hăng quá, suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Tứ Tu, ta cảm thấy người tìm đường chết giống như Tam Lãng, trên đời này chẳng có mấy đâu. Thất Tu Tôn Giả, lo trước khỏi họa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa, Thư Hàn tiểu hữu cũng là thành viên trong nhóm Cửu Châu số 1. Mấy ngày trước ta lốc ác lên mạng xem nội dung chat, đạo hữu trong nhóm đang bàn luận về đạo hiệu của hắn, trong đó có một đạo hiệu là Bá Đao Tống Tam. Đạo hiệu này làm ta nghĩ đến Tam Lãng, nên phải đề phòng một chút. Bạch Ngọc Sư Tử Tứ Tu, có lý, sẽ chú ý bọn họ nhiều hơn. Sở Sở tiến vào lối đi số 5, trên đường đi cô vẫn luôn duy trì cảnh giác. Theo cô đi vào càng lúc càng sâu thì không biết từ lúc nào, bên trong con đường số 5 này đột nhiên có sương bốc ra, chẳng hề chứa bất kỳ linh lực nào, cũng không mang theo độc tố gì cả. Nhưng sương càng bình thường thì càng phải chú ý hơn mới được, bản thân chuyện sương bình thường xuất hiện ở trong Lục Tu Tôn Giả chi mộ đã là chuyện rất đổi quỷ dị rồi. Sương mù dày đặc như vậy, là thể chất thuộc tính thủy. Hơn nữa xem ra, còn là thuộc tính thủy đơn thuần rất khó gặp. Một con mắt do Ngọc Thạch biến thành lặng lẽ đi theo sau lưng Sở Sở, giữ nguyên khoảng cách nhất định với Sở Sở, không khiến cho cô phát hiện ra. Đó là con mắt của Tứ Tu tách rời ra. Sở Sở tiếp tục bước về phía trước thêm một đoạn đường, sau đó lối đi số 5 đột nhiên xảy ra biến hóa. Bốn đạo thân ảnh tản ra yêu khí chặn ở trước mặt của Sở Sở. Bốn đạo thân ảnh này có hình dạng nửa người nửa thú, thực lực nằm khoảng nằm ở cảnh giới chừng khí hải đang điền nhị phẩm. So với cảnh giới của Sở Sở bây giờ thì thấp hơn hai tiểu cảnh giới. Sở Sở đưa tay đặt lên đoản kiếm ở trên đùi, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bốn con yêu loại nửa người nửa thú ở trước mặt, gờ rào. Đám yêu loại nửa người nửa thú kia gào lên hung tợn, sau đó xông lên, trong mắt chúng nó hằn đầy tơ máu, không có lý trí, tựa như một bầy dã thú. Sở Sở hít sâu vào một hơi, đoản kiếm rời vỏ, đồng thời cô lẩm bẩm với thanh âm chỉ có mỗi mình nghe thấy, đời này của ta chỉ đúc một kiếm. Lời vừa dứt thì đoản kiếm trong tay của cô phát ra tiếng kêu ong ong. Đoản kiếm chém ra, thi triển kiếm quyết thần bí nọ. Một kiếm chém ra, chứa đựng 72 loại biến ảo khác nhau, khiến cho kẻ thù khó lòng đề phòng được. Bốn con bán thú nhân không có lý trí kia căn bản không thể nào ngăn cản nổi kiếm pháp cỡ này. Chỉ một chiêu thôi. Trong mắt chúng nó ánh lên đầy kiếm quang trực tiếp cắm vào trong não của chúng, cắt đứt toàn bộ sinh cơ. Ô ô, đám yêu loại nửa người nửa thú đó phát ra tiếng rên rỉ, sau một khắc, thân thể của chúng nó đột nhiên tan biến, hóa thành sương mù, tan vào trong lớp sương mù dày đặc ở xung quanh. Sở Sở cầm chặt đoạn kiếm giữ nguyên cảnh giác, thật lâu sau khi xác định không còn yêu loại nào khác đang ẩn nấp thì Sở Sở mới thu hồi đoạn kiếm lại. Lúc này, cô cảm giác lồng ngực của mình ẩn ẩn truyền tới cảm giác đau đớn, mặc dù sau khi bôi xong hai loại dược cao của dược sư đưa cho, thương thế của cô đã gần khỏi hẳn. Nhưng vẫn còn lưu lại chút di chứng sau khi bị tên kình bác kia siết gãy xương cốt, mỗi lần cử động mạnh thì Sở Sở vẫn sẽ cảm giác lồng ngực của mình hơi nhói đau. Sau khi thu hồi đoản kiếm, Sở Sở tiếp tục đi tới trước, sương mù ngày càng dày hơn, lần này, ở trong màn sương lại có thêm một phần năng lượng kỳ lạ khó tả. Sở Sở ngưng tụ chân khí tập trung vào hai mắt rồi mà chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách trong phạm vi chừng 10 thước mà thôi, cô lại càng cẩn thận hơn trong mỗi bước đi. Sau khi đi thêm chừng 50 mét, phía trước lại xuất hiện bán thú nhân cản đường, lần này số lượng biến thành 10 con, cảnh giới cũng vào tầm nhị phẩm như cũ,
vừa xuất hiện đã gầm lên rồi nhào về phía Sở Sở. Sở Sở bình tĩnh ra tay, thi triển kiếm quyết thần bí nọ, xử lý 10 con bán thú nhân này. Sau đó, cô lại đi thêm chừng 650 mét, phía trước lại xuất hiện thêm một đống bán thú nhân cản đường. Sở Sở lại ra tay thêm lần nữa, dễ dàng xử lý toàn bộ đám bán thú nhân nọ. Tình cảnh này lặp lại chừng 10 lần, Sở Sở đã giết 10 đợt bán thú nhân. Đợt sau số lượng lại nhiều hơn đợt trước, sẽ không phải cứ kéo dài mãi như vậy đấy chứ. Sở Sở nghĩ thầm, trong lúc cô đang nghĩ thế thì đột nhiên trước mắt cô sáng trở lên. Ngay sau đó, cô đã rời khỏi lối đi tràn ngập sương mù nọ, sau đó xuất hiện trước một ngôi mộ bằng đá rất đơn sơ, không hề được trang trí hoa lệ gì. Thoạt nhìn là một ngôi mộ do vị tu sĩ cường đại nào đó dùng pháp lực trực tiếp móc rỗng một khối đá lớn mà làm thành. Ở giữa ngôi mộ có đặt một quan tài được đúc từ vàng ròng. Thế này là xem như đã đến nơi sâu nhất trong lục tu tôn giả chi mộ ư. Sở Sở lẩm bẩm, đơn giản như thế thôi sao. Sau khi suy tư một lát, Sở Sở bước một bước lên ngôi mộ nọ. Lúc này, cô cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ bẫng đi. Đồng thời, chân khí trong đan điền của cô cũng được tăng vọt. Cô vốn đang ở cảnh giới Long Trảo đan điền thứ ba của nhị phẩm, nay lại được tăng vọt lên một tiểu cảnh giới. Chân khí tăng vọt trong cơ thể xông thẳng lên mở luôn đan điền thứ tư trong cơ thể là Long Khu đan điền, so với ba đan điền trước. Gian khổ tích góp những 4-5 năm mới có thể đột phá được, cái cảnh giới đan điền thứ tư này tăng lên quả thực sung sướng và nhẹ nhàng khiến cho Sở Sở cô nương muốn khóc ròng. Cô chưa bao giờ ngờ rằng việc tăng lên một tiểu cảnh giới lại nhẹ nhàng như thế. Chuyến thám hiểm cổ mộ sung sướng như thế này, dù tham gia bao nhiêu lần cô cũng đồng ý. Trong lúc Sở Sở đang đắm chìm trong quá trình thăng cấp đầy hạnh phúc kia, thì cái quan tài bằng vàng nọ lại xảy ra biến hóa. Quan tài bằng vàng kia mở ra, có một bóng người bị quấn kín mít thành xác ướp bò ra khỏi quan tài. Lơ lửng giữa không trung, sau đó bay đến trước mặt Sở Sở. Phản ứng đầu tiên của Sở Sở chính là giơ tay túm lấy đoạn kiếm. Thế nhưng, cô đột nhiên phát hiện thân thể của mình không thể cử động được, ngay cả một ngón tay cũng không thể nào cục cựa được. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cái xác ướp trong quan tài bằng vàng nọ bay tới trước mặt cô. Thân ảnh kia vươn tay ra, vạch mắt của Sở Sở ra để xem tròng mắt của cô, sau đó lại nhéo mũi cô, còn banh miệng cô ra để xem cả lưỡi nữa. Cái kỹ gì đây? Gớm quá đi mất. Thân ảnh kia xem tròng mắt, mũi, miệng, lưỡi, lỗ tai của Sở Sở xong thì lại cầm tay của Sở Sở lên, xem kỹ lòng bàn tay của cô. Sau khi xem xong, thân ảnh kia lại ném Sở Sở lăn quay ra đất, sau đó cởi giày của cô ra, kéo đôi tất quẳng đi. Sau đó nó nắm bàn chân của cô lên để nhìn cả vân chân. Sở Sở cảm giác xấu hổ muốn chết. Sau khi xem chân của Sở Sở xong, đạo thân ảnh đó lại lui về bên cạnh cổ quan tài màu vàng, lấy một cái mai rùa ra khỏi quan tài, nhét 3 đồng xu vào trong. Sau khi dừng lại một lát, hình như do đạo thân ảnh kia cảm giác số lượng đồng xu không đủ, nên lại nhét thêm 5 đồng vào, cho đủ con số 8 may mắn. Sở Sở thầm nghĩ, ơ hay người này định xem bói sao? Quả thật là đang xem bói. Chỉ thấy thân ảnh của xác cướp nọ co tay búng một cái, bắn rất nhiều phù văn vào trong cái mai rùa nọ, trong đó bao gồm cả tướng mặt, chỉ tay chỉ chân của Sở Sở vào cùng luôn, đầy đủ thông tin về Sở Sở. Sau khi bắn vào xong thì mai rùa sáng lên, nó bay đến giữa không trung rồi xoay tròn. Sau khi xoay đủ 8 vòng, mai rùa bắn 8 đồng tiền kia ra như tiên nữ rắc hoa, đồng tiền xếp thành một vòng tròn trên mặt đất, thân ảnh kia nhìn 8 đồng tiền trên mặt đất rồi suy tư một lúc, lát sau, thân ảnh kia lại bay tới trước mặt Sở Sở lần nữa, trịnh trọng nói, tiểu cô nương, ta thấy cô cốt cách kinh kỳ, hơn nữa đôi chân cũng rất đẹp, có muốn cân nhắc chuyện ký kết khế ước với ta, trở thành. Bên khác, trong lối đi số 1, Lý Âm Trúc ngáp dài đi trong lối đi số 1, đi hoài đi mãi, trong lối đi bắt đầu có tuyết rơi, cương nhiên lại có tuyết rơi, đây là thuộc tính băng biến dị từ thuộc tính thủy hệ đây mà, là một loại thuộc tính cực kỳ hiếm có. Chỉ là trạng thái của tiểu cô nương này không được tốt lắm, một tròng mắt của tứ tu bay lơ lửng sau lưng của Lý Âm Trúc, quan sát hành động của cô. Cũng giống như Sở Sở, Lý Âm Trúc cũng tiếp tục đi tới trong trận tuyết này. Đi được một lúc, Lý Âm Trúc đột nhiên ngồi xổm xuống, cô co người lại thành một cục, kéo chặt quần áo trên người, không động đậy tí nào. Chính là hàn khí trong cơ thể phát tác, nên cô lại tiến vào trạng thái ngủ đông. Tròng mắt của tứ tu, trong trạng thái ngủ đông thì cô ngủ đến là ngon. Trong mắt bằng bạch ngọc kia thở dài, nó lơ lửng bay đến chỗ Lý Âm Trúc. Sau đó, nó nhanh chóng biến hóa, hóa thành một bạch ngọc sư tử nho nhỏ, rồi cắp lấy thân thể của Lý Âm Trúc rời khỏi lối đi số 1 này,
quay lại phía thuyền tiên nằm bên ngoài mộ cổ của Lục Tu Tôn Giả. Xem ra Lục Tu Tôn Giả chi mộ và Lý Âm Trúc không có duyên với nhau rồi. Bên trong một lối đi khác, trong con đường mà Ngư Kiều Kiều đã chọn thì lại có một cơn giông gió đầy sấm chớp. Trong một lối đi nhỏ xíu siêu thế này mà lại giăng kín sấm chớp bão bùng thế này, khiến cho cô cũng không biết phải mắng gì cho đúng. Thực ra, sấm chớp và mưa bão thế này chứng tỏ Ngư Kiều Kiều có thể chất song thuộc tính lôi, thủy. Giao Long từ nhỏ đã có thể hô phong hoán vũ, Ngư Kiều Kiều có hai thuộc tính lôi, thủy cũng là chuyện bình thường. Cũng giống như Sở Sở, sau khi Ngư Kiều Kiều đi thêm một đoạn trong lối đi đầy mưa to sấm giật đó thì lại gặp phải kẻ thù cản lối. Bất quá thứ mà cô gặp phải không phải là bán thú nhân, mà là tu sĩ ma đạo mắt mang theo vẻ tàn nhẫn khôn cùng. Trình độ của những tu sĩ ma đạo này ở chừng vừa mới bước vào cảnh giới tiên thiên tứ phẩm, chỉ luận cảnh giới thôi thì xem với Ngư Kiều Kiều. Nhưng Ngư Kiều Kiều là bán ngư nhân đã trải qua ngư dược long môn để hóa thành, sức chiến đấu thật sự của cô cao hơn mấy tu sĩ cùng đẳng cấp một đoạn. Bốn tu sĩ ma đạo nọ nhanh chóng bị Ngư Kiều Kiều đánh nằm thẳng cẳng. Tu sĩ ma đạo bị giết chết lại tiêu tán một cách quỷ dị, hóa thành một phần của cơn bão. Cơn bão lại càng dữ dội hơn, triệt để giăng kín tầm mắt của người ta. Cũng giống như những gì Sở Sở đã gặp phải, phạm vi tầm nhìn của Ngư Kiều Kiều chỉ còn lại không tới 10 mét. Cô lại tiếp tục đi về phía trước thêm 50 mét nữa, sau đó thì lại gặp được đợt tu sĩ ma đạo tiếp theo. Ngư Kiều Kiều như có điều suy nghĩ. Sau khi giết xong đợt tu sĩ ma đạo thứ hai, cô quyết đoán xoay người lại, lùi về cửa vào của lối đi. Nhưng khi cô vừa lùi lại 50 mét thì đợt tu sĩ ma đạo thứ ba đã đứng đó sẵn để chở cô. Mặc kệ là đi tới hay lùi lại thì đều bị kẻ địch chặn đường. Hơn nữa thực lực của kẻ thù về sau vẫn thấp hơn Ngư Kiều Kiều một chút. Thiệt cái tình. Ngư Kiều Kiều lẩm bẩm, cô đành phải quay ngược lại. Tiếp tục đi sâu vào bên trong lối đi, cũng giống như Sở Sở, sau khi đánh xong 10 lượt tu sĩ ma đạo, Ngư Kiều Kiều cũng thuận lợi đi vào trong ngôi mộ đó. Lúc vừa mới bước vào cổ mộ thì người cô run lên bần bật. Không thể giữ hình thái nửa người nửa cá được, đành phải biến thành hình dạng giao ngư. Đồng thời, số lượng tiên thiên chân khí trong cơ thể của cô cũng tăng lên những 1/4, triệt để củng cố được cảnh giới tứ phẩm. Không hổ là mộ của tôn giả, thoáng cái đã lấy được chỗ tốt lớn thế này. Ngư Kiều Kiều nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía quan tài bằng vàng rồng ở trong ngôi mộ này. Lúc này, quan tài bằng vàng đó mở ra, có một đạo bay ra từ trong đó. Ngư Kiều Kiều ở cảnh giới tứ phẩm, nhưng khi đối mặt với đạo thân ảnh trong quan tài màu vàng kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn Sở Sở ở cảnh giới nhị phẩm. Cô cũng giống như bị trúng định thân thuật, không thể động đậy. Thân ảnh từ bên trong cổ quan tài bằng vàng kia bay ra, sau đó tới bên cạnh Ngư Kiều Kiều, bắt đầu kiểm tra toàn thân từ ngũ quan cho tới bốn cái móng vuốt của cô. Sau đó, thân ảnh kia lại móc cái mai rùa ra, nhét 8 đồng xu vào. Mai rùa bay lên, đồng tiền văng ra. Tạo thành trạng thái lộn xộn chẳng có quy tắc gì. Quẻ bói này. Đáng tiếc. Xin lỗi nhé tiểu nha đầu, xem ra ngươi không thích hợp với ta. Tuy rằng ngươi có hình thái nửa người nửa cá, hai chân cũng đẹp lắm, nhưng giữa hai ta chẳng có duyên gì cả. Thân ảnh trong quan tài bằng vàng kia ra chiều tiếc núi, nói với Ngư Kiều Kiều. Ngư Kiều Kiều, nhưng cô cũng đừng có thất vọng, tuy rằng giữa hai ta không có duyên phận gì, nhưng ta sẽ tặng cho ngươi một phần quà an ủi. Nói xong, đạo thân ảnh kia lại quay về bên cạnh quan tài bằng vàng, moi moi móc móc một lúc, lấy ra một khối bảo thạch, Nguyệt Quan Thạch. Là thứ mà yêu tu thích nhất đấy. Chỉ cần đeo nó thì bất kỳ lúc nào cũng có thể hưởng thụ khoái cảm tựa như đang tu luyện dưới ánh trăng. Khối Nguyệt Quang Thạch này còn được chừng một nửa năng lượng, cũng đủ cho ngươi dùng hơn 10 năm đấy. Thân ảnh kia giao Nguyệt Quang Thạch lại cho Ngư Kiều Kiều, sau đó lại giơ tay ra vỗ nhẹ lên người cô. Toàn thân Ngư Kiều Kiều bị bắn ra khỏi cổ mộ cái vèo như một mũi tên. Một lát sau, khi thân thể của cô dừng lại thì đã xuất hiện ở bên cạnh chiếc thuyền tiên nằm bên ngoài mộ cổ rồi. Ngư Kiều Kiều điều chỉnh trạng thái lại. Sau đó nhanh chóng biến hóa thành trạng thái bán ngư nhân. Cô quay đầu lại nhìn cánh cửa Lục Tu Tôn Giả chi mộ khổng lồ kia, nghĩ thầm, không có duyên á. Nói vậy thì Lục Tu Tôn Giả chi mộ này đang tìm kiếm người hữu duyên sao? Chẳng lẽ nó đang chọn người kế thừa đạo thống hay sao? Thời đại thượng cổ, có rất nhiều tu sĩ cường đại toàn tâm toàn ý cắm đầu vào trong việc tu luyện. Trong núi chẳng nhớ năm tháng trôi qua mấy bận, bởi vì mãi mê tu luyện. Có rất nhiều cổ tu thuở sinh tiền quên cả việc thu nhận đệ tử. Hoặc là cảm thấy thu nhận đệ tử quá đổi phiền phức, cho nên lười chẳng thèm nhận. Sau đó đột nhiên có một ngày, những cổ tu cường đại đó phát hiện thân thể của mình không ổn,
thọ nguyên sắp tận, bản thân sắp tèo. Lúc này mấy cổ tu đó mới nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, muốn thu nhận một đệ tử, bồi dưỡng thành tài cũng chẳng còn kịp nữa. Hoặc là họ vẫn cho rằng nhận đệ tử phiền quá nên đến chết vẫn lười chẳng buồn thu. Nhưng việc truyền thừa đạo thống của tu sĩ lại cũng rất quan trọng, đâu thể nào để cho đạo thống của mình bị đứt đoạn được. Thế cho nên, một số cổ tu sẽ để đạo thống của mình lại ở trong mộ của chính mình, đợi người hữu duyên tới, đặng còn kế thừa đạo thống, phát dương quang đại công pháp của mình. Đây chính là người có duyên với cổ mộ. Không biết trong số chúng ta ai là người may mắn trở thành người kế thừa đạo thống của cổ mộ này nữa. Đây chính là đạo thống của một vị tôn giả đấy. Ngư Kiều Kiều nghĩ thầm, bên trong lối đi số 7, 5 phút trước, Tống Thư Hàn đang nghe truyện trên TV audio CV ngước nhìn phía trên đỉnh đầu của Minh, nơi đó có luồng điện lóe lên kêu lách tách, thi thoảng còn xẹt ra cả ánh lửa. Xem ra Tống Thư Hàn tiểu hữu có thể chất lôi, hỏa song thuộc tính rồi. Bạch Ngọc Sư Tử tứ tu đi theo sau lưng Tống Thư Hàn nghĩ thầm, bởi vì Tống Thư Hàn là thành viên của nhóm Cửu Châu số 1, trước kia từng thiếu chút nữa có được một cái đạo hiệu là Bá Đạo Tống Tam, tuy rằng về sau đã được đổi thành Bá Đao Tống Nhất, cho nên Bạch Ngọc Sư Tử tứ tu đặc biệt cẩn thận, đi theo sau lưng Tống Thư Hàn, tránh cho Tống Thư Hàn tự tìm đường chết như cuồng đao tam lãng, khiến bản thân mình thiếu chút nữa bỏ mạng. Tống Thư Hàn nhìn chằm chằm vào lôi điện với ánh lửa kia cả buổi trời. Sau khi xác định mấy thứ này sẽ không đột nhiên giáng xuống đầu hắn thì hắn mới dám cất bước tiến vào chỗ sâu bên trong lối đi thứ 7. Sau khi đi được một đoạn thì lập tức trông thấy bốn người đứng cản đường ở phía xa. Bốn người đang cản đường này rất quen thuộc với Tống Thư Hàn, toàn thân chúng được bọc kín trong một mảnh vải đen, bên trên mọc ra một đám gai nhọn hoặc, đây chính là chiến sĩ nhiếm biển. Vậy nên, Tống Thư Hàn không chút do dự, rút đao nhào lên, lúc hắn nhìn thấy đối phương thì đối phương cũng đã thấy hắn, hơn nữa. Trên người Tống Thư Hàn có ấn ký kẻ tàn sát nhiếm biển, hắn và chiến sĩ nhiếm biển tựa như nước với lửa, hai bên căn bản không có khả năng hòa giải. Nếu đã như vậy thì cứ tiên hạ thủ vi cường, chẳng sai đi đâu được. Bây giờ Tống Thư Hàn đã có cảnh giới Long Vĩ Đan Điền thứ hai của nhị phẩm rồi, trình độ của đám chiến sĩ nhiếm biển này thì đều là mới vào nhị phẩm, thấp hơn hắn một tiểu cảnh giới. Mặc dù là một đấu bốn, nhưng bản thân Tống Thư Hàn có một đống phù bảo, pháp khí, phần thắng phải 8 phần đổ lên. Tống Thư Hàn, Bá Vương Toàn Phong Trảm, hắn thi triển thân pháp Quân Tử Vạn Lý Hành, sau đó nhanh chóng chém một đao về phía tên chiến sĩ nhiếm biển đứng ngoài cùng bên phải, miệng thì gào Bá Vương Toàn Phong Trảm thế thôi, nhưng thứ đánh ra lại là hỏa diễm đao, điểm này là học được từ đệ tử Sở Gia với đệ tử Hư Kiếm Phái trong trận chiến Đoạn Tiên Đài trước kia, lúc giao chiến chính diện, gào to tên kỹ năng của mình thì có thể tăng mạnh khí thế của bản thân, khiến cho uy lực của chiêu thức tăng lên mấy phần. Nhưng nếu gào tên chiêu thức của mình ra như thế thì sẽ dễ dàng bị đối thủ phá giải. Cho nên, phần lớn tu sĩ trong lúc ra chiêu chiến đấu thì sẽ gào lên một cái tên nào đó nghe trâu bò một tí, thứ nhất là có thể gia tăng khí thế của mình, thứ hai là có thể đạt được mục đích che mắt người khác, thứ ba là nếu như tên tuyệt chiêu của mình nghe cùi bắp quá thì cũng tiện bề nhờ cái tên giỏng kia lấp liếm một chút. Tóm lại, miệng thì gầm lên kiếm nhận phong bao, nhưng thứ dùng lại là giả mang chàng kích. Gặp phải đối thủ ngây thơ không rõ chân tướng thì có thể dễ dàng lừa hắn một vố. Nhưng rất đáng tiếc, bốn tên chiến sĩ nhiếm biển đối diện Thư Hàn căn bản không để mình bị lừa. Hai mắt của chúng đỏ bừng lên, căn bản không hề có lý trí, nên lúc chiến đấu căn bản không cần dùng đầu óc suy nghĩ làm gì. Thấy Tống Thư Hàn chém một đao tới, tên chiến sĩ nhiếm biển đứng phía ngoài cùng bên phải lao lên hùng hục dùng lồng ngực của bản thân để ngăn cản một chiêu hỏa diễm đao kia, cũng giơ tay túm lấy bảo đao bá toái. Muốn tạo ra cơ hội phản kích cho ba tên đồng bọn của mình, đúng là phong cách chiến đấu của chiến sĩ nhiếm biển. Tống Thư Hàn nghĩ thầm, đối mặt với tư thái liều mạng của đám chiến sĩ nhiếm biển này, hắn cũng không hề chùng tay. Hai mắt của Tống Thư Hàn sáng trở lên, mỗi một hành động nhỏ nhất của đám chiến sĩ nhiếm biển kia đều rơi vào trong mắt của hắn. Đồng thời, trong lòng của hắn lại dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ, động tác của bốn chiến sĩ nhiếm biển kia đập vào mắt hắn lại có cảm giác vô cùng chậm chạp. Sơ hở giăng kín khắp nơi, động tác quá chậm, mấy động tác dư thừa trong lúc chiến đấu cũng nhiều nữa, không có thêm pháp phụ trợ, hoàn toàn chỉ dựa vào tốc độ bản năng. Đừng nói là bị bốn người bao vây, tình hình kiểu này thì dù có thêm 10 tên cũng không làm gì được ta. Trong quá trình mượn CPU của Diệt Phượng công tử để tăng cao trình độ lẫn thuần thục với võ học, tiện thể còn hưởng ké được rất nhiều kiến thức căn bản. Hơn nữa, hai ngày nay Tống Thư Hàn còn đang vùi đầu chiến đấu với một đám người khổng lồ nữa. Nhãn lực và kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng đã được tăng lên rất nhiều.
Đối mặt với kiểu chiến đấu dùng mạng đổi mạng của đám chiến sĩ nhiễm biển kia, Tống Thư Hàn lựa chọn kích hoạt cái hộ phù thanh phong gia tốc trên người. Thanh phong gia tốc, một đạo thanh phong xoay tròn quanh người hắn, khiến cho tốc độ của hắn lại tăng thêm rất nhiều. Đao quang lóe lên, tên chiến sĩ nhiễm biển đứng ngoài cùng bên phải thậm chí còn không kịp giơ tay ra đỡ lấy thân đao thì đã bị ngọn lửa cuốn lấy thân thể, thần hình đều bị câu diệt. Cổ tay của Tống Thư Hàn lật nhẹ một cái, trước khi đòn tấn công của ba tên chiến sĩ nhiễm biển khác đánh tới thì hắn đã sớm vận sức chờ phát động Long Vũ Thức trong nghịch lân đao pháp rồi. Đao khí hóa thành hình rồng, bay lượn bốc lên, ken 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 ken. Toàn bộ công kích của ba tên chiến sĩ nhiễm biển kia đều bị Long Vũ Thức cản lại toàn bộ. Bản thân ba tên chiến sĩ nhiễm biển cũng bị lực phản chấn của đao khí bắn văng ra, liên tục lùi lại phía sau. Sau khi bắn ba tên chiến sĩ nhiễm biển kia bay ra, Tống Thư Hàn không đuổi theo, mà nhờ vào thanh phong gia tốc, nhanh chóng chạy vèo về phía chỗ sâu trong cổ mộ, không lãng phí thời gian để dây dưa với đám chiến sĩ nhiễm biển này. Tốc độ của thanh phong gia tốc cộng thêm quân tử vạn lý hành, thoáng cái đã bỏ xa ba tên chiến sĩ nhiễm biển ở lại sau lưng. Cứ như thế, lúc Tống Thư Hàn vọt lên hơn 50 mét nữa thì hắn phát hiện phía trước lại có thêm chiến sĩ nhiễm biển đang chặn đường. Lần này là 10 con chiến sĩ nhiễm biển, con nào con nấy hai mắt đỏ ngầu, nhe nanh múa vuốt nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàn, gờ rào. Tống Thư Hàn há miệng gầm một tiếng, sư hống công cộng thêm năng lực thiên phú là huyễn âm của hắn thì sau khi gầm lên, thân thể của 12 tên chiến sĩ nhiễm biển kia cứng đờ, bị sư hống công chặn đứng. Tống Thư Hàn nhân cơ hội nhảy lên thật cao, phóng ra đầu của 10 tên chiến sĩ nhiễm biển nọ, tác dụng tăng tốc của thanh phong gia tốc vẫn còn chưa biến mất, thế cho nên hắn lại tiếp tục lao thẳng về đích. Cứ như vậy, nhờ vào năng lực của huyễn âm cùng với sư hống công, thanh phong gia tốc cộng thêm quân tử vạn lý hành, Tống Thư Hàn một hơi chạy qua mặt 5 lượt chiến sĩ nhiễm biển chặn đường. Khi hắn gặp phải lượt chiến sĩ nhiễm biển thứ 6 thì số lượng của đám chiến sĩ nhiễm biển cản đường cũng phải cao tới 20 người, đây cũng không phải con số mà nhảy một cái là vượt qua được. Hơn nữa, lúc này hiệu quả của thanh phong gia tốc trên người Tống Thư Hàn đã tản đi, xem ra phải đánh một trận rồi. Tống Thư Hàn nói. 20 tên chiến sĩ nhiễm biển mới bước vào cảnh giới nhị phẩm, cho dù đều ở trong trạng thái điên cuồng thì chỉ riêng bản năng chiến đấu thôi, không cần dùng tới bất kỳ thân pháp, công pháp, võ kỹ gì, đối phó cũng chẳng hề dễ dàng. Vậy cho nên, Tống Thư Hàn vói tay vào trong túi tiền, muốn nhờ vào uy lực của kiếm phù để càn quét 20 tên chiến sĩ nhiễm biển này. Trong lúc Tống Thư Hàn đang định đánh một trận thì phía sau lưng đột nhiên vang lên một trận tiếng gầm điên cuồng và tiếng hét tức giận. Năm đợt chiến sĩ nhiễm biển bị hắn vượt qua lúc trước bây giờ đã tụ lại một chỗ, biến thành một đội quân chiến sĩ nhiễm biển, đang chạy như điên về phía Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn, tự nhiên đã chạy tới hết rồi sao, thiệt cái tình. Bị người ta vượt qua rồi mà không chịu ngoan ngoãn đứng im ở chỗ cũ là sao chứ? Tống Thư Hàn nói thầm, sau đó, hắn quyết đoán móc kiếm phù ra, kích hoạt nó, thế nhưng... Sau khi Tống Thư Hàn hoàn thành quá trình kích hoạt kiếm phù xong thì kiếm phù lại bị kẹt đạn. Không hề bắn ra kiếm khí, chuyện gì thế này? Không phải là đúng lúc vớ phải sản phẩm thất bại của phủ chủ thất sinh phù đấy chứ? Tống Thư Hàn dùng tốc độ nhanh nhất đổi một lá kiếm phù khác, chuẩn bị kích hoạt nó thêm lần nữa. Nhưng lá kiếm phù thứ hai vẫn bị tịt ngòi như cũ. Không phải là do bản thân kiếm phù, chẳng lẽ ở bên trong lục tu tôn giả chi mộ này thì không thể nào dùng được phù bảo sao? Tống Thư Hàn đoán đúng rồi, trước đây thật lâu, có một vị đạo hữu tên Cuồng Đao Tam Lãng gì đó đi thăm dò ngũ tu chân quân chi mộ, cầm theo một lá bảo phù cường đại vô. Cuối cùng, trong lúc tình cờ, Cuồng Đao Tam Lãng đạo hữu mượn nhờ phù bảo cường đại nọ, thiếu chút nữa cho nổ tung ngũ tu chân quân chi mộ năm đó. Ngay cả bản thân Cuồng Đao Tam Lãng thiếu chút nữa cũng bị nổ banh xác. Thế nên, ở trong lục tu tôn giả chi mộ này, có thêm một cái trận pháp dùng để áp chế phù bảo. Tống Thư Hàn đành phải cất phù bảo lại túi. Cầm chặt bảo đao bá toái, biết sớm như thế thì đã gặp đợt nào xử đợt đó rồi, nhưng bây giờ hắn chẳng còn thời gian để mà hối hận là được. Quân đoàn chiến sĩ nhiễm biển gầm lên, điên cuồng nhào về phía Tống Thư Hàn. Móng vuốt, hàm răng, gai nhọn, mỗi một bộ phận trên thân thể của chúng đều có thể hóa thành vũ khí cường đại. Nghịch lân đao pháp, long toàn thức, đao khí biến thành long lân, hoàn toàn bao vây Tống Thư Hàn. Tuy rằng số lượng chiến sĩ nhiễm biển hơi nhiều thật, nhưng số lượng có thể tấn công Tống Thư Hàn cùng một lúc cũng có hạn, còn công kích đánh được về phía thằng. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàn cũng bắt đầu phản kích, kim cương bản bản quyền pháp, hỏa diễm đao, sư tử hống, còn có cả cương thủ mà ngày hôm qua hắn mới học được chút ít đều bị thi triển ra hết.
Sau khi khổ chiến một trận, Tống Thư Hàng vất vả lắm mới giải quyết xong toàn bộ chiến sĩ nhiễm biển kia. Trạng thái của đám chiến sĩ nhiễm biển này không đúng lắm, hai mắt ngập tràn tơ máu, không hề biết phối hợp với nhau, chỉ biết dựa vào bản năng để tấn công, tuy rằng có được cảnh giới cấp bậc nhị phẩm, nhưng sức chiến đấu mà bọn chúng thật sự phát huy ra được chỉ e là còn không bằng một tu sĩ 3-4 khiếu của nhất phẩm nữa, cho nên tuy rằng số lượng có nhiều thật, nhưng vẫn bị Tống Thư Hàng giết sạch sẽ. Mà sau khi giải quyết xong đám chiến sĩ nhín biển kia thì hoàn toàn không có thi thể để lại, chúng biến thành hỏa diễm và lôi điện bay lên cao, hóa thành một phần của lôi hỏa phía trên lối đi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua lôi điện và ánh lửa trên đầu, quả nhiên cái đám chiến sĩ nhím biển ban nãy không phải là vật sống, mà là do lục tu tôn giả chi mộ này dùng cách đặc biệt nào đó để mô phỏng ra thôi. Chẳng lẽ chiến đấu với đám chiến sĩ nhím biển này thì sẽ có ý nghĩa đặc biệt gì à? Thôi kệ đi, không cần phải nghĩ nhiều làm gì, trước tiên phải đi hết cái lối đi số 7 này cái đã. Nói không chừng sau khi tiến vào trong chỗ sâu nhất thì sẽ lấy được đáp án nào đó. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng tiếp tục đi vào sâu bên trong. Lần này, hắn cũng thành thật qua từng ải, gặp đợt chiến sĩ nhiễm biển nào thì xử lý đợt đó. Sau khi giải quyết xong 10 lượt chiến sĩ nhiễm biển thì Tống Thư Hàng cũng bước vào trong thạch thất có chứa lục tu tôn giả chi mộ kia. Thạch thất khổng lồ vô cùng đơn sơ cùng với chiếc quan tài được đúc bằng vàng. Hơn nữa, ngay khi Tống Thư Hàng bước vào trong thạch thất thì lập tức cảm giác chân khí trong cơ thể của mình được tăng vọt. Là 7 sao? Không, không phải là 7. Đây là phúc lợi sau khi qua được lối đi kia, nhưng cái phúc lợi này tới không đúng lúc tí nào cả, suối quẩy quá đi mất. Trong lòng Tống Thư Hàng chua xót nghẹn ngào, hắn đã trải qua Thái Sơn Phong ấn pháp, sau đó lại phải chiến đấu tròn 2 ngày với 100 người khổng lồ kia, vất vả lắm mới tăng thể chất lên một đoạn, khiến cho chân khí trong khí hải đan điền không còn cảm giác như bị căng phình lên nữa. Nhưng nào ngờ, hắn vừa mới giải trừ cái nguy cơ chân khí bạo thể xong, thì lập tức gặp được kỳ ngộ, khiến chân khí trong cơ thể tăng lên cái vèo, đan điền khí hải lại ẩn ẩn phình lên đau nhói, toàn thân giống như có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, khó chịu quá, đau chết mất, sắp nổ rồi, không phải là ta sẽ bỏ mạng ở đây đấy chứ. Trong lúc suy tư thì cổ quan tài bằng vàng trong thạch thất mở ra, thân ảnh xác ướp nọ cũng bò ra khỏi quan tài, bay tới bên cạnh Tống Thư Hàng. Trong nháy mắt khi xác ướp này bay ra thì Tống Thư Hàng giống như bị trúng phải thuật định thân vậy. Ngoại trừ con mắt ra thì toàn thân không thể cục cựa được chút xíu nào. Xác ướp bay tới bên cạnh Tống Thư Hàng, giơ tay bắt đầu lật mí mắt của hắn lên ngó nghiêng, nặng mũi, sờ tai, kéo miệng, lại còn cậy cả miệng của hắn ra xem lưỡi nữa. Sau khi xem xét ngũ quan xong, thân ảnh xác ướp nọ lại xem tay cho Tống Thư Hàng. Xem tay xong thì thân ảnh đó lại dựng ngược Tống Thư Hàng ra đắt, xách hai chân hắn lên, tháo giày hắn ra để xem cả bàn tay. Lúc này Tống Thư Hàng cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Lúc này hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong. Sau khi xem chân xong, thân ảnh xác ướp nọ đột nhiên cảm thán mà rằng, chân cũng được lắm. Nhưng tiếc thay, sao lại là được rựa chứ? Tống Thư Hàng, nếu như ta mà là nữ thì bây giờ ta đã tố cáo ngươi tội quấy rối rồi nhá. Sau khi buông hai chân của Tống Thư Hàng ra, xác ướp đó lại bay về bên cạnh cái quan tài màu vàng nọ, cầm cái mai rùa kia ra, nhét 8 đồng xu vào, lại đánh mớ phù văn về thông tin mặt mày. Tay chân của Tống Thư Hàng vào trong mai rùa chuyển động, xoay tròn mấy vòng, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Sau khi đồng tiền kia rơi xuống, xếp thành hai hàng chỉnh tề, mỗi bên 4 đồng, đúng là một quẻ bói kỳ lạ. Thân ảnh xác ướp nọ nhìn chằm chằm vào quái tượng nọ cả buổi trời, rơi vào trạng thái trầm tư, sau đó mới giơ tay bấm thử. Một lúc sau, xác ướp kia lại lướt về bên cạnh Tống Thư Hàng, tiểu tử kia, tuy rằng ngươi là nam, nhưng ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ. Hơn nữa hình dạng đôi chân của ngươi không tồi. Khụ khụ, Tống Thư Hàng, khụ, nói thế nào đây nhỉ, ta không thể tính rõ được duyên phận giữa ta và ngươi. Quý tượng này một nửa là rất có duyên, một nửa khác là không hề có duyên. Nói thật, quái tượng kỳ lạ thế này, ta cũng không biết phải giải kiểu gì nữa. Thân ảnh xác ướp kia nói, Tống Thư Hàng, cái thứ quái tượng này có đáng tin không? Nói đến xem quẻ. Tống Thư Hàng lập tức nhớ ngay đến đồng quái tiên sư tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, ai cũng bảo quẻ bói của đồng quái tiên sư phải xem ngược lại mới được. Nhưng lỡ như, đồng quái tiên sư cũng cho ra một đáp án hoàn toàn trái ngược với cái quái tượng này thì phải xem ngược kiểu gì đây? Nghĩ thôi cũng thấy hay ho rồi. Lúc này, xác ướp kia lại nói tiếp, thế này đi nhé tiểu tử, nể tình cặp giò của ngươi không tệ, chi bằng chúng ta ký kết khế ước, trở thành bát tu có được không?
Nếu như có thể thì ngươi không cần phải nể mặt cặp giò của ta đâu. Tống Thư Hàn bắt đầu kinh bỉ thầm trong bụng. Hơn nữa, ý tứ để lộ ra từ trong lời nói của xác ướp này khiến cho hắn để ý đến hai từ bát tu nọ. Ký kết khế ước, trở thành bát tu sao? Có ý gì đây? Trong đầu Tống Thư Hàn lập tức nghĩ ra rất nhiều thứ. Phân thân Bạch Ngọc Sư Tử tứ tu của thất tu tôn giả, trong nhóm cửu châu số một từng có tiền bối đi thăm dò ngũ tu chân quân chi mộ, bây giờ bọn họ lại đang thăm dò lục tu tôn giả, lại còn cả thất tu tôn giả nữa. Tống Thư Hàn ẩn ẩn đoán được một khả năng, chẳng lẽ tứ tu, ngũ tu, lục tu, thất tu tôn giả đều đã từng ký kết khế ước với người nào đó, trở thành XXX tu sao? Sau đó, nếu như mình ký kết khế ước thì mình cũng có thể biến thành bát tu. Nhưng tại sao Bạch Ngọc Sư Tử tứ tu lại biến thành phân thân của thất tu tôn giả chứ? Lúc này, xác ướp kia lại giơ tay ra túm lấy mớ băng vải trên tay mình kéo thật mạnh xuống. Sau khi băng vải trên người của xác ướp kia bị lột xuống hết thì lộ ra chân thân thật sự ở bên trong xác ướp. Bên dưới lớp băng vải dày đó là một cô gái đầy ưu nhã. Cô gái mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tà váy xẻ lên giữa đùi, vừa gợi cảm lại ưu nhã. Trên váy được thêu vô số hình bướm bướm. Hơn nữa mấy hình bướm bướm này cư nhiên đều có thể hoạt động, đang tung tăng bay múa trên chiếc váy đó. Cô gái này có một mái tóc dài tựa như vàng ròng, vô cùng lóa mắt. Lông mi, lông mày của cô cũng ánh lên màu vàng. Khi cô mở mắt ra, ngay cả đồng tử cũng là màu vàng. Tống Thư Hàn lập tức nhận ra cô, đây đúng là cô gái tóc vàng vừa ra tay đã hạ gục 14 tu sĩ kim đan của tiểu đội Thiên Nham Tán Nhân và Vô Cực Ma Tông ở trước cửa động phủ của thất tu tôn giả, lục tu tôn giả. Tống Thư Hàn bật thốt lên tiếng, lúc cô gái tóc vàng kia tháo lớp băng vải xuống thì hiệu quả của định thân thuật trên người hắn đã bị giải trừ. Chẳng lẽ cô gái này chính là lục tu tôn giả, nhưng cô ấy vẫn còn sống mà. Tống Thư Hàn có thể cảm ứng được khí tức sinh mệnh cường đại trên người cô ta, đây tuyệt đối không phải con rối, cương thi hay oán quỷ gì cả. Nếu đã còn sống thì tại sao lại xây nên một cái lục tu tôn giả chi mộ làm gì kia chứ, lại còn tự chôn mình ở trong quan tài màu vàng kia nữa chứ. Chẳng lẽ đây là sở thích cá nhân của cô ấy à? Đúng vậy, ta chính là lục tu. Cô gái tóc vàng kia thản nhiên nói, ngoài ra, tuy rằng ta đã từng đạt đến cảnh giới tôn giả, nhưng bây giờ thực lực của ta bị hạn chế ở cảnh giới chân quân lục phẩm. Vậy tiểu tử này, ngươi có hứng thú ký kết khế ước, trở thành bát tu không? Vấn đề này. Trong ngôi mộ cách vách, lục tu cũng đang hỏi Sở Sở. Cô gái tóc vàng lục tu tôn giả kia đã từng đạt đến cảnh giới tôn giả thất phẩm, nhưng không biết lý do vì sao lại rớt xuống cảnh giới chân quân lục phẩm, cuối cùng còn xây lên cả lục tu tôn giả chi mộ cho chính bản thân mình, rồi chôn bản thân ở trong đó. Sau đó, lại do thất tu tôn giả đại biểu cho tứ tu, lục tu, và các ít tu còn lại, hành tẩu trên thế gian. Nói cách khác, nếu như lập khế ước trở thành bát tu thì tương lai một ngày nào đó mình cũng sẽ thay thế cho thất tu tôn giả. Lúc này, cô gái tóc vàng kia lại hỏi tiếp, sao hả? Có muốn ký kết khế ước hay không? Tống Thư Hàn trả lời, lục tu tiền bối, ít nhất thì trước tiên ngài cũng phải giải thích cho ta biết bát tu kia là thế nào mới đúng chứ. Hắn còn chưa hiểu đầu cô ta nheo thế nào đây, thì sao mà dám ký kết khế ước bậy bạ được chứ? Ta biết ngay là ngươi sẽ hỏi vấn đề này mà. Cho nên ta đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Cô gái tóc vàng kia vói tay vào trong áo của mình moi moi một lúc, lấy ra một viên bảo thuật có chứa ấn ký pháp thuật. Đây là một thứ phát minh ra đời trước khi có máy chụp ảnh, tu sĩ dùng nó để ghi lại hình ảnh. Tìm được rồi, may mà ta còn giữ lại, tuy rằng hơi lâu đời rồi, nhưng vẫn còn xem được. Cô gái tóc vàng kia nói. Nói xong, lục tu mở viên bảo thạch pháp thuật kia ra, chiếu ra một bức ảnh cổ mộ. Nó cũng là một ngôi mộ bằng đá đơn sơ, nhưng quan tài trong ngôi mộ đó lại dùng bạc để tạo thành. Trong ngôi mộ đó có treo một tấm biển. Bên trên viết, ngũ tu chân quân chôn cất thân trong quá khứ ở nơi này, là mộ của ngũ tu chân quân. Trong bức ảnh kia, cái nắp của quan tài từ từ dịch ra, có một đạo thân ảnh chui ra từ trong quan tài đó. Thân ảnh kia có nụ cười thản nhiên, trông rất đổi bình dị gần gũi. Khi người trong quan tài xuất hiện thì Tống Thư Hàn lập tức bật thốt, Giáng Trần chân quân. Đạo thân ảnh chui ra từ chiếc quan tài bằng bạc kia đúng là Giáng Trần chân quân tiền bối trong nhóm cửu châu số 1. Tống Thư Hàn nhớ rõ Giáng Trần chân quân là một vị tiền bối rất kiên nhẫn. Trước đây không lâu, các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 cùng nhau đánh huyết ma, chính là vị Giáng Trần chân quân này đứng ở bên cạnh Tống Thư Hàn, giải thích tình hình chiến đấu cho hắn nghe. Sau đó, lúc bắt đầu cuộc đua xe máy kéo, Giáng Trần chân quân lọt vào top 5,
bây giờ đang đi theo Bạch Tôn Giả cùng thám hiểm cái di tích thượng cổ kia rồi. Giáng Trần Chân Quân cư nhiên lại là ngũ tu sao? Giáng Trần Chân Quân. À. Ngươi nói chính là con cháu hơn 30 đời của ngũ tu ấy à, tên nhóc kia cũng khá lắm, tuổi còn trẻ mà đã trở thành chân quân rồi. Cô gái tóc vàng thuận miệng đáp, Tống Thư Hàn, con cháu hơn 30 mấy đời rồi mà còn giống nhau được như thế. Gen di truyền của vị ngũ tu này phải bá đạo đến cỡ nào chứ? Có khi nào cả dòng họ nhà Giáng Trần Chân Quân từ ông cha đến chú bác đều trông giống nhau như đúc thế không nhỉ? Trong bức ảnh, lão tổ ngũ tu của Giáng Trần Chân Quân lơ lửng trên chiếc quan tài bằng bạc kia, đưa mắt nhìn về phía một vị tu sĩ trẻ tuổi, giống như đang kiên nhẫn giải thích việc gì đó. Tống Thư Hàn nhìn qua thì phát hiện vị tu sĩ trẻ tuổi kia chính là Thất Tu Tôn Giả. Bất quá, Thất Tu Tôn Giả ở trong bức ảnh nọ còn rất trẻ, cảnh giới tu vi thì đang ở tầm tiên thiên tứ phẩm đổ lên, bởi vì Thất Tu Tôn Giả ở trong bức ảnh kia còn đang cưỡi trên phi kiếm, ngự kiếm phi hành. Đây là cảnh tượng lúc Thất Tu Tôn Giả đang thăm dò ngũ tu chân quân chi mộ, trước khi ký kết khế ước để trở thành Thất Tu sao. Lúc này, ngũ tu trong bức ảnh bắt đầu giải thích, Thất Tu cũng không phải một loại chức nghiệp, ký kết khế ước cũng không phải do ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nói đúng hơn, ngũ tu cũng thế, lục tu cũng vậy, Thất Tu cũng được. Đây không phải đạo hiệu hoặc nghề nghiệp truyền đời trong dòng họ sư môn gì cả, nó là một kiện đạo khí, cũng giống như đứa cháu đời thứ 30 mấy của hắn là Giáng Trần Chân Quân, ngũ tu cũng là một người đàn ông có tính kiên nhẫn, giải thích mọi việc rất kỹ càng. Đạo khí, Thất Tu Tôn Giả trẻ tuổi trong bức ảnh đần mặt ra, Tống Thư Hàn đang xem cũng đần mặt ra, ít tu là một kiện đạo khí. Tuy rằng không biết đạo khí là cái gì, nhưng chắc cũng là một loại pháp bảo ấy nhỉ. Nhưng nó có quan hệ gì với pháp bảo đây? Ngũ tu chân quân lại tiếp tục giải thích, kiện đạo khí này có tên là cửu tu phượng hoàng đao, trên thân đao có phong ấn cửu chuyển, mỗi một chuyển đủ để tăng cường uy lực nhất phẩm. Lúc bản tọa nhận lấy cửu tu phượng hoàng đao từ tay của tứ tu thì nó có uy lực ngũ chuyển, bản tọa một mực tế luyện nó tới uy lực của lục chuyển, công thành viên mãn, thì giao nó lại cho lục tu, để cho lục tu tiếp tục tế luyện đao này. Trong bức ảnh, Thất Tu Tôn Giả lúc còn trẻ lại nói, nói cách khác, sau khi kế thừa đạo hiệu thất tu xong thì ta phải kế thừa thanh cửu tu phượng hoàng đao này, sau đó tiếp tục tế luyện nó, đợi cho sau này có một ngày ta công thành viên mãn thì lại chuyển nó cho bác tu. Đúng là như thế. Ngũ tu chân quân gật đầu nói, như vậy, ngươi có muốn ký kết khế ước với ta hay không? Chỉ cần ký kết khế ước thì đạo khí cửu tu phượng hoàng đao trong truyền thuyết sẽ trở thành của ngươi. Không thèm. Thất Tu Tôn Giả từ chối. Sau khi kế thừa cái đạo hiệu thất tu này xong thì không chỉ tốn công để tế luyện thanh cửu tu phượng hoàng đao kia, lại còn phải bị thanh đao này hạn chế, tương lai còn phải giao lại thanh cửu tu phượng hoàng đao này cho người ta. Trong quá trình này, ta có thể nhận được lợi ích gì chứ? Ha ha, nếu như không có chỗ tốt gì có thể đã động được tu sĩ thì sao bọn ta có thể cam tâm tình nguyện kế thừa thanh cửu tu phượng hoàng đao này được chứ? Ngũ tu chân quân cười lớn. Lúc ngươi chính thức tiếp nhận thanh cửu tu phượng hoàng đao này thì ngươi có thể lấy được một quyển cửu chuyển phượng hoàng công đầy đủ từ bên trong đạo khí. Đây là một bộ công pháp đủ để cho ngươi tấn thăng lên đến kiếp tiên cửu phẩm, không có sai sót gì. Ngoài ra, sau khi ngươi trở thành chủ nhân của đạo khí thì còn có thể thể nghiệm kinh nghiệm và tâm đắc của vài vị chủ nhân đời trước của cửu tu phượng hoàng đao nữa. Chẳng khác gì nói, cầm cửu tu phượng hoàng đao thì có thể mở ra được một con đường đi lên tới đỉnh cao của tu sĩ cả. Ngoài ra, trong quá trình tu sĩ chúng ta tu luyện, không thể nào tránh khỏi việc phải gánh chịu thiên kiếp vô tình, một khi trong quá trình độ kiếp xảy ra chút sai lầm nào, thì sẽ bị kiếp hỏa quấn thân, vạn kiếp bất phục. Ngũ tu chân quân thở dài, trong bức ảnh, Thất Tu Tôn Giả trẻ tuổi âm thầm gật đầu, thiên kiếp chính là thứ mà tu sĩ sợ nhất trên con đường tu luyện, cũng là kiếp nạn không thể nào tránh khỏi, từ xưa tới nay, chí ít cũng có hơn một phần tư tu sĩ không thể sống hết tuổi thọ, mà là chết ở dưới thiên kiếp, chỉ cần ngươi có được đạo khí cửu tu phượng hoàng đao thì dù tương lai có một ngày ngươi độ kiếp thất bại đi nữa cũng sẽ không bị thần hình câu diệt. Đương nhiên, tuy rằng không bị thần hình câu diệt, nhưng vì giấu giếm thiên đạo, sau khi độ kiếp thất bại thì người nắm giữ cửu tu phượng hoàng đao cũng phải trả một cái giá lớn. Ngũ tu chân quân nói đến đây thì Tống Thư Hàn đã hiểu cái giá lớn đó là gì. Cái giá lớn đó chắc chính là giống như Bạch Ngọc Sư Tử tứ tu vậy, bị cửu tu phượng hoàng đao che chở, nhưng vẫn sẽ bị hạn chế cảnh giới tu vi, trở thành một tồn tại giống như phân thân. So với thần hình câu diệt thì vẫn tốt hơn nhiều, nhưng không cần lo lắng, cho dù phải trả một cái giá đắt, nhưng vẫn có cách để lấy lại.
Ngũ Tu Chân Quân mỉm cười nói, phải trả giá đắt còn có cách để cứu vãn, cửu tu phượng hoàng đao này quả là thần khí bảo mệnh khi độ kiếp, Ngũ Tu tiền bối, ngài cũng độ kiếp thất bại nên ở lại đây à. Trong hình ảnh, Thất Tu tôn giả trẻ tuổi hỏi, cũng không phải thế. Ngũ Tu Chân Quân lắc đầu cười nói, thứ mà ta để lại ở cổ mộ này là một phân thân đặc biệt được tách ra, bản tôn của ta năm đó độ kiếp thành công, tấn chức lên chân quân, cũng đã tế luyện cửu tu phượng hoàng đao lên lục phẩm và giao nó cho lục tu rồi. Có thể nói là công thành lui thân được, thế cho nên bản hiệu trong mộ đá mới viết là Ngũ Tu Chân Quân chôn cất thân trong quá khứ ở nơi này. Thân trong quá khứ ấy chính là phân thân đặc thù mà Ngũ Tu Chân Quân nói. Cho dù không có cửu tu phượng hoàng đao thì Ngũ Tu Chân Quân cũng có cửu chuyển phượng hoàng công hoàn chỉnh. Nếu không phải giờ đây hắn đã ngã xuống thì có lẽ đã lên tới huyền thánh bát phẩm, thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa rồi. Vậy ngươi có muốn ký kết khế ước không, hả người trẻ tuổi? Ngũ Tu Chân Quân lại hỏi, trong hình ảnh, Thất Tu tôn giả trẻ tuổi trầm tư hồi lâu, được. Cuối cùng hắn cũng quyết định, lựa chọn kế thừa danh hiệu Thất Tu, nắm giữ cửu tu phượng hoàng đao. Đến ngày hôm nay hắn đã tấn chức lên tôn giả thất phẩm, chỉ còn cách huyền thánh bát phẩm có một chút mà thôi. Cửu tu phượng hoàng đao trong tay hắn cũng đang loanh quanh ở ranh giới của chuyển tiếp theo, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào bát chuyển. Hình ảnh của pháp thuật thác ấn dừng lại ở đó. Tống Thư Hàn về phía cô gái tóc vàng, xem ra lục tu cũng độ kiếp thất bại nên thực lực mới hạ xuống cảnh giới chân quân lục phẩm. Lục tu nhìn lại Tống Thư Hàn rồi hỏi, vậy bây giờ ngươi có ký khế ước để trở thành bát tu không? Tống Thư Hàn suy nghĩ một lát rồi hỏi lại, lục tu tiền bối, nếu kế thừa cửu tu phượng hoàng đao thì có hạn chế gì ngoài những cái lợi nhận được không? Nếu kế thừa đạo khí này có được nhiều điểm tốt như vậy, thì cũng phải có hạn chế hay khuyết điểm gì đó chứ? Lục tu lắc đầu, có lẽ là có hạn chế, thế nhưng trong quá trình ta chấp chưởng cửu tu phượng hoàng đao thì không thấy có hạn chế nào xuất hiện cả. Có điều, trong thời gian chấp chưởng đạo khí, thì uy lực của thiên kiếp phải chịu trong mỗi lần độ kiếp sẽ tăng lên vài phần. Đây có được coi là khuyết điểm không? Ta hiểu rồi, vậy lục tu tiền bối à, chúng ta phải ký khế ước thế nào đây? Tống Thư Hàn hỏi, so với một quyển công pháp hoàn chỉnh có thể tu luyện đến kiếp tiên cửu phẩm và những kinh nghiệm tâm đắc của tiền nhân, thì việc uy lực của thiên kiếp tăng mạnh đúng là chẳng đáng giá để nhắc tới. Từ khoảnh khắc bắt đầu lựa chọn tu tiên, Tống Thư Hàn đã chuẩn bị xong tâm lý đối mặt với nguy hiểm tử vong rồi. Bước trên con đường tu chân này mà chẳng có nổi chút máu liều ấy thì chi bằng về làm ruộng cho xong. Ta biết ngươi sẽ lựa chọn ký khế ước mà. Lục tu cười nhẹ rồi lấy một thứ như quyển trục ra từ trong ngực. Quyển trục mở ra, bên trong chi chít toàn chữ. Mà bên dưới ô vuông ghi bát tu đã có vô số đạo hiệu được ghi. Trong đó còn có ba cái tên mà Tống Thư Hàn quen thuộc. Cùng đao tam lãng tiền bối, đồng quái tiên sư tiền bối và tuyết lan động chủ. Ba vị tiền bối này từng lần lượt đi vào thám hiểm trong mộ của Ngũ Tu Chân Quân. Tống Thư Hàn xem tới đây thì hiểu ra tất cả những cái tên ấy đều là người dự bị của bát tu cả. Sau khi Thất Tu tôn giả độ kiếp thăng cấp lên huyền thánh bát phẩm, thì sẽ chọn ra một vị từ trong những thành viên dự bị bát tu ấy để kế thừa cửu tu phượng hoàng đao, trở thành bát tu. Khi Tống Thư Hàn đang cầm bút chuẩn bị viết tên mình xuống, thì có một cái tên đột nhiên xuất hiện trên quyển trục, chữ viết rất đẹp, là tên của Sở Sở. Sở Sở cô nương cũng lựa chọn trở thành thành viên dự bị của bát tu. Cũng đúng, nếu so với mình có được nhóm cửu châu số 1, thì lực hấp dẫn của cửu tu phượng hoàng đao đối với Sở Sở còn lớn hơn nhiều. Tống Thư Hàn mỉm cười rồi nhấc bút viết ba chữ Tống Thư Hàn lên quyển trục. Xong rồi. Hắn buông bút, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Lục tu vươn tay chuẩn bị thu lại quyển trục ở chỗ Tống Thư Hàn. Xong đúng lúc này, ba chữ Tống Thư Hàn trên quyển trục lại bốc hơi mất. Trong con ngươi vàng kim của lục tu lộ vẻ nghi hoặc, ủa, sao lại thế này? Tống Thư Hàn hỏi, lục tu hỏi lại, ngươi viết sai tên mình à, ba chữ Tống Thư Hàn, không sai mà. Tống Thư Hàn nói, tên này là tên hắn đã viết cả ngàn vạn lần rồi, làm sao mà sai được chứ? Lục tu chớp đôi mi vàng ống, đoạn nói, ngươi có đạo hiệu chưa? Thử viết đạo hiệu xem nào, đạo hiệu. Được rồi, phải viết hết à? Tống Thư Hàn hỏi, lục tu, đạo hiệu thì đương nhiên phải viết đủ chứ. Thế là Tống Thư Hàn gật đầu, sau đó múa bút thành văn viết lên quyển trục một đống tên. Xếp theo thứ tự từ đạo hiệu Kim Cương Quân Tử Đao của ngày thứ hai, đến Bá Đao Tống Nhất của thứ ba, Một Đạo Nhân vào thứ tư, Bạch Kình Đao Khách cho thứ năm, Thư Sơn Cư Sĩ của thứ sáu, Tầm Đạo Thư Sinh vào thứ bảy và Thiện Tâm Tu Sĩ của chủ nhật. Lục tu,
Ai da, quên mất thằng nhóc trước mặt này có đến 7 cái đạo hiệu. Nhìn xem, nó chiếm mất luôn 7 dòng tên rồi. Tiền bối, viết xong rồi à? Tống Thư Hàn buông bút xuống. Thế nhưng hắn vừa đặt bút xuống thì 7 đạo hiệu mà hắn mới viết xong đã bắt đầu biến mất. Thiện tâm tu sĩ, tầm đạo thư sinh, thư sơn cư sĩ, bạch kình đao khách, cái nọ nối cái kia lũ lượt bốc hơi. Cuối cùng chỉ để lại một cái đạo hiệu, bá đao tống nhất, Tống Thư Hàn. Ý gì đây? Chẳng lẽ ý chí của thiên địa chỉ thừa nhận mỗi một đạo hiệu bá đao tống nhất của hắn thôi sao? Tại sao lại không thừa nhận cả tên gốc Tống Thư Hàn cơ chứ? Có tin hắn lộn cái bàn ngay đây không? Đạo hiệu này rõ ràng chỉ là góp cho đủ số vì nể mặt bạch tiền bối mà thôi, hắn còn đang định ít lâu nữa xóa bén nó đi mà. Bá đao tống nhất, đạo hiệu hay lắm. Lục Tu khích lệ. Thế nhưng đôi mi vàng ống đang rung lên lại bán đứng ý nghĩ chân thực trong lòng cô. Tống Thư Hàn vất vả lắm mới đè được xúc động xé tan quyển trục xuống. Lục Tu vươn tay nhận lấy quyển trục, cuộn lại rồi cất vào trong ngực. Khế ước hoàn thành. Thư Hàn tiểu hữu và cô có duyên phận rất kỳ quái. Nếu một ngày kia hắn trở thành bát tu thì sẽ thú vị lắm đây. Ngay khi Lục Tu khép quyển trục lại thì đạo hiệu bá đao tống nhất trên nó cũng đã biến mất một nửa. Hai chữ bá đao biến mất tiêu, chỉ còn lại hai chữ tống nhất. Cả Lục Tu và Tống Thư Hàn đều không nhìn thấy cảnh ấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lục Tu duỗi lưng lười biếng. Nhìn Tống Thư Hàn, cô đột nhiên nhớ ra một việc. Chân khí trong người Tống Thư Hàn tăng vọt vì lối đi trong cổ mộ, hắn đang mấp mé ranh giới nổ tung rồi. Trước khi hắn rời khỏi cổ mộ, phải nghĩ cách xử lý chân khí tăng vọt trong cơ thể hắn mới được. Bằng không vừa rời cổ mộ, mất đi sự áp chế của trận pháp trong mộ thì Tống Thư Hàn sẽ nổ tan xác mà chết thật chứ không đùa. Trong mộ của Lục Tu có rất nhiều trận pháp trấn áp mộ thất. Thế mà khi Tống Thư Hàn ở trong mộ, chân khí đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi, sắp làm nổ tung khí hải đan điền. Nếu hắn rời khỏi phạm vi của cổ mộ này thì chắc chắn sẽ nổ bục một tiếng thành một quả pháo hoa sáng chói. Lục Tu nhìn Tống Thư Hàn chầm chầm mà nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Tống Thư Hàn cảm thấy ánh mắt của Lục Tu cứ khó coi thế nào ấy, ánh mắt cô nhìn hắn cứ như đang nhìn một bệnh nhân sắp chết vậy. Tiền bối, trên người ta có vấn đề gì sao? Tống Thư Hàn hỏi. Lục Tu gật đầu, có chút vấn đề thật. Ta đang suy nghĩ xem nên xử lý vấn đề trên cơ thể ngươi thế nào để tránh cho ngươi vừa ra khỏi đây đã nổ tung đây. Ta không muốn đeo cái tội giết người đâu. Tống Thư Hàn hỏi, vì chân khí tăng vọt trong người ta sao? Lục Tu lại gật đầu. Tiền bối, người có cách nào để giải quyết không? Chẳng lẽ phải phong ấn chân khí trong cơ thể hắn lại sao? Coi như ngươi may mắn vì hôm nay gặp được ta. Lục Tu nói, dứt lời, cô chỉ vào chiếc quan tài vàng kim của mình, thấy nó không? Tống Thư Hàn, có, nằm vào đó đi. Chiếc quan tài này được tạo ra từ vật chất đặc thù ở gần mặt trăng có thể tăng cường thể chất của tu sĩ mà ta thu thập suốt trăm năm nay, phối hợp với 13 loại tài liệu quý giá khác. Vào đó nằm đi, hiệu quả sẽ không kém gì việc ngươi vật lộn với đám người khổng lồ ở không gian trọng lực gấp 5 lần đâu. Lục Tu nói, cảnh giới của cô bị hạn chế ở chân quân lục phẩm, thế nhưng thân thể của cô vẫn còn đường cường hóa. Hơn nữa vốn dĩ cô tu luyện một công pháp luyện thể, chỉ cần chịu khó thì cường độ thân thể của cô hoàn toàn có thể cường hóa lên tới cấp bậc tôn giả thất phẩm. Cho nên trước khi thu lại giá đắt phải trả và giải trừ hạn chế cảnh giới, thì thứ mà cô muốn cường hóa mạnh mẽ hơn cũng chỉ có cơ thể mà thôi. Quan tài vàng kim này mới được cô tạo ra cách đây không lâu. Nó đã có hiệu quả tăng cường đối với cả nhục thân của chân quân lục phẩm, thì với một tu sĩ nhị phẩm con như Tống Thư Hàn, hiệu quả ấy lại càng cao hơn nhiều. Tống Thư Hàn nhìn chiếc quan tài vàng kim kia, tuy biết chiếc quan tài này có công năng cường hóa thể chất của mình, thế nhưng nhìn cái ngoại hình này thì chẳng muốn chui vào gì hết. Lục Tu đã mở nắp quan tài rồi chuyển rất nhiều thứ từ bên trong ra, nào là mai rùa, tiền đồng, đồ ăn vặt, còn có cả đài, tivi và máy tính nữa chứ. Cuối cùng Tống Thư Hàn còn nhìn thấy cả một bộ định tuyến không dây. Khỏi cần nói cũng biết đây lại là một sản phẩm khoa học kỹ thuật của tu sĩ, dùng để lên mạng trên vũ trụ đây mà. Lục Tu nói với Tống Thư Hàn, còn không mau qua đây. Tống Thư Hàn cắn chặt răng cố gắng chui vào quan tài vàng kim. Gì mà như anh dũng hy sinh thế, nếu không sợ ngươi vừa bước ra ngoài đã nổ tung thì còn lâu ta mới cho ngươi hưởng dụng cái quan tài vàng của mình nhé. Lục Tu nói xong bèn cầm nắp quan tài đậy vào. Trong quan tài vàng tối om lại, đến cả âm thanh bên ngoài cũng bị nắp quan tài ngăn trở. Chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo và tĩnh mịch, còn đáng sợ hơn bị giam trong phòng tối. Đã thế lúc này đây Tống Thư Hàn không thể tu luyện chân khí, cũng không thể nào minh tưởng được,
chỉ có thể mở mắt đờ ra bên trong quan tài, không biết mình phải ở trong quan tài vàng bao lâu. Sau khi nằm được 3 phút, Tống Thư Hàng lấy chiếc di động đã được Bạch Tôn Giả sửa chữa ra, vừa mở ra thì phát hiện bên cạnh có tín hiệu Wi-Fi, đã thế còn không cài mật khẩu, thế là Tống Thư Hàng kết nối Wi-Fi rồi lên mạng. Lên mạng được là không sợ chán rồi, nhóm Cửu Châu số 1, Hiến Công cư sĩ, không được rồi, vẫn chẳng có tin tức gì của Long Ma cả, có đạo hữu nào có tình báo gì không? Bắc Hà Tán Nhân, gần đây vẫn không có Long Ma đáp xuống. Phải rồi, Hiến Công tiền bối, ngài đã đăng tin lên mạng giao dịch chưa? Hiến Công cư sĩ, đăng rồi, nhưng mà mua bán trên mạng lắm, lừa đảo lắm. Ta đăng ký một tài khoản mới lên giao dịch, chẳng bao lâu sau đã có hai đứa ngốc coi ta là gà con, dùng mấy loại thiên ma huyết giả làm Long Ma huyết. Mấy thằng ranh liều lĩnh đó bị ta túng được, phong ấn tu vi, ném vào chuồng linh thú nuôi linh thú heo cho ta rồi. Bắc Hà Tán Nhân, trong giới tu chân này luôn có những loại người tìm chết phong phú như thế đó. Hiến Công cư sĩ nói tiếp, nếu có đạo hữu nào có tin tức gì về máu Long Ma thì liên hệ với ta nhé, thu mua giá cao. Hiến Công tiền bối yên tâm đi, nếu có tin tức gì nhất định ta sẽ báo cho ngài biết. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nói, các đạo hữu đang online trong nhóm Cửu Châu số 1 đều lần lượt tỏ vẻ nếu có tin thì sẽ báo cho Hiến Công cư sĩ ngay. Tống Thư Hàng thở dài não ruột, máu của Long Ma à. Nếu hắn có thể có được máu của Long Ma rồi mang cho Hiến Công cư sĩ tiền bối, để ông phối Long Ma dược tề, thì chỉ cần uống một ngụm là thể chất đã tăng thẳng lên đẳng cấp tam phẩm rồi. Đến lúc đó hắn tu luyện kình thông thuật và tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sẽ không sợ bị nổ tan xác nữa. Đáng tiếc là máu Long Ma đâu dễ có như vậy. Tống Thư Hàng đang suy tư thì dược sư nhắn tin riêng cho hắn. Dược sư, Thư Hàng tiểu hữu, cuối cùng thì ngươi cũng online rồi. Ta lội tin nhắn thấy mấy hôm trước ngươi có hỏi cách tăng cường thể chất trên nhóm. Đúng vậy, dược sư tiền bối. Tống Thư Hàng nhanh chóng đáp, bây giờ ngươi đang ở tu vi nhị phẩm đúng không? Ta đang có một phương thuốc dùng để tắm. Ngươi nghĩ cách phối ra rồi mỗi ngày tắm hai lần thì hẳn là sẽ giúp tăng thể chất lên không ít đấy. Lấy không? Dược sư trả lời, thuốc để tắm, tăng thể chất lên không ít. Lấy chứ, dược sư tiền bối, ta muốn. Tống Thư Hàng đáp nhanh, tiền bối à, phương thuốc dùng để tắm này cần bao nhiêu linh thạch vậy? Bây giờ trên người hắn chỉ có 10 viên linh thạch tứ phẩm, không biết là có đủ hay không? Ha ha, giữ linh thạch mà dùng đi. Ngươi mới bước vào giới tu chân không lâu, chỗ nào cũng cần tiêu linh thạch. Nếu ngươi băn khoăn thì ta nghe nói ngươi nuôi một cây hành tinh trăm năm hả? Lúc nào tiện tay ngắt cái bút của nó gán nợ cho ta là được rồi. Dược sư tùy ý đáp, nói đoạn, hắn gửi cho Tống Thư Hàng một file tài liệu, chính là thông tin và hình ảnh các loại dược liệu của phương thuốc kia. Bút hành của thông nương, hắn đang có một viên kết tinh thông yêu, không biết là có thể thay thế cho bút hành được không đây? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì trong túi hắn có gì đó căng lên, là thông nương. Khi ở trên mặt trăng, thông nương đã cảm thấy vật chất thần bí ở đây có trợ giúp rất lớn cho việc cô biến trở lại thành người. Lúc này đây, quan tài vàng của lục tu mang lại hiệu quả càng cao đẩy nhanh tốc độ biến thành người của cô. Lúc này thông nương đã biến lại thành người, túi của Tống Thư Hàng bị căng rách, thông nương biến thành hình người nằm áp sát vào Tống Thư Hàng. Khéo một cái là sau khi biến thành hình người, cô thấy ngay câu nói của dược sư trong di động của Tống Thư Hàng. Sắc mặt thông nương thoát cái trắng bệch. Thông nương thật hy vọng mình bị cận thị, thế thì cô sẽ không nhìn thấy mấy ký tự trên điện thoại di động của Tống Thư Hàng, cũng sẽ không bị dọa cho trắng nhợt cả mặt. Hơn nữa, tiện tay ngắt cái bút là ý gì? Tưởng cô là rau hẹ thật à? Tưởng ngắt bút xong tưới tí cho rơm lên là lại mọc chắc. Bút hành của cô mọc rất khó khăn, đã thế ngắt nó khác gì ngắt đầu cô cơ chứ? Đó là việc tàn nhẫn đến mức nào hả? Thông nương ngước đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, cô đọc được rồi à? Thông nương gật đầu, đồng thời cô cũng nhanh chóng suy nghĩ. Chuyện liên quan đến bút hành và đời hành hạnh phúc, cô nhất định phải nghĩ cách mà tự cứu lấy mình thôi. Bây giờ không lẽ lại phải mời 200 bản lĩnh sinh tồn của yêu tinh lên sàn à? Thế nhưng thông nương lại nhớ đến tình hình lần trước, khi cô thi triển 500 phương pháp đầu hàng khi đánh không lại tu sĩ nhân loại. Lúc đó Tống Thư Hàng lại lạnh lùng dùng chưởng tâm lôi muốn đánh cô. Sau đó cô áp dụng tuyệt kỹ giấu đáy hòm, tuyệt kỹ của nữ yêu xinh đẹp chi mị lực sắc dụ, mà đối phương vẫn trơ như gỗ đá, chẳng hề thương hương tiếc ngọc chút nào. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng người này đã miễn dịch với 200 bản lĩnh sinh tồn của yêu tinh rồi, mà đánh giáp lá cà thẳng mặt thì cô lại không đánh lại Tống Thư Hàng.
cô ở bên cạnh Tống Thư Hàn nên biết rõ đối phương thăng cấp rất nhanh, đã tiến vào cảnh giới đan điền thứ hai ở nhị phẩm Long Vĩ đan điền rồi. Còn cô thì vẫn chỉ là một cây hành thành tinh nhất phẩm đáng thương bé nhỏ, mềm mỏng không được, cứng rắn không xong. Chẳng lẽ cô chỉ có thể hiến dâng bút hành của mình để rồi sống trong nhục nhã sao? Đừng mà, nếu còn dám ngắt bút của cô nữa thì cô sẽ liều mạng cho chúng nó xem. Thông nương, cô biến thành cây hành trước được không? Tống Thư Hàn hỏi, không gian của quan tài vàng chỉ có thế, bây giờ thông nương nằm dán sát lên người hắn. Đối với bất cứ người đàn ông nào thì đây cũng là một loại khiêu khích đó. Thông nương nghe nói thế thì nóng hết cả ruột, biến về cộng hành để bị ngắt mất bút à? Đừng hòng, đừng mà, ứ chịu đâu. Ta không muốn bị ngắt bút nữa đâu. Thông nương vừa la vừa giãy, đừng lộn xộn, tôi đã nói tôi ngắt bút của cô đâu. Tóm lại cô cứ biến về cây hành đi đã rồi tôi giải thích rõ ràng cho. Tống Thư Hàn nói, trong tay hắn đang có một viên kết tinh thông yêu hiệu quả còn tốt hơn bút hành. Hẳn là có thể giao cho dược sư tiền bối để trả cho phối phương thuốc để tắm thay bút hành được. Ngươi đừng hòng lừa ta, ngươi định chờ ta biến thành cộng hành để ngắt bút của ta luôn chứ gì. Đừng có mơ. Thông nương liều mạng đẩy nắp quan tài vàng, thế nhưng quan tài vàng được lục tu chuẩn bị cho chính mình, chân quân lục phẩm bình thường cũng không mở được ra chứ đừng nói là cộng hành tinh nhất phẩm. Nắp quan tài vàng không suy xuyển gì, thế nhưng tiếng kêu và âm thanh khi cô nàng đập nắp quan lại truyền đến tai lục tu, tiếng con gái truyền ra từ trong quan tài vàng, ta nhớ ta chỉ đưa mỗi bá đao Tống Nhất vào thôi cơ mà nhỉ. Lục tu lẩm bẩm nói, thế là lục tu mở nắp quan tài vàng. Trong quan tài vàng, một hình ảnh ba chấm và kinh hoàng bày ra trước mắt lục tu, thông nương nằm úp trên người Tống Thư Hàn, đang vừa la vừa giãy điên cuồng. Tống Thư Hàn nằm dưới thông nương thì đang vươn tay túm lấy cô, muốn bịt miệng cô lại. Khi quan tài vàng bị mở ra, cả Tống Thư Hàn và thông nương đều sững sờ cả người. Ánh sáng bất ngờ chiếu vào làm cả hai đều thấy chói mắt. Tống Thư Hàn phát hiện ánh mắt lục tu tiền bối nhìn mình quai quái, ánh mắt kia như muốn nói. Bà đây khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm nhường quan tài vàng cho ngươi nằm vào để cường hóa thể chất, thế mà ngươi dám nằm trong này chơi gái à? Lục tu tiền bối, hiểu lầm rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tống Thư Hàn lập tức kêu lên. Hắn cảm thấy việc này phải giải thích rõ ràng, chuyện liên quan đến danh dự của hắn đó. Lúc này ánh mắt lục tu rơi xuống trên người thông nương, rồi nó lại càng trở nên quai quái. Tống Thư Hàn cảm thấy có gì đấy sai sai, thế là bèn nhìn theo ánh mắt của lục tu. Sau đó, hắn thấy cái bụng của thông nương lộ ra ngoài áo vì giãy giụa, cái bụng nhẵn nhụi hơi hở ra, vòng lên một độ cong đầy mẫu tính, đó là đường cong vòng lên của một cái bụng mang bầu. Đậu má, vụ gì đây? Tống Thư Hàn ngu người luôn, thông nương có bầu. Lúc nào chứ? Chẳng phải mình vẫn để cô ấy ở trong túi hay sao? Sao tự nhiên lại biến thành mẹ bầu thế này? Chẳng lẽ là con ngựa được tin cách đây không lâu? Nó có năng lực nhìn một cái là khiến cho nữ yêu mang thai à? Ngại quá, hình như ta quấy rầy các ngươi rồi. Lục tu rầu rĩ nói, đôi ngươi vàng kim của cô đờ đẫn. Cô vươn tay đóng nắp quan tài, dường như không muốn quấy rầy đôi chim cu tình qua ý lại nữa. Tiền bối hiểu lầm rồi. Thật sự là hiểu lầm mà. Trong quan tài vàng truyền ra tiếng kêu ầm ĩ của Tống Thư Hàn, kia chắc chắn không phải con của hắn mà. Sao bụng của thông nương tự nhiên lại vòng lên vậy? Từ từ đã, chẳng lẽ lại là do thứ đó? Tống Thư Hàn lập tức nghĩ tới một khả năng, chính là ngộ đạo thạch mà thông nương cắm rễ. Ở hình thái cộng hành, rễ của thông nương bám vào ngộ đạo thạch, sau này lớn dần lên, cô có thể biến ra hai chân dưới ngộ đạo thạch để chạy trốn. Tính ra mà nói thì khi cô biến thành người, ngộ đạo thạch vừa hay ở đúng chỗ bụng cô. Thanh niên bây giờ cởi mở thật đấy. Lục tu cảm thán. Đúng lúc này một con sư tử bạch ngọc xuất hiện bên cạnh lục tu, lẳng lặng nhìn quan tài vàng trước mặt. Tứ tu và lục tu có thể cộng hưởng tin tức ở một mức độ nhất định thông qua cửu tu phượng hoàng đao, cho nên tứ tu cũng thấy cảnh tượng Tống Thư Hàn và thông nương dây dưa trong quan tài vàng và cả cái bụng nhô ra của thông nương nữa. Tứ tu thở dài u oán, sau đó nó áp sát bên cạnh quan tài vàng, rồi không biết lấy một đống gỗ ở đâu chất bên dưới quan tài, đồng thời một móng của nó cầm cao ngọn đuốc, móng còn lại xách theo can xăng. Tứ tu, ngươi làm trò gì đấy? Lục tu tóc vàng hỏi, tứ tu kinh ngạc hỏi ngược lại, ủa? Sao trong tay ta lại có đuốc với xăng thế này? Đúng rồi, đuốc và xăng không quan trọng, quan trọng là việc tiếp theo mà nó muốn làm kia, đốt. Đốt. Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên,
sau đó tứ tu tưới xăng lên củi dưới đáy quan tài vàng, rồi dùng đuốc châm lửa lên. Ôi cháy lên đi, thánh hỏa hừng hực, một trai một gái trong quan tài vàng này đáng thiêu chết thì thôi, tiền bối, hiểu lầm thật mà. Hãy nghe ta giải thích đã, trong bụng thông nương không có đứa con nào hết mà là ngộ đạo thạch, ngài cảm ứng một chút thì hẳn là có thể cảm ứng ra thứ ở trong bụng cô ấy mà. Hơn nữa, ban nãy ta giằng co với thông nương là vì dược sư tiền bối vừa gửi ta một phương thuốc dùng để tắm có thể tăng cường thể chất đấy. Tống Thư Hàn hét lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.